Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 446. Băng thần Thiên Tôn nói, đúng vậy, ta cửa kia băng tuyết hợp hoàn thần kiếm quyết, ngươi và Ngạo Tuyết luyện thành, hẳn gặp qua uy lực. Ta cũng muốn tu luyện môn kiếm quyết này, cho nên, ta cần phải tìm được một người, cùng ta song tu. Người này, tốt nhất chính là chính ta, ha ha, tốt nhất là ta đi qua. Diệp Thần lại là kinh ngạc, mình cùng mình song tu, như vậy cũng được sao? Hắn còn lấy là, băng thần Thiên Tôn đem Tiểu Vũ phong ấn ở Tuyệt Nhân Cốc, là muốn chém đứt đoạn đi, nào nghĩ tới là vì thả nuôi, cuối cùng còn muốn cùng Tiểu Vũ song tu. Tiểu Vũ có chút mơ hồ, hướng băng thần Thiên Tôn nói, tương lai ta, song tu là ý gì? Nàng tâm tư tuy thông mẫn, nhưng những chuyện này, vẫn là tỉnh tỉnh mê mê. Băng thần Thiên Tôn che miệng cười một tiếng. Nói, là rất chuyện vui sướng, tốt lắm, người tới đây bên người ta đi. Tiểu Vũ có chút chần chờ, nghiêng đầu nhìn xem Diệp Thần, khẽ gọi nói, đại ca ca. Muốn hỏi Diệp Thần ý kiến. Thật ra thì nàng thấy băng thần Thiên Tôn sau đó, rất nhanh liền từ lúc ban đầu kinh ngạc, thay đổi là thích cùng sùng bái. Bởi vì đó là nàng tương lai. Nhìn băng thần Thiên Tôn cao cao tại thượng, nắm trong tay hết thảy hình dáng, Tiểu Vũ trong lòng cũng là hâm mộ. Nàng vậy khát vọng một mình phụ trách một phía. Bất quá, nàng trong lòng vẫn là vô hình có chút hốt hoảng, không biết vậy song tu là ý gì. Đi đi. Diệp Thần cười khổ một tí, sờ một cái Tiểu Vũ tóc, tỏ ý nàng có thể trở về đến băng thần Thiên Tôn bên người. Tiểu Vũ vui mừng gật đầu, rồi sau đó chính là như một cái nhỏ chim vậy, vui sướng chạy về phía băng thần Thiên Tôn. Nàng ở chạy về phía nàng tương lai. Ngoan. Băng thần Thiên Tôn ôn nhu cười một tiếng, khom người đem Tiểu Vũ ôm lấy, đem nàng ôm đến trắng lộc phía trên, từ phía sau lưng ôm lấy eo thon của nàng, lại nhẹ nhàng thân hôn lên trán của nàng một cái. Hai cô gái cùng cưỡi trắng lộc phía trên, bối cảnh là băng thiên tuyết địa, một phiến tinh khiết thánh khiết, các nàng liền giống như là một cặp xanh đôi tỉ muội, vậy thanh thuần đẹp, mềm yếu động lòng người. Diệp Thần nhìn cái này tốt đẹp hình ảnh, trong lòng lại hồ nghi, thật sự là không tưởng tượng nổi. Hai cái cô gái phải thế nào song tu? Nhưng, băng thần Thiên Tôn là thần minh, nàng có lẽ khác có biện pháp đi. Sư Tôn, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhìn về phía băng thần Thiên Tôn, muốn nói lại thôi. Băng thần Thiên Tôn một bên thưởng thức trước Tiểu Vũ nhu thuận mái tóc dài, vừa hướng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nói, Ngạo Tuyết, ta biết ngươi nội tâm khổ sở, chuyện cho tới bây giờ, ngươi là muốn tiếp tục ở lại Vạn Khư, vẫn là quy thuận luân hồi trận doanh. Thật ra thì ta sớm liền thấy tương lai vận mệnh, biết ngươi biết cùng luân hồi chi chủ tinh thần song tu, cho nên ta mới thu ngươi làm đệ tử. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền đứng ở luân hồi bên này, mà không phải là Vạn Khư bên kia. Nói xong lời cuối cùng, băng thần Thiên Tôn ánh mắt, lại rơi vào Diệp Thần trên mình, mang thưởng thức nụ cười. Nàng không có nhìn lầm người, Diệp Thần thật thông qua nàng khảo nghiệm, có tư cách trở thành nàng đồng minh. Thậm chí, cùng Diệp Thần lớn lên nói. Nàng coi như phụng Diệp Thần là chí tôn, vậy là có thể sự việc. Diệp Thần sờ một cái lỗ mũi, lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới băng thần Thiên Tôn từ mới đầu, liền đứng ở hắn bên này. Suy nghĩ một chút cũng phải, năm đó băng thần Thiên Tôn vận mệnh, bị đà đế cổ thần chung kết, lại làm sao có thể tiếp tục chống đỡ Vũ Hoàng cổ đế. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trầm mặc xuống, ở bàn tư sau một lúc lâu, nàng cắn răng nói, sư tôn, nghĩa phụ ta khổ tâm tài bồi ta. Ta không thể phụ lòng hắn, ta không thể phản bội Vạn Khư, ta nhất định là luân hồi kẻ địch. Thanh âm vô cùng kiên quyết. Nàng cho dù cùng Diệp Thần tinh thần song tu, vẫn là lựa chọn Vạn Khư trận doanh, tuyệt không phản bội. À, băng thần Thiên Tôn ánh mắt hơi chăm chú, khá có chút bất ngờ. Nàng xem qua tương lai bên trong, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ở tuyệt đại đa số thời điểm, cũng sẽ phản bội. Nhưng giờ khắc này, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhưng là lựa chọn ở lại Vạn Khư. Xem ra, tương lai sự việc, tại chưa có chân chính đến trước, cũng không ai có thể 100% xác định. Chân chính có thể thấy rõ tương lai vận mạng người, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết vận mệnh chúa tể, có thể vị này vận mệnh nắm giữ, từ xưa đến nay, cũng không có chân chính ra đời qua. Vậy ngươi đi thôi. Băng thần Thiên Tôn lắc đầu một cái, cuối cùng là thở dài nói. Sư Tôn. Các ngươi không giết ta sao? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhìn xem băng thần Thiên Tôn, lại nhìn xem Diệp Thần. Nàng lựa chọn ở lại Vạn Khư,
không muốn phản bội, là tuân theo đạo tâm của mình, đã ôm phải chết ý niệm. Nhưng hiện tại băng thần thiên tôn lại nói, nguyện ý để cho nàng rời đi. Mà xem Diệp Thần diễn cảm, tựa hồ cũng không có ngăn trở ý. Ta muốn giết ngươi, nhưng không phải hiện tại, sau này hãy nói đi. Chúng ta xong tu sự việc, tính, đều là một chàng huyễn mộng, làm chưa có phát sinh qua đi. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng là than thở. Hắn mới vừa cùng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết sóng vai tác chiến, tự nhiên không thể nào đau xuống tay tàn nhẫn, hiện tại liền giết nàng. Thật có cái gì ân oán, sau này lại thanh toán cũng không muộn. Ừ, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thân thể mềm mại hơi run rẩy, gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, vậy, ta đi. Diệp Thần cùng băng thần thiên tôn, đều là im lặng, cũng không có giữ lại. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đã làm ra quyết định, bọn họ giữ lại cũng là vô dụng. Lần sau gặp nhau, chúng ta liền là địch nhân. Chờ một chút lần, băng thần thiên tôn sẽ không lại đứng ở bên người ngươi. Diệp Thần nhẹ giọng nói, lời nói này nhưng thật ra là có giữ lại ý, muốn khuyên Vũ Hoàng Ngạo Tuyết quy hàng. Coi như sống chết gặp nhau, ta cũng không hối. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết khẽ cắn một tí môi đỏ mọng, chợt liền kiên quyết xoay người rời đi. Diệp Thần nhìn nàng rời đi hình bóng, suy nghĩ muôn vàn, trầm mặc không nói gì. Băng thần thiên tôn cười nói, Diệp Thần, chờ lần sau, người thật bỏ được giết nàng sao? Diệp Thần cười một tiếng, nói, vì sao bỏ không được? Ngay cả là thiên nữ, ta cũng muốn giết, ngăn cản ta đạo giả, đều phải chết, ta như nhân từ, người khác liền sẽ đối với ta tàn nhẫn. Lần này nói được bình tĩnh, nhưng sau lưng ẩn hàm đạo tâm cùng kiên quyết, đủ để cho người lộ vẻ xúc động. Diệp Thần không phải không quả quyết người. Nếu như sự việc thật đến không cách nào vãn hồi bước, hắn tuyệt sẽ không có cái gì mềm lòng chùn tay. Bởi vì hắn biết, ở hắn luân hồi trận doanh bên trong, có vô số người ở đi theo hắn, hắn bất kỳ nhân từ ý niệm, cuối cùng đều có thể trở thành phần mộ. Đúng rồi, nửa năm sau đó, ngươi thì phải cùng thiên nữ quyết chiến, ngươi đã thông qua ta khảo nghiệm, ta nói qua, ngươi kêu ta làm gì đều có thể. Băng thần thiên tôn một bên ôm tiểu vũ eo, vừa hướng Diệp Thần nói. Lúc này băng thiên tuyết địa, thế giới tuyết phủ trắng xóa, nàng và tiểu vũ cưỡi ở trắng lộc phía trên, cười yếu ớt xinh đẹp, bức họa này mặt, mười phần duy mỹ động lòng người. Thật cái gì đều được sao? Diệp Thần ngắm nhìn băng thần thiên tôn ánh mắt, mỉm cười nói. Đúng vậy. Băng thần thiên tôn cũng trở về lấy mỉm cười, thanh thuần trên gò má, thấm ra một chút quyến rũ động lòng người sắc thái. Được rồi. Người sau này thì sáp nhập vào ta luân hồi trận doanh, làm ta đồng minh, ta sau này còn có nhu cầu phải dùng tới người địa phương. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không có nói ra quá yêu cầu quá đáng. Chỉ là như vậy sao? Băng thần thiên tôn trong mắt có chút tiêu hồn thực cốt ý, nhìn Diệp Thần. Chương 8902, luyện hóa. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ người muốn ăn ta? Diệp Thần nhún vai một cái. Cũng không có nói ra quá yêu cầu quá đáng. Bởi vì hắn cũng biết, băng thần thiên tôn nói là cái gì đều được, nhưng nếu như mình yêu cầu quá mức, nhất định sẽ đưa tới đối phương không ưa. Băng thần thiên tôn một hồi cười duyên, nói, thú vị, ta thích ngươi. Hoặc là, cùng nửa năm sau đó, ngươi cùng thiên nữ quyết chiến, ta cũng tham chiến. Diệp Thần suy nghĩ một tí, lắc đầu một cái, nói chậm một chút rồi hãy nói. Chỉ ma thiên đế hài cốt, ta muốn nhận lấy ma thiên đế hài cốt, người có thể giúp ta luyện hóa. Ma thiên đế hài cốt, năng lượng linh khí cực kỳ dư thừa, thậm chí ẩn chứa có một ít thần cách quy luật. Cái gọi là thần cách, chính là một loại đặc thù quy luật lực lượng, là thần linh vị cách, là đại đạo chỗ tinh hoa. Nếu có thể luyện hóa ma thiên đế hài cốt, hấp thu hắn linh khí năng lượng, thậm chí dung hợp kỳ thần cách, Diệp Thần tu vi, tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí liền liệt nhật mệnh tinh, đều có thức tỉnh có thể. Ma thiên đế hài cốt, người muốn luyện hóa hấp thu, chỉ có thể dựa vào mình, ta không giúp được gì. Ta cưỡng ép giúp ngươi, bất quá là ít mầm giúp dài, cái mất nhiều hơn cái được. Hoặc là, người hiện tại thử một chút, xem có thể hay không trực tiếp luyện hóa. Băng thần thiên tôn nói. Diệp Thần trong mắt híp lại, ngắm nhìn ma thiên đế hài cốt. Băng tuyết hợp hoàn thần kiếm quyết khí tượng còn không có hoàn toàn tản đi, giữa trời đất một phiến đóng băng, vậy ma thiên đế hải cốt, cũng bị tầng tầng phong đông. Xuyên thấu qua vậy bề mặt đóng băng,
Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, nguyên cái ma thiên đế hài cốt, tản mát ra hùng hồn năng lượng. Liệt nhật mệnh tinh, cho ta hấp thu đi. Diệp Thần bàn tay một chảo, lăng phong thần mạch mở, lòng bàn tay tạo thành một cái mắt gió vòng xoáy, cuồng bạo hấp lực phát ra, thu lấy vậy một cỗ hài cốt. Ma thiên đế hài cốt, năng lượng như vậy dư thừa, thậm chí hàm chứa một chút nguyền rủa thần cách, cho dù là Diệp Thần long đằng mệnh tinh không gian, cũng không cách nào hoàn toàn chứa. Cưỡng ép chứa nói, rất có thể gặp nguyền rủa thần cách cắn trả. Cho nên, cho dù huyết long có muốn chiếm đoạt ma thiên đế hài cốt, lần nữa tiến hóa ý tưởng, nhưng Diệp Thần cảm thấy vẫn là quá mạo hiểm. Kinh khủng như vậy hài cốt, có lẽ chỉ có hắn liệt nhật mệnh tinh không lúc đó, mới có thể hoàn toàn chứa. Ở Diệp Thần lăng phong thần mạch thu gỡ xuống, rất nhanh, nguyên cái ma thiên đế hài cốt, liền bị hắn hoàn toàn nhận được liệt nhật mệnh tinh bên trong không gian. Ở liệt nhật mệnh tinh bên trong không gian bộ, một viên ma tinh chiếu sáng, phía dưới là một cái khổng lồ được dọa người, giống như là muốn bao phủ nguyên cái thiên địa đáng sợ hài cốt. Đó chính là ma thiên đế hài cốt, đang tản ra ánh sáng óng ánh, như có quỷ lửa nhảy lên, hài cốt trên quanh quẩn từng tia thần bí u ám hơi thở, đó là ma thiên đế nguyền rủa thần cách quy luật năng lượng khí. Ở thu lấy ma thiên đế hài cốt sau đó, Diệp Thần im lìm hừ một tiếng, hơi thở xuất hiện chốc lát ngưng động chất. Cái này hài cốt vào thân thể của hắn nội bộ không gian, giống như đi một khối mặt hồ bình tĩnh bên trong, đập một khối 5 tấn đá lớn, một đá kích thích thiên tầng lãng, hắn cả người linh khí cũng sóng gió nổi lên, xuất hiện rối loạn. Võ cực thiên hạ, hồng mông tinh không. Diệp Thần hít sâu một hơi, vận chuyển võ cực đạo thư, cực hạn võ đạo linh khí vần quanh, ổn định trong cơ thể linh khí, cũng ở liệt nhật mệnh tinh không gian bên trong, thả ra một phiến hồng mông tinh không. Thoáng chế trụ ma thiên đế hải cốt hơi thở chập chờn. Có thể luyện hóa sao? Băng thần thiên tôn gặp Diệp Thần ngưng trọng như thế, muốn đến luyện hóa ma thiên đế hải cốt, cũng thực không dễ. Ma thiên đế hải cốt bị bắt lấy sau đó, toàn bộ vận mệnh thiên địa, linh khí cũng đổi được nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên, giống như là một cái bệnh nặng người, rốt cuộc thanh trừ ung thư. Có thể thanh trừ ma thiên đế viên này ung thư, băng thần thiên tôn nhưng mà cảm kích rất. Đây đều là Diệp Thần công lao. Hiện tại, chỉ cần Diệp Thần có thể thuận lợi luyện hóa vậy hài cốt, coi như là công đức viên mãn. Thành tựu luân hồi trận doanh đồng minh, băng thần thiên tôn tự nhiên muốn thấy được Diệp Thần trở nên mạnh mẽ. Ta thử một chút. Diệp Thần khẽ cắn răng, hít sâu một hơi, yên lặng sử dụng một phiến trang sách. Tịch diệt thiên thư, cho ta trấn áp. Vậy phiến trang sách, phơi bày u tối màu sắc. Phía trên còn quấn tầng ngàn vạn kiếp nạn tai khí, chính là tịch diệt thiên thư. Cái này tịch diệt thiên thư, là thiên tâm lão tổ nhất đồ mong muốn, bản nguyên vẹn vốn tịch diệt thiên thư, thậm chí có thể ngắn ngủi áp chế thiên bia khí tức cuồng bạo, để cho người thuận lợi luyện hóa thiên bia. Có thể nói, cái này tịch diệt thiên thư, có cực kỳ đáng sợ áp chế cùng hủy diệt uy năng, coi như chỉ là một trang, vậy cổ hủy diệt oai, cũng là cực kỳ khủng bố. Diệp Thần vậy không do dự. Trực tiếp thúc sục tịch diệt thiên thư, hung hăng hướng ma thiên đế hải cốt trấn áp xuống đi. Rào! Tịch diệt thiên thư linh khí nổ, từ u tối trang sách bên trong, lao ra vô cùng Phật quang, vạn trượng hà thải, hình thành một tòa khổng lồ Phật môn thiên đường, khí tượng mênh mông. Cái này phiến Phật môn thiên đường, vô số Phật Đà Bồ Tát trấn giữ, quỳnh nhang vần quanh, thụy ải rực rỡ, hòa hợp bảo các, phượng chứ loan dọn ra, chín phượng dáng đỏ, bát bảo tím nghê, các loại thủy tường. Từng cái lộ ra. Diệp Thần tâm niệm vừa động, cái này phiến Phật môn thiên đường, chính là mang cuồng bạo hủy diệt cùng chấn áp hơi thở, như vậy ích dịch vạn ma, đáng nịch thế gian hết thảy yêu tà vậy, hung hăng hướng ma thiên đế hải cốt oanh đánh tiếp. Hắn muốn lợi dụng tịch diệt thiên thư thần uy, trực tiếp nghiền nát ma thiên đế hải cốt, luyện hóa hấp thu. Hắn có lòng tin, coi như là một phiến vũ trụ tinh không, ở tịch diệt thiên thư nghiền ép hạ, cũng chỉ có văng tung tóe nát bấy kết quả. Nhưng mà, một màn kinh người xuất hiện. Làm tịch diệt thiên thư, cùng ma thiên đế hải cốt va chạm, cũng không có gì dễ như bỡn khí tượng xuất hiện. Chương 8903, cam kết. Ngược lại, hai người va chạm ngay tức thì, ma thiên đế hải cốt bên trên, liền bộc phát ra một cổ vô cùng là kinh khủng nguyền rủa hơi thở, sau lưng mang cổ xưa ma thần đáng sợ giết hại. Dính liền cái này cổ nguyền rủa hơi thở, tịch diệt thiên thư huyễn hóa ra Phật quang. Nhất thời liền dính không rõ, xuất hiện mảng lớn dơ bẩn, tất cả Phật Đà Bồ Tát toàn bộ rên rỉ đứng lên,
xa vào nhập nguyền rủa tội nghiệt bể khổ, không cách nào tự kềm chế. Thậm chí, liền Tịch Diệt Thiên Thư bản thân, cũng phải dính dơ bẩn. Không tốt! Diệp Thần hơi biến sắc mặt, vội vàng đem Tịch Diệt Thiên Thư thu hồi lại. Cuối cùng hắn phản ứng mau, Tịch Diệt Thiên Thư cũng không có gặp ô nhiễm. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Ma Thiên Đế hài cốt, chỉ gặp vậy hài cốt hoàn hảo không tổn hao gì, không có một chút bị nghiền nát hủy diệt dấu hiệu. Xem ra coi như dùng Tịch Diệt Thiên Thư, cũng không cách nào luyện hóa cái này hài cốt. Diệp Thần khóe miệng hơi co quắp một tí, nếu như là bản nguyên vẹn vốn Tịch Diệt Thiên Thư, đây tuyệt đối là có thể có hiệu lực. Nhưng hoàn chỉnh Tịch Diệt Thiên Thư, đã sớm bạo diệt, hiện tại Diệp Thần có, chỉ là một trang đạo thư, hơn nữa kiếp bụi thôi. Muốn dựa vào trang này thiên thư, trấn áp Ma Thiên Đế hài cốt, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Như thế nào? Băng Thần Thiên Tôn gặp Diệp Thần sắc mặt không tốt lắm xem, liền hỏi. Không được, ta tạm thời không cách nào luyện hóa, có thể cần nghĩ biện pháp khác. Diệp Thần lắc đầu một cái, đương thời giây phút, hắn cũng không biết như thế nào luyện hóa Ma Thiên Đế hài cốt. Hắn dự định hồi Tinh Nguyệt giới xem, và dạ mẫu các người thương lượng một tí. Băng Thần Thiên Tôn nói, người muốn luyện hóa Ma Thiên Đế hài cốt mà nói, ta đây là biết có một cái biện pháp. Diệp Thần nói, biện pháp gì? Băng Thần Thiên Tôn nói, Giang gia tổ tiên, chấp trưởng một môn công pháp đặc thù, kêu Hóa Thiên Đại Pháp. Vậy Hóa Thiên Đại Pháp, truyền thuyết có thể luyện hóa vạn vật, cực kỳ cường hãn, người nếu như có thể bắt được Hóa Thiên Đại Pháp, có lẽ liền có thể thuận lợi luyện hóa Ma Thiên Đế hài cốt. Ma Thiên Đế hài cốt là Diệp Thần thức tỉnh liệt nhật mệnh tinh mấu chốt. Nếu như hoàn toàn luyện hóa hấp thu, Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh, thì có thể thắp sáng. Như vậy thứ nhất, hắn đối kháng thiên nữ, thành coi là đem sẽ thật to tăng lên. Diệp Thần nói, Hóa Thiên Đại Pháp, Giang gia tổ tiên. Là Giang Mệnh Tâm tiểu thư tổ tiên. Băng Thần Thiên Tôn nói, đúng vậy, Giang gia tổ tiên, kêu Giang Phù Sinh, đến từ không không lúc nào không, năm đó cũng là một tôn cường đại thần minh. Sau đó ở đánh trận bên trong bị thương, chạy nạn ra. Hắn muốn chạy trốn đến vận mệnh thiên địa, thay đổi mình định trước vẫn diệt vận mệnh, nhưng, hắn thất bại. Hắn bị ma thần nhất mạch Hoàng Kim gia tộc đuổi giết, cuối cùng chết, cuối cùng chỉ có một giọt máu, bay tới vận mệnh thiên địa, sinh sôi ra Giang gia, cho đến ngày hôm nay. Diệp Thần nói, ma thần nhất mạch, Hoàng Kim gia tộc. Băng Thần Thiên Tôn nói, đúng vậy. Không không lúc nào không ma thần nhất mạch bên trong, có vô số ma thần quái vật, rất nhiều quái vật đều là cấp thấp tồn tại, chỉ có giết hại bản năng, nhưng cũng có rất nhiều ma thần, trời xanh cái có trí khôn, là hết sức hắn cường đại tồn tại. Hoàng Kim gia tộc, chính là ma thần nhất mạch cao cấp một trong chủng tộc, trừ cái này ra, còn có Bạch Kim gia tộc, Hắc Kim gia tộc vân. Vân, thân độ Uyển Nhi không cùng ngươi nói qua những thứ này sao? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không có. Cái gì Hoàng Kim gia tộc, những thứ này bí mật, Diệp Thần cũng không nghe thân Đỗ Uyển Nhi đề cập tới, có thể là nàng sợ hắn phân tâm. Băng Thần Thiên Tôn nói, được rồi, không nghĩ tới ngươi lại có thể chưa từng nghe qua, ta hiện tại liền nói cho ngươi, Hoàng Kim gia tộc là ma thần cao cấp chủng tộc bên trong, huyết mạch tinh khiết nhất tồn tại. Thân Đỗ Uyển Nhi thành lập ma thần cung, đầu dựa vào luân hồi trận doanh, Hoàng Kim gia tộc hết sức phản đối, cùng ma thần cung chém giết thảm thiết. Cuối cùng ở thân Đỗ Uyển Nhi thiết huyết cổ tay trấn áp xuống, thua chạy rời đi. Hôm nay ma thần nhất mạch bên trong, nổi bật nhất tinh thần, dĩ nhiên là thân Đỗ Uyển Nhi. Nhưng vào năm đó, sáng chói nhất tồn tại, chính là cái này Hoàng Kim gia tộc. Hoàng Kim gia tộc năm đó, đuổi giết Giang gia tổ tiên Giang Phù Sinh, hai bên bùng nổ đại chiến, Hoàng Kim gia tộc bị đổ sát rất ngàn vạn người, tổn thất thảm trọng, tổn thương nguyên khí nặng nề, nếu không... Ngày hôm nay vậy không tới phiên thân Đỗ Uyển Nhi quật khởi. Nghe đến chỗ này, Diệp Thần trong lòng động một cái. Nói như vậy, thân Đỗ Uyển Nhi có thể ngồi vững vàng ma thần chúa tể vị trí, còn phải cảm tạ năm đó Giang gia tổ tiên. Chính là Giang Phù Sinh, đổ sát rất Hoàng Kim gia tộc ngàn vạn cường người, để cho Hoàng Kim gia tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, thế lực suy sụp, hiện tại mới cho thân Đỗ Uyển Nhi quật khởi cơ hội. Băng Thần Thiên Tôn nói tiếp. Năm đó Giang Phù Sinh, cùng Hoàng Kim gia tộc đại chiến chi địa, đã thành một phiến cực kỳ địa phương nguy hiểm, gọi là trôi trên mặt nước vực, bên trong hiện đầy vong linh, vậy cũng là chết đi Hoàng Kim gia tộc ma thần, lưu lại oan hồn.
Giang Phù Sinh nơi chấp trưởng thần công, hóa thiên đại pháp, vậy vĩnh viễn ở lại vậy phiến trôi trên mặt nước vực. Vạn cổ tới nay, Giang gia luôn muốn phái người đi trôi trên mặt nước vực, tìm về tổ tiên thần công, nhưng tiếc là cũng không công mà về. Diệp thần, người là đại khí vận người, người nếu là đi trôi trên mặt nước vực, có lẽ có thể tìm được hóa thiên đại pháp vậy không nhất định. Nếu như có thể bắt được hóa thiên đại pháp, người muốn luyện hóa ma thiên đế hài cốt, vậy thì đơn giản hơn. Cửa kia thần công, chính là đặc biệt luyện hóa vạn vật công pháp. Nói xong lời cuối cùng, băng thần thiên tôn nhẹ nhàng đánh ra ngón tay, một đạo linh quang bắn tới Diệp thần đầu óc bên trong, vậy trôi trên mặt nước vực tọa độ, vậy in vào Diệp thần thức hải bên trong. Diệp thần nói, người muốn ta đi trôi trên mặt nước vực. Băng thần thiên tôn nói, người đi sông sông cũng không sao, vậy phiến trôi trên mặt nước vực, bên trong lẩn quẩn ma thần vong linh, có chút là hết sức hắn cường đại tồn tại, một khi bọn họ hồi phục, rất có thể uy hiếp được thân Đỗ Uyển Nhi vị trí. Người có luân hồi huyết mạch, không sợ bất kỳ oan hồn uy hiếp, nếu là đi đến trôi trên mặt nước vực, người tìm hóa thiên đại pháp đồng thời, thuận tay tiêu diệt những cái kia ma thần oan hồn, cũng là thiên đại hảo sự, có thể giải quyết một cái tai họa ngầm. Hiện tại băng thần thiên tôn là Diệp thần đồng minh, vậy là khắp nơi là Diệp thần lo nghĩ. Bất quá, mấy ngày nay ngươi liên tục trắc trở chiến đấu, tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi mấy ngày lại đi đi, ta cũng có thể thừa dịp mấy ngày nay thời gian, cùng ngươi so tài luận đạo. Băng thần thiên tôn mỉm cười nói. So tài luận đạo sao? Diệp thần nhìn băng thần thiên tôn vậy cười yếu ớt tư thái, không khỏi cười khổ một tí. Dừng một chút, Diệp thần cũng là gật đầu. Nói, được rồi, vậy thì so tài mấy ngày, chờ thêm mấy ngày, ta lại đi trôi trên mặt nước vực một chuyến. Trôi trên mặt nước vực phủ đầy ma thần vong linh, lại cất giấu thần công hóa thiên đại pháp, Diệp thần cũng có điểm tâm động, muốn đi tìm tòi kết quả. Đúng rồi, Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối hắn. Diệp thần niệm đến Cổ Vĩnh Tiêu, hiện tại Cổ Vĩnh Tiêu còn không hoàn toàn phục hồi như cũ, hắn cần vận mệnh thiên trì trợ lực. Yên tâm, hắn có thể ở lại vận mệnh thiên trì. Từ từ khôi phục ánh mắt cùng nguyên khí, sẽ không lại có người ngăn trở hắn, nhưng cũng có thể cần một đoạn thời gian. Băng thần thiên tôn nói. Được. Diệp thần gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên là tin tưởng băng thần thiên tôn cam kết. Dẫu sao hiện tại, hắn và băng thần thiên tôn, đã là đồng minh. Thương nghị xong, Diệp thần đi theo băng thần thiên tôn, trở lại tới Đông Thần Điện. Hôm nay, băng thần thiên tôn coi như là rời núi. Tự mình trấn giữ tới Đông Thần Điện. Tới Đông Thần Điện nội bộ, Kiếm Tông cùng Thuẫn Tông, đối băng thần thiên tôn đầu dựa vào Diệp thần cử động, đều có chút bất mãn. Bởi vì ở bọn họ xem ra, băng thần thiên tôn thực lực, xa so thời khắc này Diệp thần, mạnh hơn được hơn. Như vậy đầu dựa vào luân hồi, đơn giản là hạ mình hàng quý. Nhưng, thần là không có sai. Kiếm Tông cùng Thuẫn Tông người, đều biết băng thần thiên tôn, là nhìn chúng Diệp thần tương lai. Đến cuối cùng, bọn họ vậy tuyên thệ thành tâm ra sức luân hồi, cũng từ bỏ hiềm khích lúc trước. Diệp thần ở tới Đông Thần Điện bên trong nghỉ ngơi, đem Kỷ Tư Thanh vậy nhận lấy, cũng cùng băng thần thiên tôn so tài luận đạo. Băng thần thiên tôn là thần minh, coi như hôm nay thực lực, kém hơn đỉnh cấp thời điểm, nhưng vậy là vô cùng mạnh mẽ. Diệp thần cùng nàng so tài, dĩ nhiên là thu được ích lợi không cạn. Ngày này, tới Đông Thần Điện đình viện bên trong. Diệp thần cùng băng thần thiên tôn, đều cầm một thanh trường kiếm, hai bên không dùng tới linh khí, chỉ là so tài kiếm chiêu. Diệp thần dùng băng kiếm, băng thần thiên tôn vận dụng tuyết chi tâm, đó là băng tuyết hợp hoan thần kiếm quyết chiêu pháp. Đình viện cạnh, một cái hơi có vẻ non nớt thiếu nữ, dắt một đầu trắng lộc ở xem cuộc chiến, chính là Tiểu Vũ. Còn có một cái cô gái, người mặc quần dài màu tím, tư thái yêu nhã, đang mắt nhìn không chấp Diệp thần và băng thần tỷ thí. Là Kỷ Tư Thanh. Diệp thần băng kiếm, cùng băng thần thiên tôn tuyết chi tâm, từ đầu đến cuối không cách nào điều hòa, vậy không làm được song kiếm hợp bích. Hai người giao phong một lát sau, chính là mỗi người lui về phía sau, thu hồi trường kiếm. Băng thần thiên tôn cười nói, xem ra không song tu nói, người ta tới giữa, hay là làm không tới song kiếm hợp bích. Cái này băng tuyết hợp hoan thần kiếm quyết, nếu như song kiếm hợp bích, bộc phát ra lực sát thương. Thậm chí so với đại mộ thần kiếm còn lợi hại hơn, đặc biệt khủng bố. Băng thần thiên tôn cũng muốn cùng Diệp thần song kiếm hợp bích, đáng tiếc không làm được, không có quan hệ vui vẻ ăn ý,
bởi vì hai người cũng không có chân chính ra thịt coi mắt qua. Diệp Thần ho khan một tiếng, ngay trước Kỷ Tư Thanh mặt, chuyện song tu, hắn cũng không dám nói bậy bạ. Kỷ Tư Thanh ngược lại là dửng dưng, bình tĩnh nói, nếu như muốn song tu, mới có thể song kiếm hợp bích, vậy các ngươi liền song tu hợp thể à? Diệp Thần lúng túng lại ho khan một tí, Tư Thanh. Băng Thần Thiên Tôn cười nói, vẫn là thôi, coi như ta nghĩ, Diệp Thần cũng không muốn dính nhân quả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nàng thân là đã từng là chín thần một trong, trên mình lưng đeo nhân quả vận mệnh, chân thực quá phức tạp. Nếu như cùng Diệp Thần song tu, Diệp Thần cũng phải cõng thua nàng nhân quả, áp lực quá lớn, cái mất nhiều hơn cái được. Hôm nay Diệp Thần, tu vi chỉ có thiên huyền cảnh 4 tầng thiên mà thôi, nàng cũng không muốn Diệp Thần rơi vào sau lưng nàng trong nước xoáy đi. Kỷ Tư Thanh con ngươi lãnh đạm, liếc về hướng Băng Thần Thiên Tôn, nói, Băng Thần, nghe nói người muốn cướp lấy vận mạng quyền bính. Ở đánh chết Huyền Cơ Nguyệt sau đó, Kỷ Tư Thanh lấy được vận mệnh khí vận, kể từ lúc đó bắt đầu, nàng nhất định mình là tương lai vận mệnh chủ, thậm chí là vận mệnh nữ thần. Nhưng bây giờ nhìn lại, muốn làm vận mệnh nữ thần người, cũng không chỉ nàng một cái, còn có Băng Thần Thiên Tôn. Băng Thần Thiên Tôn nghe Kỷ Tư Thanh câu hỏi, cười một cái, nói, đúng vậy, tương lai trở thành vận mệnh chủ, phụ trợ luân hồi thiên quốc thành lập trật tự người, hẳn là ta, ngươi vẫn là thối lui ra đi. Ta xem qua tương lai, nếu như ngươi cố ý muốn làm vận mệnh chủ, cuối cùng chỉ có thân tử đạo tiêu kết quả, cuối cùng ngươi quyền bính, sẽ truyền cho ngươi muội muội, giá quá lớn. Ngươi hôm nay thối lui ra, còn có thể có một cái vòng tròn đầy kết cục, tương lai đường, quá nguy hiểm, do ta thay thế ngươi, vì ngươi đi xuống, như thế nào? Kỷ Tư Thanh hồi tưởng lại tuyệt nhân cốc pho tượng kia, đó là tương lai vận mệnh đứng đầu pho tượng, tướng mạo cũng không phải nàng, mà là nàng muội muội Kỷ Lâm. Cái này tựa hồ biểu thị, tương lai nàng sẽ chết đi, đạo thống giao cho Kỷ Lâm thừa kế. Hiện tại Băng Thần Thiên Tôn, nói muốn lấy đời nàng trở thành vận mệnh chủ, thật ra thì cũng có cứu nàng ý. Không, tương lai sự việc, còn không phát sinh, ta sẽ không bỏ rơi. Kỷ Tư Thanh ánh mắt nhưng là kiên định, lắc đầu một cái, muốn nàng buông tha vận mệnh đứng đầu quyền bính, đó là tuyệt đối không thể. Nàng muốn tự mình phụ trợ Diệp Thần, thành lập luân hồi thiên quốc sự nghiệp, không hề muốn làm một cái bẫy người ngoài. Băng Thần Thiên Tôn nhìn Kỷ Tư Thanh kiên quyết như vậy hình dáng, vậy không có cưỡng cầu, dửng dưng nhún vai một cái, nói, tùy ngươi, dù sao ta vậy sẽ không bỏ rơi, cuối cùng ai có thể chấp chưởng vận mạng trung cực, vậy thì xem riêng mình bản lãnh. Kỷ Tư Thanh hừ một tiếng, nói, vậy thì mỏi mắt mong chờ. Diệp Thần nhìn hai cô gái đối đầu gay gắt hình dáng, nhưng là hơi có chút nhức đầu, nói, tốt lắm, không nên ồn ào, tương lai sự việc, tương lai nói sau. Kỷ Tư Thanh lại hừ một tiếng, xoay người rời đi. Băng Thần Thiên Tôn than thở một tiếng, nói, Tư Thanh cô nương, đây cũng là cần gì chứ? Ta chẳng qua là muốn cứu ngươi thôi. Nghe nàng mà nói, Kỷ Tư Thanh vậy không đáp lại, trực tiếp rời đi tới Đông Thần Điện. Cùng nhau đi tới, Kỷ Tư Thanh có trực tiếp niệm, nàng niệm, chính là vĩnh viễn bảo vệ luân hồi. Diệp Thần cười khổ không thôi, từ trong tình cảm nói, hắn tự nhiên hy vọng Kỷ Tư Thanh có thể chấp chưởng vận mệnh trung cực. Nhưng, nếu như ở tương lai, Kỷ Tư Thanh thật có thể sẽ chết, hắn dĩ nhiên là muốn để cho nàng buông tha, dẫu sao tánh mạng trọng yếu nhất. Chỉ tiếc, ở tương lai còn chưa tới trước, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, cũng không ai có thể tuyệt đối xác định. Người điều có thể làm, chỉ là chắc chắn hiện tại thôi. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Diệp Thần cũng ở lại tới Đông Thần Điện bên trong. Chương 8905, cái gọi là bằng hữu. Trước đây tới Đông Thần Điện cùng Giang Gia, tranh đấu 10 phần kịch liệt, Giang Gia chết liền rất nhiều người. Băng Thần Thiên Tôn vận dụng thần lực, mượn nữa dùng Diệp Thần luân hồi máu, đem những cái kia người bị chết, lần nữa sống lại. Vậy thua thiệt được người của Giang Gia, hàng năm cuộc sống ở vận mệnh thiên địa, hơi thở đã sớm cùng địa mạch hòa làm một thể. Vận mệnh thiên địa địa mạch, vậy hết sức đặc thù, có thể ánh chiếu người vận mệnh. Băng Thần Thiên Tôn mượn dùng Diệp Thần luân hồi máu lực lượng, nghịch chuyển thời gian sông dài, từ đi qua trong thời gian, đem người chết mò ra sống lại, coi như là giải quyết tới Đông Thần Điện cùng Giang Gia ân oán. Từ nay về sau, vận mệnh thiên địa nội bộ, rốt cục thì đoàn kết nhất trí, tất cả mọi người đều đứng ở luân hồi trận doanh bên này.
Diệp Thần đạt được vận mệnh thiên địa trợ lực, khí vận cũng là bạo tăng, mơ hồ đã có biến hóa ra khí vận kim long dấu hiệu. Khí vận kim long là một loại đặc thù khí tượng, tượng trưng cho khí vận sâu cạn. Vậy mà nói, khí vận hư không mờ mịt, mắt thường không thể gặp, cũng khó mà suy đoán. Nhưng là một cái khí vận của người, cường thịnh đến nhất định bước, là có thể tạo thành mắt thường có thể thấy được khí tượng, đó chính là khí vận kim long. Khí vận kim long càng dài, liền đại biểu khí vận càng bằng bạc. Muốn tạo thành khí vận kim long, vậy mà nói, ít nhất phải có vô lượng cảnh thực lực. Cho nên, Diệp Thần khí vận tuy bằng bạc, nhưng từ đầu đến cuối không có thay đổi ra kim long, chính là bởi vì tu vi còn chưa đủ. Nhưng hiện tại, hắn không có đạt tới vô lượng cảnh, đã có thể mơ hồ biến hóa ra khí vận kim long, hoàn toàn đột phá qua lại, điều này đại biểu hắn khí vận hùng hồn trình độ, cả thiên địa quy luật cũng không cách nào áp chế. Diệp Thần phỏng đoán, cùng luyện hóa ma thiên đế hài cốt, thắp sáng liệt nhật mệnh tinh, khí vận của hắn kim long, là có thể sản sinh ra tới. Mà muốn luyện hóa ma thiên đế hài cốt, giang ra tổ tiên hóa thiên đại pháp là mấu chốt. Diệp Thần vậy chuẩn bị lên đường, đi trôi trên mặt nước vực, tìm vậy hóa thiên đại pháp. Lên đường đêm trước, tới Đông Thần Điện, hậu hoa viên bên trong. Phồn hoa cẩm thốc trên cỏ, hai đạo thân ảnh đang kịch liệt dây dưa, lẫn nhau ôm hôn trước, ở trên cỏ lăn qua lộn lại, thật giống như hận không được đem đối phương hòa tan hết vậy. Cái này hai đạo thân ảnh, chính là băng thần Thiên Tôn cùng Diệp Thần. Hai người quần áo xốc xếch, đều ở đây thở dốc, nếu như có người ngoài thấy được, còn lấy là hai người đang làm gì xấu hổ sự việc. Nhưng trong thực tế, Diệp Thần và băng thần Thiên Tôn, cũng chỉ là ôm hôn, động tác tuy kịch liệt, nhưng vậy giữ vững sau cùng khắc chế, cũng không có đột phá đến một bước cuối cùng. Diệp Thần ôm thật chặt băng thần Thiên Tôn, không ngừng sát môi của nàng, hút lấy nàng trong huyết mạch linh khí. Băng thần Thiên Tôn có thiên đế huyết mạch, đó là xuất xứ từ luân hồi thất tinh trí cao, thiên đế ra lệnh tinh huyết mạch. Nàng huyết mạch năng lượng, đối Diệp Thần luân hồi huyết mạch mà nói, có to lớn tăng thêm hiệu quả. Thiên đế ra lệnh tinh năng lượng chúc phúc, ở băng thần Thiên Tôn trong huyết mạch, hiện ra không ra uy lực chân chính. Nhưng cái này cổ ban phúc, dung nhập vào Diệp Thần luân hồi huyết mạch bên trong, lại có thể bộc phát ra mạnh nhất thần uy. Ở băng thần Thiên Tôn huyết mạch linh khí bồi bổ hạ, Diệp Thần cảm thấy tự thân xích trần thần mạch, lăng phong thần mạch, long viêm thần mạch, tới ám thần mạch vân. Vân luân hồi thần mạch, uy năng một lần nữa tiến hóa đột phá, lột xác to lớn. Ở ôm hôn liền rất lâu sau đó, Diệp Thần mới y không nỡ buông ra băng thần Thiên Tôn, mắt nhìn nàng quần áo xốc xếch hình dáng, trong ánh mắt như cũ mang to lớn thèm thuồng cùng khát vọng. Diệp Thần thèm thuồng. Thật ra thì cũng không phải là băng thần Thiên Tôn thân thể, mà là nàng huyết mạch năng lượng sau lưng. Làm sao, muốn ăn ta sao? Băng thần Thiên Tôn quyến rũ cười một tiếng, nàng người mặc 10 phần khinh bạc thuần màu sắc áo lụa, uyển chuyển dáng vẻ, ở ánh nắng sáng sớm hạ, như ẩn như hiện. Thanh thuần minh lệ gương mặt, ở chung quanh hoa tươi vây quanh nổi bật hạ, càng lộ vẻ được động lòng người hết sức. Như vậy cung cấp Diệp Thần hấp thu huyết mạch, đối nàng mà nói. Tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn, béo mập trên gương mặt đã hơi xuất hiện một chút trắng bệch. Nhưng, nàng nhưng là sung sướng, khóe miệng mang nụ cười. Có chút, nhưng, ta biết, bây giờ vẫn chưa tới lúc. Diệp Thần quát một tí băng thần Thiên Tôn lỗ mũi, cười đứng dậy sửa sang lại quần áo. So sánh với vậy người phụ nữ, hắn nhưng thật ra là nguyện ý cùng băng thần Thiên Tôn song tu. Chỉ bất quá, bây giờ còn chưa đến lúc đó. Tìm căn nguyên cứu để, vẫn là Diệp Thần tu vi không đủ, chỉ có thiên huyền cảnh 4 tầng thiên mà thôi. Nếu như dính liền băng thần Thiên Tôn nhân quả, hắn áp lực quá lớn. Bất quá, băng thần Thiên Tôn huyết mạch, cùng hắn 10 phần phù hợp, sau này nếu như có song tu có thể, hắn là sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn cũng biết, ít nhất phải đến khi mình đạt tới vô lượng cảnh, mới có thể chân chính có tư cách, đi đối mặt băng thần Thiên Tôn sau lưng nhân quả. Băng thần Thiên Tôn sau lưng, gia tộc của nàng, nàng thiên đế huyết mạch, còn có cổ tinh môn, đều là vô cùng nặng nề tồn tại, vậy 10 phần hung hiểm. Băng thần Thiên Tôn cười yếu ớt, vậy sửa sang lại quần áo cùng tóc, nhìn bầu trời phương xa, nói ta biết ngươi võ tổ sư tôn, bị cổ tinh môn nhốt, ta sẽ theo ta nương thân trò chuyện một chút. Mẹ nàng, trong truyền thuyết phú thiên đế, chính là cổ tinh môn chí cao thiên đế, 5 đại thiên đế đứng đầu.
Diệp Thần nghe Băng Thần Thiên Tôn mà nói, tựa hồ võ tổ bị nhốt, cùng Vũ Thiên Đế cũng không quan hệ. Sau lưng khớp xương, Diệp Thần vậy không biết. Nhưng, hắn lựa chọn tin tưởng Băng Thần Thiên Tôn, liền gật đầu nói, được, đa tạ ngươi, Lăng Hoa cô nương. Băng Thần Thiên Tôn cười nói, không cần cảm ơn, chúng ta là bạn. Nàng lại nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần gò má, thanh âm khá là ôn nhu nói, ngươi lần đi trôi trên mặt nước vực, vạn sự chú ý, nghe nói Giang gia vậy Thiên Kim tiểu thư Giang Mệnh Tâm, ngày hôm trước cũng đã lên đường đi trôi trên mặt nước vực, dường như còn phát trở về tín hiệu cầu cứu, thật giống như bị vong linh triền thân, cũng sắp chết, ngươi thuận tiện vậy lại xem đi. Chương 8906, Hóa Thiên. Diệp Thần trong lòng rét một cái, gật đầu nói, được, vậy ta đi. Băng Thần Thiên Tôn nói, đi đi, Cổ Vĩnh Tiêu sự việc, người không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Diệp Thần vuốt Băng Thần Thiên Tôn cầm, lại hôn nàng một tí, nói, đa tạ. Liền xoay người rời đi. Ở Diệp Thần sau khi đi, bụi hoa bên trong, một cái non nớt cô gái, cưỡi trắng lộc đi ra, nhưng là Tiểu Vũ. Băng Thần tỷ tỷ. Tiểu Vũ nhìn Băng Thần Thiên Tôn, gò má một hồi đỏ lên, trước đây Diệp Thần và Băng Thần ôm hôn dây dưa, nàng đã thấy được toàn bộ. Tiểu Vũ, người bây giờ muốn tất vậy rõ ràng, song tu là có ý gì? Băng Thần Thiên Tôn cười nói. Ừ, ta rõ ràng. Tiểu Vũ gò má đỏ ửng, thanh âm như văn nột vậy. Rất tốt, vậy chúng ta cũng tới đi. Băng Thần Thiên Tôn mỉm cười cười một tiếng, phong tình vạn trùng. Diệp Thần ra tới Đông Thần Điện sau đó, phong tỏa trôi trên mặt nước vực tọa độ, chính là biến dạng hư không, qua lại đi. Làm hắn hạ xuống đến trôi trên mặt nước vực sau đó, đập vào mi mắt, nhưng là một phiến hắc ám thảm đạm cảnh tượng. Đây là một mảnh tối màu đỏ thế giới, tựa như bị đọng lại máu tươi nhiễm đỏ, trên trời treo một vòng suy hủ nắng chiều, đầu hạ ảm đạm tĩnh mịch ánh chiều tà. Mảnh thế giới này bên trong, tiếng gió gào thét. Phương xa mơ hồ truyền tới quỷ dị gào khóc, giống như là có vô tận oan hồn, ở mảnh thế giới này vùng vẫy xa vào, trọn đời không được siêu sinh. Nơi này chính là trôi trên mặt nước vực sao. Diệp Thần ánh mắt híp lại, ngón tay bóp động, đoán mảnh thế giới này thiên cơ nhân quả, theo dõi đi qua bây giờ dấu vết. Oanh! Đầu tiên xuất hiện ở Diệp Thần đầu óc, là một phiến vô cùng là nguy nga hình ảnh. Đó là đi qua hình ảnh, là Giang gia tổ tiên Giang Phù Sinh. Một người quyết chiến ngàn vạn ma thần hình ảnh. Diệp Thần liền thấy, Giang Phù Sinh thân thể nguy nga như núi cao, có ngàn vạn trượng cao, như cổ xưa chiến thần, cả người chiến ý sôi trào, thần minh hơi thở vần quanh, quy luật năng lượng dâng trào, điên cuồng hét lên liền liền, đánh rơi tinh thần. Ở Giang Phù Sinh bốn phía, ùn ùn kéo đến, chi chít, toàn bộ là ma thần bóng người. Những thứ này ma thần, đến từ không không lúc nào không ma thần nhất mạch. Chính là Hoàng Kim gia tộc người. Truyền thuyết bên trong, Hoàng Kim gia tộc huyết mạch vô cùng tinh khiết, trời xanh có đại khí vận, bọn họ có thể không cần bất kỳ phòng vệ nào, trực tiếp ngâm đến thiên ma tinh hải bên trong đi, mà không bị bất kỳ dơ bẩn tội nghiệt ăn mòn. Huyết mạch tinh khiết, lại đến tình cảnh này, cho nên được gọi là Hoàng Kim gia tộc. Năm đó, đuổi giết Giang Phù Sinh thời điểm, chính là Hoàng Kim gia tộc kiêu căng nhất hừng hực thời điểm. Liền liền lúc đó ma thần nắm giữ Vu Yêu Vương, đều phải đối Hoàng Kim gia tộc lễ để cho ba phần. Diệp Thần trước đây gặp qua liệt nhật ma tộc, huyết mạch đã là 10 phần thuần túy cường đại, nhưng cùng Hoàng Kim gia tộc so sánh, đó là tiểu vu gặp đại vu, không cách nào như nhau. Liệt nhật ma tộc huyết mạch, là hấp thu luân hồi liệt nhật mệnh tinh lực lượng. Mà Hoàng Kim gia tộc, huyết mạch của bọn họ năng lượng, không hề xuất xứ từ ngoại giới, mà là xuất xứ từ tự thân. Diệp Thần dòm ngó thấy cổ xưa hình ảnh, liền thấy Giang Phù Sinh, đang một thân một mình, đối mặt với đếm lấy ngàn vạn kế Hoàng Kim gia tộc ma thần. Những thứ này Hoàng Kim ma thần, da phơi bầy ám kim màu sắc, tướng mạo cùng người độc nhất vô nhị, cũng không có gì đặc thù vặn vẹo quỷ dị khí tượng. Bọn họ trong mắt, là như rồng vậy ánh mắt, mang uy nghiêm. Mỗi cái người trên thân thể, lại còn quấn một cái kim long, vậy là khí vận kim long. Hoàng Kim gia tộc trời xanh có đại khí vận, bọn họ thậm chí từ vừa sanh ra bắt đầu, là có thể hiển hóa hả giận vận kim long dị tượng, là chư thiên vạn giới phần độc nhất, đặc thù nhất tồn tại. Chính vì vậy, Hoàng Kim gia tộc thậm chí cho rằng, tự thân huyết mạch, là chư thiên cao quý nhất, thậm chí vượt qua luân hồi huyết mạch. Nhưng trong thực tế, người ngoài cũng rất rõ ràng,
luân hồi huyết mạch, mới thật sự là chư thiên chí cao, thậm chí vượt qua chư thiên. Tuy nói luân hồi huyết mạch ra đời lúc đó, khí tượng không có hoàng kim gia tộc như vậy cuồng thả hừng hực, nhưng đây thật ra là vì bảo vệ tự thân. Mục tú vu lâm, phong tất tổ chi. Ở không có đầy đủ thực lực trước, quá mức cuồng ngạo, ngược lại có thể khai ra mối họa. Giang Phù Sinh, cầm hóa thiên đại pháp giao ra. Bao quanh Giang Phù Sinh rất nhiều hoàng kim ma thần bên trong, một cái ông già sãi bước ra, xem hình dáng là hoàng kim gia tộc cao tầng trưởng lão, cả người linh khí nổ, kim quang cuồn cuộn, tu vi rất đúng khủng bố. Cái này trưởng lão, đang bức bách Giang Phù Sinh, giao ra hóa thiên đại pháp. Ha ha ha, các người hoàng kim gia tộc, chân bảo công pháp vô số, thậm chí còn có 33 thiên thần thuật cất giấu vật quý giá, ta cái này hóa thiên đại pháp, mặc dù cũng có chút con đường, nhưng còn không vào được các ngươi pháp nhãn chứ. Giang Phù Sinh cười to, trong ánh mắt lại mang cảnh giác ý, vẫn nhìn chung quanh hoàng kim ma thần. Ở ngàn vạn hoàng kim ma thần bao vây hạ, Giang Phù Sinh tình cảnh vô cùng nguy hiểm, một khi đánh, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, truyền thuyết bên trong, hóa thiên đại pháp chính là mộ cung lưu truyền ra đồ, là nguyên thiên đế tự tay sáng chế, tuy không phải 33 thiên thần thuật, nhưng thắng tựa như thần thuật, cũng không chỉ là có một chút con đường như thế đơn giản. Môn thần công này, có thể luyện hóa chư thiên vạn vật, uy năng hết sức lợi hại, không phải ngươi có thể nắm trong tay, ngươi ngoan ngoãn đem hóa thiên đại pháp giao ra, chúng ta hoàng kim gia tộc, có thể lập tức thả ngươi rời đi. Vậy hoàng kim gia tộc trưởng lão, lạnh lùng nói. Diệp thần nghe đến chỗ này, trong lòng chấn động một cái, nghĩ ngợi, lúc đầu hóa thiên đại pháp, lại là từ mộ cung lưu truyền ra sao. Thậm chí, vẫn là nguyên thiên đế tự tay sáng chế. Nghĩ tới đây, Diệp thần nội tâm cũng có chút kích động. Nguyên thiên đế sáng chế công pháp, tuyệt đối là không phải chuyện đùa, hắn nếu có thể bắt được hóa thiên đại pháp, có thể không chỉ là luyện hóa ma thiên đế hải cốt đơn giản như vậy, thậm chí tự thân sức chiến đấu, cũng có thể nhanh mạnh tăng vọt. Chỉ nghe Giang Phù Sinh vui vẻ cười to, nói, nếu như ta không giao đâu. Vậy ma thần trưởng lão trong mắt lướt qua một chút sát ý, nói, nếu như người u mê không tỉnh, vậy cũng đừng trách ta hoàng kim gia tộc vô tình. Động thủ, giết hắn. Ra lệnh một tiếng, chung quanh ngàn vạn hoàng kim gia tộc cường giả, đồng loạt gào thét bạo giết ra, như sao rơi mưa rơi, đánh phía Giang Phù Sinh. Muốn giết ta muốn các người hoàng kim gia tộc trả giá lớn bằng máu. Giang Phù Sinh ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, sử dụng một thanh chiến đao, giống như bị điên, vung đao cuồng chém. Đại chiến bùng nổ. Từng cái hoàng kim gia tộc ma thần cường giả, bị Giang Phù Sinh chém chết, hóa thành vong linh oan hồn. Máu tươi phun trời, nhuộm đỏ tinh không, tình cảnh mười phần nguy nga. Nhưng mà, hoàng kim gia tộc cường giả, số lượng thực ra quá nhiều, vì cướp lấy hóa thiên đại pháp, bọn họ thậm chí điều động ngàn vạn người. Lớn như vậy giơ trinh phạt, thật ra thì cũng không phải là nhằm vào Giang Phù Sinh một người, hoàng kim gia tộc cũng có hướng ngoại giới biểu diễn thực lực ý. Giang Phù Sinh ở chém giết mấy trăm ngàn người sau đó, thì đã kiệt sức, cả người đẫm máu, sắp ngã xuống. Mà hắn trước mắt, còn có đếm không hết ma thần cường giả. Trời muốn mất ta. Giang Phù Sinh một tiếng than thở, nhìn chung quanh giết không khỏi giết ma thần, trong mắt bất khuất chiến ý, vậy xuất hiện dao động. Nhưng mà vào lúc này, một cổ thần bí ánh sáng, hạ xuống đến Giang Phù Sinh trên mình. Cái này cổ ánh sáng sau lưng, mang theo đại lộ cuối cùng chúc phúc. Ở nơi này cổ chúc phúc dưới sự che chở, Giang Phù Sinh trong thoáng chốc tinh thần đại chấn, mệt nhọc diệt hết, thần thái sáng láng. Chung quanh hoàng kim gia tộc các cường giả, vốn là lấy là có thể giết chết Giang Phù Sinh, bỗng nhiên thấy trên người hắn ban phúc khí tượng, nhất thời lâm vào kinh hãi bên trong. Trước nhất vậy ma thần trưởng lão La Thất Thanh, hét lớn, không tốt, là nguyên thiên đế ban phúc. Cái này cổ chúc phúc ánh sáng, lại là tới từ mộ cung sau lưng ngài chúa tể, nguyên thiên đế. Giang Phù Sinh đạt được ban phúc sau đó, đầu tiên là sửng sốt một tí, chợt vui vẻ cười to, nói. Hoàng kim gia tộc, các ngươi quá kiêu ngạo, liền nguyên thiên đế cũng không nhìn nổi, các ngươi ngày hôm nay chết chắc. Tiếng nói rơi xuống, Giang Phù Sinh cuồng như vậy một đao chém chết ra. Cái này một đao, mang theo nguyên thiên đế chúc phúc thần uy, một đao liền chém chết liền trăm nghìn ma thần, khí thế bá đạo vô cùng. Rất nhiều hoàng kim ma thần các cường giả, kinh hoàng bộ dạng sợ hãi.
truyền thuyết bên trong, Nguyên Thiên Đế không chỉ là Mộ Cung nắm giữ, vẫn là chân lý hội hội trưởng, thân phận đặc biệt thần bí, thực lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Chư thiên thời không nhân quả, Nguyên Thiên Đế cơ hồ đều sẽ không nhúng tay, hắn tồn tại mục đích, chỉ là bảo vệ không không thời không kéo dài. Cho dù chư thần tranh bá, giết được trời đất u ám, Nguyên Thiên Đế vậy cho tới bây giờ không nhúng tay vào, hắn chỉ là đi trên đời lúc đó, làm chứng thế sự bể dâu. Nhưng hiện tại, Nguyên Thiên Đế lại có thể giáng xuống ban phúc, thần uy như ngục, trợ lực giang phủ sinh, đi chém chết Hoàng Kim gia tộc người. Hoàng Kim gia tộc từ ra đời tới một cái, vẫn luôn là đặc biệt phách lối, trong mắt không người, từ cho rằng là thế gian tinh khiết nhất huyết mạch. Bọn họ phách lối, tựa hồ đã kinh động Nguyên Thiên Đế. Nguyên Thiên Đế muốn mượn giang phủ sinh tay, chèn ép Hoàng Kim gia tộc kiêu căng. Phù sinh tuyệt mệnh, cho ta chém chết. Giang phù sinh một tiếng thét điên cuồng, vứt bỏ trong tay đao, sử dụng một chuôi dài chuôi vũ khí. Chuôi này dài chuôi vũ khí, chính là kỳ môn binh khí, một đầu là kiếm, một đầu là súng, mũi kiếm cùng đầu thương, đều là chớp động sắc bén hàn mang, khí tức giết hại ngất trời, động trời mũi nhọn, giống như có thể đánh chết thần minh. Không tốt, là phù sinh tuyệt mệnh, Thiên Khải Chí Tôn chế tạo binh khí. Binh khí này, đặc biệt khắc chế chúng ta Hoàng Kim gia tộc. Lão nhân kia, là muốn chúng ta chết à? Rất nhiều Hoàng Kim gia tộc ma thần cửa, thấy giang phù sinh trong tay kỳ môn binh khí, đều là kinh hoàng hô kêu, rối rít lui về phía sau. Cái này kỳ môn binh khí, kêu phù sinh tuyệt mệnh sao? Diệp thần ánh mắt híp lại, đánh giá kiếm kia súng, cũng là bắt được một cổ đáng sợ mũi nhọn, thậm chí đã vượt qua nhân hoàng thánh đao. Nhân hoàng thánh đao, là Thiên Khải Chí Tôn năm xưa chế tạo binh khí. Lúc ấy hắn còn không xa đọa hắc ám. Nhưng cái này phù sinh tuyệt mệnh, hiển nhiên là Thiên Khải Chí Tôn xa vào hắc ám sau đó, đúc nên binh khí, chế tạo tay nghề đã đạt đến hóa cảnh, khéo léo tuyệt vời, ở đó sáng bóng mũi nhọn sau lưng, lại có hắc ám sát phạt thần uy, cực kỳ hung hãn. Binh khí này, phong mang quá ác liệt, cho dù là giang phù sinh đây, lúc bình thường cũng khó mà vận dụng, hôm nay mượn Nguyên Thiên Đế chúc phúc, mới có thể hoàn toàn bộc phát ra. Xem chung quanh Hoàng Kim gia tộc người thần sắc, binh khí này, hiển nhiên là vừa vặn khắc chế bọn họ. Đây là Thiên Khải Chí Tôn bút tích. Thiên Khải Chí Tôn, cũng thuộc về ma thần nhất mạch. Nhưng ma thần nhất mạch các nhà các tộc, cũng không phải là một khối thiết bản, nội đấu phân tranh vô cùng nghiêm trọng. Thiên Khải Chí Tôn dưới quyền tử thần giáo đoàn, không chịu ma thần đứng đầu thống quản, cùng Hoàng Kim gia tộc còn có khắc cốt cừu hận. Diệp thần mơ hồ dòm ngó gặp. Hôm nay không không lúc nào không ma thần nhất mạch bên trong, chủ yếu chia ba phe thế lực. Thứ nhất phương, là thân độ uyển nhi ma thần cung, thuộc về luân hồi trận doanh. Thứ hai phương, là Thiên Khải Chí Tôn thống lĩnh tử thần giáo đoàn, trước kia đời tử thần Hải Vương Ma Tôn là lãnh tụ tinh thần, bọn họ mong muốn, chính là hồi phục Hải Vương Ma Tôn. Vậy Hải Vương Ma Tôn, cũng là thiên ma tinh hải khí linh. Phe thứ ba thế lực, chính là lấy Hoàng Kim gia tộc cầm đầu. Hoàng Kim gia tộc tựa hồ cũng có mình tín ngưỡng, nhưng hiện tại đầu mối quá thiếu, Diệp thần vậy suy tính không tới cái gì. Chỉ gặp giang phù sinh sử dụng vậy kỳ môn binh khí sau đó, như có thần giúp, kiếm súng xoay tròn càn quét, kiếm khí thương mang như rồng vặn cổ, vô số Hoàng Kim gia tộc ma thần, như bại cỏ vậy, bị hắn thu hoạch, chết ở hắn binh khí mũi nhọn hạ. Ha ha ha! Giang phù sinh sợi tóc kích trương, cuồng ngạo cười to. Có Nguyên Thiên Đế chúc phúc, còn có cái này kỳ môn binh khí, cho dù toàn trường có ngàn vạn ma thần cường giả, hắn đều có thể chém chết hầu như không còn. Không được, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Hoàng Kim gia tộc, thì phải toàn quân chết hết. Mau triệu hoán tương lai Thâm Uyên chi chủ hạ xuống. Đáng chết, lấy chúng ta máu tươi là tế, mở ra tương lai, Thâm Uyên chi chủ, hạ xuống người uy nghiêm đi. Mấy cái ma thần trưởng lão, mắt gặp tình thế hung hiểm. Thần sắc đổi được đặc biệt khó khăn xem. Nhưng bọn họ không có lùi bước, Hoàng Kim gia tộc ma thần, đều là chiến thần, không có lùi bước và sợ hãi đạo lý, càng không thể nào khuất phục đầu hàng. Bọn họ nếu như tác chiến, liền sẽ chiến đấu đến cuối, thẳng đến thắng lợi hoặc là chết đi, có thể nói là tất cả nhân viên cuồng chiến sĩ. Vậy mấy cái ma thần trưởng lão, mặc dù lâu năm, nhưng chiến ý không giảm, mắt xem lúc này có toàn quân chết hết nguy hiểm. Bọn họ hiến tế ra mình máu tươi, bắt đầu ngâm sướng, từ tương lai thời không bên trong,
triệu hoán loại nào đó mạnh mẽ đáng sợ, thần bí vĩ đại tồn tại hạ xuống. Ung ung, hư không chấn động, một cái ma khí vần quanh, uy nghiêm như ngục bàn tay, không biết có nhiều ít vạn trượng to lớn, che khuất bầu trời, lồng xây tinh không, phá không mà ra. Cái này cái bàn tay, một hạ xuống, lập tức hướng Giang Phủ Sinh hung hăng chấn áp đi. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Vậy mấy cái ma thần trưởng lão, đang kêu gọi ra cái này che trời bàn tay sau đó, lập tức máu tươi ói như điên, đã tiêu hao hết tinh hoa khí huyết, bị mất mạng tại chỗ. Thâm Uyên chi chủ, tán tụng sự vĩ đại của ngươi. Rất nhiều hoàng kim gia tộc ma thần cửa, thấy cái này cái bàn tay hạ xuống hạ, rối rít ca ngợi đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực tín ngưỡng. Tương lai tử thần, Thâm Uyên chi chủ, ma tổ vô thiên. Giang Phù Sinh thấy cái này cái bàn tay đè xuống, cũng là bộ dạng sợ hãi. Đây là, ma tổ vô thiên hơi thở. Diệp thần thấy vậy, cũng là lấy làm kinh hãi. Vậy chỉ che trời bàn tay, ma khí nổ tung, xuất xứ từ tương lai thời không, ở hoàng kim gia tộc máu tươi triệu hoán hạ, mang vô tận uy nghiêm, vượt qua thời không phá giết tới. Diệp thần một mắt tới giữa, liền từ vậy cái bàn tay trên, bắt được một cổ cực kỳ quen thuộc hơi thở. Đó là ma tổ vô thiên hơi thở. Tương lai ma tổ vô thiên, thành mới tử thần, tôn hào là Thâm Uyên chi chủ. Diệp thần trong lòng rét một cái, thiên cơ thấy rõ dưới, rốt cuộc biết hoàng kim gia tộc tín ngưỡng là cái gì. Những cái kia hoàng kim gia tộc ma thần, bọn họ tín ngưỡng, là Thâm Uyên chi chủ. Mà Thâm Uyên chi chủ, chính là tương lai ma tổ vô thiên. Tương lai tử thần. Dĩ nhiên, cái này tương lai ma tổ vô thiên, còn chưa tới, giống như là tương lai kỳ lâm, là lệ thiên đế như nhau, chỉ là khả năng nào đó thời gian tuyến. Ở tương lai còn chưa tới trước, cũng không ai biết, câu chuyện kết cục sau cùng sẽ là cái gì. Trước mắt tử thần quyền bính, có ba phe thế lực cướp đoạt. Cũng phải ma tổ vô thiên, hai là thiên khải chí tôn, ba là thân đồ huyền nhi. Bây giờ nhìn lại, ma tổ vô thiên rất có thể là sau cùng người thắng, hắn sẽ trở thành là mới tử thần, danh hiệu là Thâm Uyên chi chủ. Hoàng kim gia tộc bên trong người, đều là tín đồ của hắn. Dĩ nhiên, cái này tương lai, còn chưa tới, còn có thay đổi có thể. Ở Diệp thần trong lòng, hắn dĩ nhiên là muốn để cho thân đồ Uyển Nhi thắng được. Hôm nay, Giang Phù Sinh đối mặt kinh thiên bàn tay, đúng là thuộc về ma tổ vô thiên, nhưng là tương lai ma tổ vô thiên. Cũng không phải là hiện tại. Các ngươi lại có thể chưa bao giờ lúc tới không bên trong, triệu hoán Thâm Uyên chi chủ hạ xuống, nhưng rất đáng tiếc, cho dù là tương lai Thâm Uyên chi chủ, cũng không phải Nguyên Thiên Đế địch thủ. Ở khiếp sợ ngắn ngủi sau này, Giang Phù Sinh ánh mắt bên trong, lại lần nữa dấy lên động trời ý chí chiến đấu, huy động kiếm súng, trực tiếp giết hướng tương lai ma tổ vô thiên. Nếu như là vậy tình huống, hắn tuyệt đối không thể nào là tương lai ma tổ vô thiên địch thủ. Nhưng hôm nay, hắn có Nguyên Thiên Đế chúc phù hộ, hơn nữa trong Tây Phù Sinh tuyệt mệnh binh khí, cũng đúng lúc khắc chế hoàng kim gia tộc. Ở tương lai, ma tổ vô thiên huyết mạch, vậy sớm lột xác thành hoàng kim gia tộc huyết mạch, tu vi uy năng thật to tăng lên, nhưng cũng vừa tốt bị Phù Sinh tuyệt mệnh khắc chế. Cục diện như vậy dưới, Giang Phù Sinh lại là cùng tương lai ma tổ vô thiên, chiến thành ngang tay. Diệp thần gặp được chàng này kinh tâm động phách chiến đấu, cho dù đó là đi qua hình ảnh, nhưng như cũ động lòng người. Động trời chiến đấu dấu vết, thật sâu in vào ở giữa thiên địa, coi như năm tháng kinh niên, đến hiện tại, Diệp thần chỉ cần thoáng suy diễn thiên cơ, là có thể theo dõi đến ngày xưa đáng sợ tình cảnh. Chiến đấu cuối cùng, nhưng là lưỡng bại câu thương. Giang Phù Sinh chết trận, binh khi Phù Sinh tuyệt mệnh thất lạc, cả người thần công bí tịch, các loại thiên tài địa bảo. Vậy đi theo hắn cùng nhau biến mất. Hoàng kim gia tộc bên kia, chết cũng là cực kỳ thảm trọng, ngàn vạn ma thần bên trong, cuối cùng có thể còn sống trở về, chỉ có le que mấy trăm người, có thể nói là toàn quân chết hết. Tương lai ma tổ vô thiên, mặc dù lợi hại, nhưng hoàng kim gia tộc có thể triệu hoán, chỉ là một cái tay, cũng không phải là hoàn chỉnh tương lai thân. Chỉ là một cái tay mà nói, nhưng là khó mà áp chế Giang Phù Sinh. Dẫu sao Giang Phù Sinh sau lưng, có Nguyên Thiên Đế trợ lực. Hoàng kim gia tộc kinh này đánh một trận, tổn thương nguyên khí nặng nề, từ đây nghỉ ngơi lấy sức. Đến Diệp thần cái niên đại này, hoàng kim gia tộc đã khôi phục không thiếu nguyên khí. Trước đây thân đồ Uyển Nhi, thành lập ma thần cung,
nói muốn đầu dựa vào luân hồi trận doanh, Hoàng Kim gia tộc cái đầu tiên nhảy ra phản đối. Thậm chí, Hoàng Kim gia tộc trực tiếp trốn tránh, cũng thành lập được mình thế lực, gọi là vực sâu thần điện, phụng Thâm Uyên chi chủ vi tôn, mục tiêu là nâng đỡ ma tổ vô thiên, trở thành mới tử thần, để cho cái đó còn không xác định tương lai, hoàn toàn đến. Một khi ma tổ vô thiên, thành mới tử thần, vậy thân Đỗ Uyển Nhi liền nguy hiểm, nàng ma thần cung, thậm chí có bị tiêu diệt có thể. Hoàng Kim gia tộc sẽ không bỏ qua nàng. Diệp thần thu hồi ánh mắt quang, đi qua thiên cơ hình ảnh, chậm rãi từ hắn đầu óc bên trong tiêu tán đi. Không nghĩ tới Giang gia tổ tiên, sau lưng lại có thể dính líu tới như thế nhiều nhân quả. Diệp thần trong lòng hơi ngưng trọng, thần thức thả ra ngoài, lần nữa theo dõi trôi trên mặt nước vực các nơi cảnh tượng. Mơ hồ tới giữa, hắn thấy được vô số vong linh oan hồn, ẩn giấu ở hắc ám bên trong. Đó là chết đi Hoàng Kim gia tộc ma thần, bọn họ oan hồn tàn ở lại mảnh địa phương này, vĩnh hằng không tiêu tan. Ở vô tận oan hồn cùng gào khóc bên trong, Diệp thần bỗng nhiên tới giữa, bắt được một chút quen thuộc linh khí, tựa hồ là Giang Mệnh Tâm hơi thở chập chờn. Băng thần thiên tôn nói, Giang tiểu thư tựa hồ cũng tới trôi trên mặt nước vực, thậm chí gặp phải hung hiểm, không biết nàng tình huống như thế nào. Diệp thần khẽ cau mày, khá có chút lo âu. Dẫu sao Giang Mệnh Tâm là Kỷ Tư Thanh bằng hữu, trước đây vậy từng giúp qua hắn, nếu như nàng thật có nguy hiểm nói, hắn tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Hơn nữa, Giang Mệnh Tâm tới trôi trên mặt nước vực, phỏng đoán cũng là vì tìm Hóa Thiên Đại Pháp. Diệp thần thần thức theo dõi dưới, vậy không tìm được Hóa Thiên Đại Pháp chút nào tung tích, lòng hắn muốn, nếu là Giang tiểu thư bên kia, có cái gì thu hoạch nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Lập tức, Diệp thần phong tỏa Giang Mệnh Tâm hơi thở. Lập tức phi thân đi. Giang gia cũng là luân hồi trận doanh đồng minh, nếu là Giang gia lấy về tổ tiên thần công, Diệp thần cũng có thể mượn dùng tu luyện, tiến tới luyện hóa ma thiên đế hải cốt. Một đường đi tới trước, Diệp thần dần dần đi sâu vào trôi trên mặt nước vực, chung quanh mắt thường có thể gặp, trôi giạt tất cả nửa trong suốt vong linh oan hồn. Diệp thần khí huyết cường thịnh, những thứ này oan hồn, vốn là không dám đến gần hắn thân. Chỉ theo trước hắn đi sâu vào, chung quanh vong linh oan hồn, cũng thay đổi được càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng hung hãn, trực tiếp lấn người đánh tới. Thật may, Diệp thần cũng không phải đèn cạn dầu, lấy trước mắt hắn tu vi thực lực, vậy vong linh oan hồn, căn bản không có thể làm bị thương hắn. Diệp thần tùy ý vận chuyển thiên lôi thần mạch, liền đem xít tới gần vong linh, toàn bộ dùng sấm sét bổ. Hắn khi lấy được băng thần thiên tôn huyết mạch linh khí bồi bổ sau đó, giống như là lấy được thiên đế ra lệnh tinh chúc phúc, từng cái luân hồi thần mạch, uy lực lần nữa tăng lên. Ngày trước lôi thần mạch, xuất xứ từ lôi bia, mang theo sấm sét giết hại, hôm nay đã đổi được vô cùng cường đại. Một đường vô kinh vô hiểm, chỉ là bầu không khí có chút kiềm chế, hoàn cảnh chung quanh vậy 10 phần tồi tệ, khắp nơi là u ám dãy núi, rừng rậm, gào khóc gió, bầu trời cũng là một phiến khói mù hình dáng, khói mù bên trong lại thấm ra quỷ dị đỏ nhạt, như đọng lại máu tươi, để cho người rất không thoải mái. Rốt cuộc, Diệp thần đi tới Giang Mệnh Tâm ở địa phương đó. Hắn nghe được một hồi tiếng đàn. Tiếng đàn tiếng càng, như nhẹ gió lay quá lớn, như suối nước chảy qua giữa núi, vuốt lên người tâm thần, để cho người tâm thần sảng khoái. Diệp thần nghe được cái này tiếng đàn sau đó, trong lòng tích húc quét một cái sạch, nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái. Thậm chí, chung quanh đè nén hoàn cảnh. Tựa hồ vậy bởi vì tiếng đàn này, đổi được mát mẻ đứng lên, vong linh oan hồn cũng không dám đến gần. Chỉ là có chút kỳ quái, tiếng đàn này Diệp thần nghe, cảm thấy đặc biệt quen tai, thật giống như ở nơi nào nghe qua. Phía trước là một rừng cây, tiếng đàn chính là từ trong rừng cây truyền tới. Diệp thần sải bước đi vào, liền thấy bên trong rừng cây trên một mảnh đất trống, có hơn 20 người dựa vào cây lớn nghỉ ngơi, ngủ khò khò, xem bộ dáng của bọn họ. Đều đã ngủ say. Một cô gái, ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn, nhẹ nhàng khải đàn. Vậy réo rắt tiếng đàn, tựa như có thể tẩy nhân tâm tất cả phiền não, có thể để cho người tiến vào mộng đẹp vui vẻ. Cô gái kia da thịt trắng nõn, dung mạo gian thấm ra một chút tôn quý khí độ, chính là Giang gia tiểu thư Giang Mệnh Tâm. Nàng thấp mi, đang yên lặng khải đàn, trong thần sắc lại mang một chút mệt mỏi, tựa hồ không nhận ra được Diệp thần đến. Ho, Giang tiểu thư. Diệp thần nhẹ ho một tiếng. Giang Mệnh Tâm cả kinh, ngẩng đầu lên,
thấy Diệp Thần bóng người, sửng sốt một tí, nói, Diệp Thần đại ca, là ngươi sao? Nàng tựa hồ có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới Diệp Thần cũng tới đến trôi trên mặt nước vực. Là ta, ngươi là tới tìm Hóa Thiên Đại Pháp sao? Diệp Thần hỏi. Ừ, ta nghe nói ngươi muốn Hóa Thiên Đại Pháp, dùng để luyện hóa Ma Thiên Đế hài cốt, ta liền mang người tới tìm, hy vọng có thể giúp được ngươi. Đa tạ ngươi ta sống lại rồi Giang gia người bị chết. Giang Mệnh Tâm nhẹ giọng mở miệng nói, trong thanh âm tràn đầy cảm kích. Trước đây Giang gia cùng Kiếm Tông, liên thủ chém chết Thạch Tượng Quỷ, quả thực chết liền không ít người, hiện tại bọn họ đã toàn bộ sống lại. Tuy nói Giang gia người chết có thể sống lại, là băng thần thiên tôn bút tích, nhưng nếu như không có Diệp Thần luân hồi máu trợ lực, băng thần thiên tôn vậy không thể ra sức. Ngươi tìm được Hóa Thiên Đại Pháp liền sao? Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi. Không có, cái này Hóa Thiên Đại Pháp, là ta Giang gia tổ tiên lợi hại nhất thần công. Truyền thuyết xuất xứ từ Mộ Cung, là Nguyên Thiên Đế tự tay sáng chế. Đáng tiếc, năm đó ta Giang gia tổ tiên chết sau đó, cả người công pháp bí tịch siêu tầm, vậy đi theo hắn cùng nhau chết, phiêu tán ở trôi trên mặt nước vực các nơi. Vậy Hóa Thiên Đại Pháp bí tịch, khẳng định cũng ở đây trôi trên mặt nước vực, chúng ta Giang gia triều đại tới nay, cũng sẽ phái người tìm, đáng tiếc từ đầu đến cuối không tìm được. Giang Mệnh Tâm thần sắc có chút ảm đạm. Nàng lần này mang người đi ra ngoài tìm tìm, muốn trợ giúp Diệp Thần, nhưng xem nàng hình dáng, hiển nhiên cũng là không việc gì thu hoạch. Không tìm được vậy không có sao, người không có sao liền tốt. Diệp Thần an ủi một tiếng, lại nhìn chung quanh một chút ngủ say mọi người. Những người này, đều là các ngươi Giang gia cường giả sao? Giang Mệnh Tâm nói, đúng vậy, ta gặp phải rất nhiều vong linh vây khốn, vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng gia tộc cầu viện. Thật may thuận lợi thoát khốn. Mọi người vì cứu ta, cùng vong linh khổ chiến, đều đã mệt mỏi, ta mới vừa bắn một bài hát, giúp mọi người ngủ. Diệp Thần nhớ tới Giang Mệnh Tâm tiếng đàn, mười phần quen tai, liền hỏi, người bài hát này tên gì, ta tại sao dường như ở nơi nào nghe qua. Giang Mệnh Tâm ngạc nhiên nói, Diệp Thần đại ca, ta bài hát này kêu Thần Đế Thiên Âm, người trước kia nghe qua. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói Thần Đế Thiên Âm. Chưa từng nghe qua danh tự này, nhưng nghe người điệu khúc, ta rõ ràng là nghe qua. Giang Mệnh Tâm nói, cái này thì kỳ, cái này Thần Đế Thiên Âm, là ta Giang gia tổ tiên lưu truyền xuống âm khúc thần thông, có đáng nịch yêu tà, thanh tim dưỡng thần hiệu quả, nghe nói khúc phổ là Nguyên Thiên Đế viết, sau đó tặng đưa cho ta nhà lão tổ tông. Năm đó, nhà ta lão tổ tông cùng Nguyên Thiên Đế tới giữa, rất có giao tình, đã từng Nguyên Thiên Đế rất nhiều ân huệ. Vậy Hóa Thiên Đại Pháp cũng là Nguyên Thiên Đế đưa tặng. Theo lý mà nói, người hẳn không nghe qua Thần Đế Thiên Âm mới đúng, bài hát này trừ ta người của Giang gia, người ngoài không thể nào nghe qua. Diệp Thần trong lòng cũng cảm thấy rất kỳ quái, liền hỏi, có thể cho ta xem khúc phổ sao? Giang Mệnh Tâm nói, có thể. Liền cầm ra một quyển cổ xưa trục cuốn, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy trục cuốn, đem mở ra, liền thấy trục cuốn phía trên. In rất nhiều nốt nhạc điệu khúc, chính là vậy Thần Đế Thiên Âm khúc phổ. Hắn nhìn cái này khúc phổ thời điểm, nhất thời cảm thấy hết sức quen thuộc, thật giống như trước đây xem qua. Không, chính xác mà nói, không phải trước kia xem qua, là không tới thăm. Diệp Thần tương lai, xem qua Thần Đế Thiên Âm khúc phổ, vậy cái tương lai thời gian tuyến, hình chiếu đến hiện tại, cho nên để cho hắn tâm lý, sản sinh ra một cổ cảm giác vô cùng quen thuộc. Giống như là đại mộ thần kiếm, hắn tương lai có thể là tu luyện qua, cho nên hiện đang tu luyện, lập tức liền thông hiểu đạo lý, nắm giữ tinh túy. Cái này Thần Đế Thiên Âm, cũng giống như vậy. Ta tương lai, xem qua cái này khúc phổ, thậm chí, ta còn sẽ khải đàn. Diệp Thần trong lòng mơ hồ có chút rợn cả tóc gáy, cái này Thần Đế Thiên Âm mang cho hắn mãnh liệt cảm giác quen thuộc đến để cho hắn lấy là, bài hát này là hắn tự viết. Bây giờ nhìn khúc phổ, hắn thì có dũng khí trí nhớ khôi phục cảm giác, không phải đi qua trí nhớ, là tương lai trí nhớ, còn không phát sinh trí nhớ, quỷ dị đầu chiếu đến hắn trong thức hải. Giang tiểu thư, đàn mượn ta. Diệp Thần nói. Cho. Giang Mệnh Tâm cầm trong tay đàn cổ, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, đem đàn cổ đặt nằm ngang trước đầu gối, hít sâu một hơi, thoáng bình tĩnh tâm thần. Đầu óc bên trong chảy xuôi Thần Đế Thiên Âm điệu khúc, ngón tay liền nhẹ nhàng rút vang dây đàn.
một cổ tiếng càng như châu vòng ngọc bội vậy tiếng đàn, nhất thời liền từ Diệp Thần trong ngón tay chảy ra, như núi cao trăng sáng, chiếu người tràn đầy băng tuyết, đáng địch mọi phiền não. Ai yêu? Giang Mệnh Tâm quát to một tiếng, che miệng lại ba, tại chỗ liền sợ ngây người. Diệp Thần nơi khải đàn, chính là thần đế thiên âm, hơn nữa kỹ thuật cao siêu vô cùng. Nếu như nói nàng khải đàn tiêu chuẩn, là thuần thục cấp bậc, vậy Diệp Thần khải đàn tiêu chuẩn, chính là đại sư cấp bậc. Cái này yêu nhã tiếng đàn, Giang Mệnh Tâm nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, lỗ chân lông cũng dương ra, trong lòng không nói ra được vui thích. Chung quanh trong giấc mộng Giang gia các cường giả, nghe được cái này tiếng đàn, vậy chậm rãi tỉnh lại. Bọn họ mặc dù tỉnh lại, nhưng lại cảm giác mình vẫn cứ trong mộng, tất cả người vẻ mặt ngơ ngẩn, ngơ ngác nghe Diệp Thần tiếng đàn, thật giống như nghe được âm thanh thiên nhiên. Ta tương lai, quả nhiên là nắm giữ bài hát này. Diệp Thần nghe mình tiếng đàn, vậy cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Được rồi, bỏ mặc, tương lai bí ẩn, cùng không đi tới, dĩ nhiên là thấy rõ. Tiếng đàn này yêu nhã dễ nghe, đem Diệp Thần nội tâm phiền não khổ tư, cũng là quét dọn sạch sẽ, hắn thư ra một ngụm chọc khí, trong lòng buông lỏng rất nhiều, triển lộ ra một nụ cười. Một khúc cuối cùng, giữa âm lượn quanh thiên địa, Giang Mệnh Tâm và rất nhiều Giang gia các cường giả, đều là đứng ngẩn ngơ tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Diệp Thần đại ca, ngươi thật lợi hại, ngươi làm sao sẽ đánh bài hát này? Ngươi là Nguyên Thiên Đế truyền nhân sao? Giang Mệnh Tâm vỗ tay khen nhiều, lại là ngạc nhiên. Diệp Thần tiếng đàn thành tựu, cao siêu như vậy, nàng cũng lấy là hắn là Nguyên Thiên Đế truyền nhân. Nếu như không phải là Nguyên Thiên Đế tự tay truyền thụ, Diệp Thần thần đế thiên âm tiêu chuẩn, không thể nào đạt tới tình cảnh này, thật là đại tông sư cấp bậc. Không phải, ta không phải Nguyên Thiên Đế truyền nhân. Ta làm sao sẽ đánh bài hát này? À, nhắc tới cũng có chút cổ quái, không nói cũng được. Diệp Thần lắc đầu một cái, lại nói, hôm nay trọng yếu nhất, chính là tìm Hóa Thiên Đại Pháp. Giang Mệnh Tâm gặp Diệp Thần như thế nói, còn lấy là hắn có cái gì khó nói ẩn, cũng sẽ không lại xách cái vấn đề này, nói chúng ta Giang gia tìm liền lâu như vậy, cũng mau đem trôi trên mặt nước vực lật lần, vậy không có thể tìm được Hóa Thiên Đại Pháp. Thật không biết vậy Hóa Thiên Đại Pháp, rốt cuộc ở gì địa phương. Dừng một chút, Giang Mệnh Tâm tựa hồ lại nghĩ được biện pháp gì. Ánh mắt sáng lên, kêu lên, đúng rồi, Diệp Thần đại ca, không bằng ngươi thử một chút, mượn dùng ta Giang ra máu, suy diễn thiên cơ, lấy ngươi thủ đoạn, có lẽ có thể suy tính đến Hóa Thiên Đại Pháp chỗ. Diệp Thần nghe được cái này biện pháp, trong lòng cũng là sáng lên, nói có lẽ có thể được. Giang Mệnh Tâm nói, ngươi vươn tay ra tới. Diệp Thần gật đầu, liền đưa tay ra. Giang Mệnh Tâm cắn bể mình đầu ngón tay, bước ra máu tươi. Đem Diệp Thần lòng bàn tay phía trên, viết một cái nguyên chữ. Cái này nguyên chữ, là Nguyên Thiên Đế Nguyên. Năm đó Giang gia tổ tiên Giang Phù Sinh, có thể quật khởi thành thần, là may mà Nguyên Thiên Đế dìu dắt. Diệp Thần ngưng mắt nhìn trưởng trong lòng chữ máu, lập tức vận chuyển linh khí, suy diễn thiên cơ. Hắn luân hồi huyết mạch năng lượng, hội tụ đến cặp mắt bên trong, mở luân hồi thiên nhãn, dọc theo máu này chữ đầu mối, theo dõi trong chỗ U Minh thiên cơ dấu vết. Tìm hết thảy ngọn nguồn. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần thấy được một phiến sương mù dày đặc núi non trùng điệp, mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Ở sương mù dày đặc bên trong, hắn tựa như thấy được vô số vong linh oan hồn, ở tàn phá gầm thét, lại thấy được một tôn bất khuất chiến linh, đang cùng chung quanh vong linh chiến đấu. Cuồng bạo chiến đấu hơi thở chập chờn, đánh vào Diệp Thần tâm thần, hắn mở mắt ra, kêu lên. Tìm được. Giang Mệnh Tâm nói, cái gì? Diệp Thần nói, ta thấy được ngươi Giang gia tổ tiên chiến linh, Hóa Thiên Đại Pháp rất có thể ở trên người hắn. Giang Mệnh Tâm cả kinh nói, nhanh như vậy liền tìm được sao? Ta Giang gia lão tổ tông, hắn ở địa phương nào? Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, hồi tưởng lại mới vừa bắt được sương mù dày đặc núi non trùng điệp, ngay tức thì liền phong tỏa tọa độ, đưa tay chỉ hướng phía bắc, nói, ở bên này, chúng ta lại xem. Nghĩ đến có cơ hội bắt được Hóa Thiên Đại Pháp, Diệp Thần nội tâm cũng là khá là kích động, lúc này sải bước đi về hướng Bắc. Giang Mệnh Tâm các người, cũng là hoảng vội vàng đi theo ở Diệp Thần phía sau. Tất cả người đều là kinh hãi, lại là bội phục. Bọn họ Giang gia tìm không biết nhiều ít năm, từ đầu đến cuối không thấy lão tổ tông chiến linh, vậy không tìm được Hóa Thiên Đại Pháp.
Nhưng Diệp Thần ra tay một cái, nhưng là thấy rõ thiên cơ, tựa hồ nhìn thấu hết thảy ngọn nguồn. Đám người một đường hướng bắc, trên đường gặp gỡ rất nhiều vong linh oan hồn. Những vong linh này oan hồn, đối người của Giang gia mà nói, là đặc biệt đáng sợ uy hiếp, mỗi lần đối phó, bọn họ cũng phải toàn lực ứng phó, thậm chí tùy thời có rơi xuống nguy hiểm. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, những vong linh này oan hồn, cùng con kiến hôi kém không nhiều, hắn tiện tay liền có thể xóa bỏ. Đám người thấy được Diệp Thần cường thế thủ đoạn, trong lòng hơn nữa bội phục sùng bái. Một đường chạy, ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Thần liền dẫn Giang Mệnh Tâm đoàn người, đi tới một nơi sương mù dày đặc núi non trùng điệp. Điều này núi non trùng điệp, bao phủ ở trắng xóa sương mù dày đặc bên trong, vô cùng sâu thẳm yên tĩnh, trong thung lũng thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng chim hót, tăng thêm u tính, nhưng trừ cái này ra, cũng không có chỗ đặc thù gì. Không, chính xác mà nói, cái này sương mù dày đặc núi non trùng điệp, cùng ngoại giới so sánh, vẫn là rất đặc thù. Bởi vì ở bên ngoài, khắp nơi đều là vong linh oan hồn, nhưng ở chỗ này, nhưng liền một đạo vong linh cũng không thấy được. Diệp Thần đại ca, là nơi này sao? Chỗ này, chúng ta Giang gia trước kia cũng đã tới, không có gì đặc biệt à? Giang Mệnh Tâm ngắm nhìn trước mắt sương mù dày đặc núi non trùng điệp, trong lòng cảm thấy cổ quái, bởi vì chỗ này, bọn họ đã sớm đã tới, thậm chí đào một mét. Đáng tiếc, như cũng không có thể tìm được Hóa Thiên Đại Pháp tung tích. Không, chỗ này, rất cổ quái. Các ngươi Giang gia tổ tiên chiến linh, còn có Hóa Thiên Đại Pháp, đều có thể ở chỗ này. Diệp Thần nhéo cằm một cái, cẩn thận cảm ứng dưới, hắn ở nơi này phiến sương mù dày đặc núi non trùng điệp bên trong, lại là bắt được một chút ảo tưởng hơi thở. Cái này một chút ảo tưởng hơi thở, thế giới hiện thật người, là không cảm giác được. Chỉ có không không thời không cường giả, mới có thể chạm đến ảo tưởng. Nhưng Diệp Thần luân hồi huyết mạch đặc thù, hắn ở tấn thăng thiên huyền cảnh sau đó, đã có một chút chạm đến ảo tưởng năng lực. Giang gia tổ tiên chiến linh, còn có Hóa Thiên Đại Pháp, rất có thể liền núp ở ảo tưởng thế giới bên trong. Chỉ bất quá, bởi vì thế giới chân thật, cùng ảo tưởng thế giới tới giữa, tồn tại to lớn vách ngăn, cái loại này vách ngăn kêu thứ nguyên vách đá, ở thứ nguyên vách đá ngăn cách hạ, thế giới chân thật người, mắt thường là không thấy được ảo tưởng thế giới. Chân thực ảo tưởng, âm dương lưu chuyển, phá cho ta. Diệp Thần hít sâu một hơi, đột nhiên điều động luân hồi huyết mạch năng lượng, một chưởng đánh ra, linh khí nổ. Phịch đích một tiếng. Diệp Thần một chưởng này, cường mãnh vô cùng, đánh vào trong không khí mặt, lại có thể phát ra một tiếng to lớn tiếng va chạm vang, thật giống như đánh phá cái gì vách ngăn. Tầng này vách ngăn bị oanh phá, toàn bộ sương mù dày đặc núi non trùng điệp, nhất thời xuất hiện quỷ dị biến hóa. Nguyên bản bình tĩnh núi non trùng điệp, trong thoáng chốc đổi được sôi trào, vô số màu máu vong linh oan hồn, lập tức xuất hiện, giống như là trong địa ngục đột nhiên nhảy ra ma quái, dương nanh múa vuốt, điên cuồng hét lên liền liền, làm người ta rợn cả tóc gáy. Đột ngột xuất hiện vong linh, để cho được Giang Mệnh Tâm thất thanh hét dầm lên. Bảo vệ tiểu thư, chung quanh Giang gia các cường giả, vội vàng vây ở Giang Mệnh Tâm bên người. Những máu kia sắc vong linh, bộc phát ra hơi thở. So với ngoại giới vong linh, không biết muốn hung hãn nhiều ít, tựa như có thể mai táng hết thảy vậy. Thứ nguyên vách đá đánh vỡ, Diệp Thần, Giang Mệnh Tâm đám người xuất hiện, để cho được tất cả màu máu vong linh, đều là tàn phá cười gằn, như điên ma vậy hướng bọn họ nhào tới. Thiên lôi thần mạch, mở. Diệp Thần điều động lôi bia năng lượng, mở thiên lôi thần mạch, trên mình nổ ra từng cái sấm tia chớp, đem đạp chết mà đến màu máu vong linh, toàn bộ nghiền diệt. Nhưng mà, ở nghiền diệt màu máu vong linh đồng thời, Diệp Thần vậy được không thiếu đánh vào, nội tâm khẽ chấn động. Chỗ này, quả nhiên có cổ quái. Diệp Thần nhếch mép, ngắm nhìn bốn phía, liền thấy những máu kia sắc vong linh, ùn ùn kéo đến vọt tới, che khuất bầu trời, quả thực là khủng bố vô cùng. Giang Mệnh Tâm và người của Giang ra cửa, ngay tức thì lâm vào khổ chiến bên trong. Thần thánh chi thư, cho ta lọc sạch. Diệp Thần thong thả. Quang minh quy luật vận chuyển, trên mình các loại thần mang phù văn tách thả ra, hội tụ ra một quyển thần thánh chi thư. Thần thánh chi thư vừa ra, trong hư không liền vang vọng dậy vĩ đại ngâm sướng, ở tán tụng trước quang minh vĩ đại. Nóng rực thần quang minh mang, như vậy mang trời cao uy giận, xuyên thấu hết thảy tà ác, đem vậy từng cái màu máu vong linh thân thể, toàn bộ xuyên qua. Rất nhiều màu máu vong linh hét thảm lên,
ở thần thánh chi thư dưới sự xung kích, hồn thể đều bị bốc hơi hết. Còn sót lại vong linh, mang vô cùng hoảng sợ ánh mắt, nhìn Diệp Thần, hình như là nhìn một tôn vĩ đại thiên đế chủ thần. Chúng kinh hoàng, rồi sau đó ồ oa quái khiếu tứ tán thoát đi, hoàn toàn không dám tới gần nữa Diệp Thần. Những vong linh này, mặc dù mạnh mẽ, nhưng cùng Diệp Thần so sánh, vậy lộ vẻ được nhỏ yếu, hoàn toàn không phải Diệp Thần địch thủ. Giang Mệnh Tâm và người của Giang ra cửa, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, trong lòng lại là cảm kích. Diệp Thần đại ca, đa tạ, thần thông của ngươi chiến lực, quả nhiên là long trời lở đất, thái thượng thế giới nếu là lần nữa sắp xếp cao thủ bảng mà nói, ngươi chí ít có thể bước lên trước 10. Giang Mệnh Tâm khen ngợi không dứt, bội phục vạn phần. Phải biết, hôm nay Diệp Thần, tu vi chỉ là thiên huyền cảnh 4 tầng thiên thôi, nhưng bàn về chân chính sức chiến đấu, đã đủ để bước lên đời này hàng đầu. Không như vậy khoa trương, các ngươi cũng không có bị thương chứ. Diệp Thần cười khoát tay một cái, hắn biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, tương lai mình đường phải đi còn rất dài. Không có sao, Diệp Thần đại ca, có người bảo vệ, chúng ta lại tại sao có thể có chuyện. Giang Mệnh Tâm cười một tí, nhìn chung quanh những cái kia đi xa chạy trốn vong linh, lại ngạc nhiên nói. Không nghĩ tới chỗ này, lại là có động thiên khác, lúc đầu còn có một cái khác ảo tưởng thứ nguyên tồn tại. Diệp Thần đại ca, người có thể phá thứ nguyên vách đá, thần thông như vậy, chỉ sợ liền Vũ Hoàng cổ đế cũng không thể so sánh với. Diệp Thần nghe Giang Mệnh Tâm khen ngợi, cười một tí, đang muốn nói gì, bỗng nhiên lúc này trong lòng phát chặt, toàn thân bắp thịt không tự chủ được căng thẳng. Cái này cổ cảm giác, giống như là một đầu bén nhạy dã thú, cảm giác được nguy hiểm đến gần. Giờ khắc này, Diệp Thần nội tâm bên trong, vậy bắt được một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, đang không ngừng ép tới gần. Vậy cổ nguy hiểm hơi thở, Giang Mệnh Tâm vậy cảm thấy, nụ cười nhất thời đọng lại. Chung quanh Giang gia các cường giả, mới vừa buông lỏng thần kinh, lại lần nữa căng thẳng, mắt nhìn sương mù dày đặc chỗ sâu. Đạp, đạp, đạp. Sương mù dày đặc bên trong, truyền ra một hồi trầm ổn có lực tiếng bước chân. Chỉ gặp một tôn màu máu bóng người, từ trong sương mù đi ra. Đó là một đầu thân cao mấy trượng to lớn chiến linh, tầm vóc hùng tráng, bắp thịt nổ. Cả người vòng quanh từng tia lệ khí cùng oán niệm hình thành màu máu xiềng xích, tóc bù xù, mặt như dữ tợn như tu la, con ngươi như nhật nguyệt, mang cho người khủng bố đè nén hơi thở. Lão, lão tổ tông. Giang Mệnh Tâm nhìn đầu này chiến linh, hoàn toàn sợ ngây người. Bởi vì vậy chiến linh hình dáng, cùng Giang gia tổ tiên Giang Phù Sinh, giống nhau như đúc. Chính xác mà nói, cái này chiến linh, chính là Giang Phù Sinh không sai. Con kiến hôi. Dám xâm nhập ta lãnh địa, đáng chết. Giang Phù Sinh con người bên trong, bắn ra hung lệ quang, cả người cũng là lệ khí nổ tung, tựa hồ đã đánh mất lý trí. Hắn đột nhiên ra tay, một chưởng đánh ra, lại là chỉ vỗ về phía Giang Mệnh Tâm. Một chưởng này thế đại lực trầm, như vậy tiên đế hàng giận, uy mãnh hết sức. Giang Mệnh Tâm kinh hoàng, hoàn toàn không thể ngăn cản. Chú ý! Diệp Thần thấy vậy, cũng là một chưởng đánh ra. Lòng bàn tay hội tụ thiên lôi thần mạch năng lượng, sấm sét nổi lên, hung hăng cùng Giang Phù Sinh một chưởng đụng nhau. Phịch đích một tiếng. Hai người hai tay va chạm, nhất thời nổ lên làn sóng kinh thiên, mỗi người lui về phía sau hai bước, nhưng là đấu cái lực lượng tương đương. Nhà ngươi tổ tiên bị lệ khí triền thân, đã mất lý trí. Diệp Thần nhìn chằm chằm Giang Phù Sinh, liền cảm thấy hắn lý trí đã mất. Muốn đến là hắn ở ảo tưởng thế giới bên trong. Nhiều năm cùng vong linh oan hồn chém giết, tự thân vậy gặp phải tội nghiệt nghiệp chướng hành hạ, lệ khí triền thân, không thể tự kiềm chế, thậm chí muốn hướng mình hậu nhân động sát thủ. Thằng nhóc, ngươi nói ai mất lý trí? Ta muốn ngươi chết. Giang Phù Sinh tức giận, cả người màu máu xiềng xích huy động, như thần phạt cơn giận, hung hăng hướng Diệp Thần rút ra đánh tới. Diệp Thần vận chuyển lăng phong thần mạch cùng nắng ban mai gió, nếp sống thêm thân, liền như một món nhẹ gió vậy. Né tránh Giang Phù Sinh công kích. Ở né tránh công kích ngay tức thì, Diệp Thần lập tức phản kích. Lôi pháp, thiên điểu phi kiếm lưu. Thiên lôi thần mạch linh khí nổ tung, từng cái màu tím điện mang, hội tụ thành sấm sét phi kiếm nước lũ, lại tóe ra thiên điểu trỗi lên vậy vang động, thanh thế lăn lăn, hướng Giang Phù Sinh hung hăng chém chết đi. Chút tài mọn, hóa thiên đại pháp, phá cho ta. Giang Phù Sinh hừ một tiếng, không có động tính.
bàn tay hư không đẩy về trước, lòng bàn tay bộc phát ra một cổ đáng sợ đen sấm khí lưu. Cái này cổ đen sấm khí lưu, mang khí tức cực kỳ kinh khủng, tựa như có thể nóng chảy vạn vật. Diệp Thần vung chém ra sấm sét phi kiếm nước lũ, chỉ một cái chớp mắt, liền bị Giang Phủ Sinh tiêu mất, thiên điểu rên rỉ, hóa thành hư không. Đây là, hóa thiên đại pháp. Diệp Thần thấy Giang Phủ Sinh thủ đoạn thần thông, nhất thời con người có rút lại, vậy cảm nhận được liền cực kỳ kinh khủng năng lượng ba động. Giang Phủ Sinh nơi sử ra thần thông, chính là hóa thiên đại pháp. Trong truyền thuyết hóa thiên đại pháp, là nguyên thiên đế tự tay sáng chế thần công, có thể nóng chảy vạn vật, luyện hóa vạn vật, thậm chí có thể hóa giải kẻ địch hết thảy thủ đoạn công kích, đặc biệt lợi hại. Diệp Thần gặp mình thiên điểu phi kiếm lưu, lập tức liền bị hóa điệu, cũng là thật sâu cảm thấy cái này hóa thiên đại pháp lợi hại. Con kiến hôi, ta phải đem ngươi thân hồn, cũng dòng hóa thành hư vô. Giang Phù Sinh sải bước ra, một trường hung hăng hướng Diệp Thần đỉnh đầu nhấn tới, lòng bàn tay tràn đầy hóa thiên đại pháp năng lượng ba động, đặc biệt đáng sợ. Long viêm thần mạch, viêm long quyền, phá. Diệp Thần quả đấm nắm chặt, viêm bia năng lượng lay động, long viêm thần mạch mở, trên nắm tay toát ra một cái viêm long, thậm chí hàm chứa một chút long đằng mệnh tinh lực lượng, hung hăng hướng Giang Phù Sinh đánh tới. Ha ha ha, còn không hết hy vọng sao? Giang Phù Sinh ngửa mặt lên trời cười to, vẫn là thi triển hóa thiên đại pháp, quanh thân đen sấm khí lưu vần quanh, đem Diệp Thần đánh tới đây quyền thế, toàn bộ hóa điệu. Diệp Thần long quyền uy mãnh, đủ để oanh phá tinh không, một quyền này vậy rõ ràng đánh vào Giang Phù Sinh trên mình, nhưng thật giống như đánh trúng cây bông vải, nhẹ bỗng không chút nào chịu lực. Ở hóa thiên đại pháp dưới ảnh hưởng, Diệp Thần tất cả quyền thế lại có thể đều bị tiêu mất, hoàn toàn không thể tổn thương Giang Phù Sinh chút nào. Có chút ý tứ. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, lại sử dụng Trảm Thiên Cửu Kiếm, Thần Tượng Băng Thiên Đục, Long Đấu Súng, Thần Thánh Chi Thư Vân. Vân pháp môn, nhưng cũng không có chút nào chỗ dùng. Giang Phù Sinh hóa thiên đại pháp, tựa như thật có thể hóa giải hết thảy, coi như Diệp Thần muốn dùng Thần Thánh Chi Thư lọc sạch hắn, để cho hắn khôi phục lý trí, vậy hoàn toàn không có cách nào làm được. Bởi vì tất cả thủ đoạn thần thông, vừa tiếp xúc với Giang Phù Sinh, cũng sẽ bị hắn hóa điệu. Giang Mệnh Tâm và rất nhiều Giang gia các cường giả, thấy Diệp Thần và Giang Phù Sinh chiến đấu kịch liệt, đánh được trời đất u ám, lại thấy được hóa thiên đại pháp lợi hại, đều là kinh hãi không thôi. Lão Tổ Tông lúc đầu như thế lợi hại, đây có thể không xong, Diệp Thần đại ca không đánh lại. Giang Mệnh Tâm lòng như lửa đốt, Giang Phù Sinh tuy đã chết, chỉ còn dư lại một đạo chiến linh. Nhưng cái này cái chiến linh tu vi nội tình, cũng không phải Diệp Thần có thể so sánh. Hơn nữa, Giang Phù Sinh còn nắm giữ hóa thiên đại pháp, đơn giản là vô địch vậy tồn tại, mặc cho Diệp Thần như vậy công kích, đều không thể tổn thương hắn chút nào. Kịch chiến hồi lâu, Diệp Thần linh khí vậy tiêu hao rất nhiều, không khỏi được thở hổn hển. Thấy Diệp Thần bộ dáng này, Giang Phù Sinh nhất thời cười gằn, nói, thằng nhóc, không chịu nổi chứ. Chết đi. Tiếng nói rơi xuống, Giang Phù Sinh chính là một trưởng gào thét ra, trong lòng bàn tay có một cái lỗ xoáy đen, đó là hóa thiên đại pháp khí tượng biểu dương. Hắn một trưởng này, nếu là rơi vào Diệp Thần trên mình, là có thể đem Diệp Thần thân thể, trực tiếp nóng chảy thành một bãi cốt nước, sẽ không có chút nào sống sót có thể. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn Giang Phù Sinh một trưởng giết tới, hắn tâm lý như cũ duy trì trấn tĩnh, võ cực đạo thư thả ra, nguyên thủy nhất, dã man nhất lực lượng. Dần dần ở bàn tay hắn gian hội tụ. Thốn kình, khai thiên. Hạ một sát, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lại là không sợ chết vậy, cũng là mãnh liệt vung ra một trường, cùng Giang Phù Sinh hung hăng đụng nhau. Một trường này, cương mãnh vô cùng, không có bất kỳ lòe loẹt biến hóa, có chỉ là nguyên thủy nhất, dã man nhất, nhất lực lượng bá đạo. Đó là người nguyên sơ lực lượng, là cơ thể con người võ lực trình độ cao nhất. Thốn kình, khai thiên. Diệp Thần ngược lại muốn xem, Giang Phù Sinh hóa thiên đại pháp, có phải là thật hay không có như vậy vô địch, có thể tiêu hóa hết thảy công kích. Phịch, hai người hai tay va chạm, làn sóng kinh thiên nổ. Diệp Thần trong lòng bàn tay thốn kình, mang một cổ đủ để mở thiên lực lượng, hung hăng đánh vào đến Giang Phù Sinh trên mình. Phốc xích, Giang Phù Sinh bị thương nặng, tại chỗ hộc máu. Hắn vậy hóa thiên đại pháp, cũng có hạn độ. Diệp Thần thốn kình là võ tổ đạo pháp dã man nhất lực lượng, cho dù là hóa thiên đại pháp, cũng không cách nào xóa bỏ.
Không, không thể nào. Giang Phù Sinh chật vật sau lui ra, vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Thần, hoàn toàn không dám tin tưởng. Thốn Kình Khai Thiên, ngươi là võ tổ truyền nhân. Giang Phù Sinh ra mặt rung một tí, thật giống như nhớ ra cái gì đó trí nhớ, trên mình lệ khí thoáng xuất hiện một chút chập chờn. Giang tiền bối, mau tỉnh lại đi. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, như băng giặt nước qua vậy, nhìn thẳng Giang Phù Sinh. Giang Phù Sinh chỉ cảm thấy Diệp Thần ánh mắt như dao nhọn, thật sâu đâm nhập hắn tim phổi bên trong, hắn cả người run rẩy run, ngày xưa trí nhớ, đang không ngừng khôi phục. Nhưng, trên người hắn vòng quanh lệ khí xiềng xích, đột nhiên thu chặt, mang cho hắn to lớn hành hạ. Giang Phù Sinh lệ khí phát tác, đau khổ dày vò, quỳ xuống đất ôm đầu kêu to, cả người linh khí mãnh liệt. Như vậy đau khổ dưới, hắn như vậy muốn nhập ma vậy. Lão Tổ Tông, Giang Mệnh Tâm và rất nhiều Giang gia tộc mọi người, trong lòng vô cùng nóng nảy lo âu, muốn đi cứu, nhưng xem Giang Phù Sinh như vậy điên cuồng hình dáng, lại không dám đến gần. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, không chút kinh hoàng, lập tức sử dụng một cái đàn cổ, ngón tay ưu nhã phất qua dây đàn, khải đàn ra réo rắt tiếng đàn. Đó là thần đế thiên âm tiếng đàn, có thể đáng địch yêu tà, vuốt lên hết thảy đau đớn, lọc sạch nhân tâm tất cả phiền não. Giang Phù Sinh nghe được cái này tiếng đàn, chiến linh thân thể run rẩy một tí, vần quanh ở trên người hắn lệ khí, ở Diệp Thần tiếng đàn lọc sạch hạ, lại là chậm rãi nhạt đi đi. Sương mù dày đặc núi non trùng điệp bên trong, lại truyền ra từng trận nhọn tiếng kêu thảm thiết, nhưng là những máu kia sắc vong linh, nghe được Diệp Thần tiếng đàn sau đó, tại chỗ gặp đáng sợ đánh vào, hồn thể trực tiếp bị lọc sạch hết, hóa thành hư không. Cái này thần đế thiên âm, đối tà ma ngoại đạo mà nói, mỗi một cái nốt nhạc, đều là chí mạng giết hại. Dần dần, Giang Phù Sinh phối hợp thân lệ khí, càng ngày càng nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trói buộc máu hắn sắc xiềng xích, vậy toàn bộ biến mất. Thần trí của hắn, khôi phục như cũ, cặp mắt mang mê mang, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, thiên cơ thấy rõ dưới, đã biết được hết thảy. Nguyên Thiên Đế, là ngươi cứu ta. Giang Phù Sinh ngơ ngác nhìn Diệp Thần, vậy dần dần phục hồi tinh thần lại, trong mắt toát ra một chút cảm kích. Diệp Thần vội nói, ta không phải Nguyên Thiên Đế, ta là đời này luân hồi người thừa kế. Giang Phù Sinh ngạc nhiên, nói, ngươi không phải Nguyên Thiên Đế sao? Nha, đúng rồi, đây thật là, thật xin lỗi, ta nhận lầm người. Hắn có chút lúng túng và tay chân luống cuống hình dáng, vị này ngày xưa Giang gia tổ tiên, tàn sát ngàn vạn hoàng kim ma thần chiến thần, giờ khắc này ở Diệp Thần trước mặt, nhưng cục xúc bất an được giống như một người làm. Lão Tổ Tông, cảm ơn trời đất, người rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh, chúng ta là người hậu nhân. Giang Mệnh Tâm thấy Giang Phù Sinh khôi phục thanh tỉnh, cũng là lớn vui, cùng Giang ra đám người khom người hướng hắn thi lễ. Không cần đa lễ. Giang Phù Sinh đứng nghiêm, gương mặt nghiêm nghị, giọng nói lại có cấp trên trầm ổn cùng uy nghiêm. Ta có một số việc, muốn cùng Nguyên Thiên Đế. Không, là Luân Hồi Chi Chủ. Ta muốn cùng Luân Hồi Chi Chủ trò chuyện một chút, các ngươi đi ra ngoài trước, ở bên ngoài trông nom, chú ý kẻ địch đánh lén. Ta suy tính đến thiên cơ, hoàng kim gia tộc người, tựa hồ lại muốn tới. Giang Phù Sinh búng ngón tay một cái, ra lệnh đi. Giang Mệnh Tâm cả kinh nói, hoàng kim gia tộc lại phải người đến sao? Thật ra thì ở lúc trước, bọn họ Giang gia tìm hóa thiên đại pháp thời điểm, thỉnh thoảng vậy sẽ gặp hoàng kim gia tộc người. Bởi vì hoàng kim gia tộc, đối vậy hóa thiên đại pháp, vậy là đặc biệt có hứng thú. Mỗi lần gặp phải hoàng kim gia tộc, Giang gia đều là tránh lui 90 dặm, không dám trêu chọc. Bởi vì hoàng kim gia tộc tuy suy sụp, nhưng thực lực nội tình cũng là cực kỳ khủng bố, không phải Giang gia có thể khiêu chiến. Giang Phù Sinh gật gật đầu nói, hôm nay thứ nguyên vách đá đánh vỡ, ta chỗ ở ảo tưởng thế giới, bị bại lộ ra, tất nhiên kích động thiên cơ, hoàng kim gia tộc người. Rất có thể sẽ đánh tới, các ngươi ở bên ngoài canh gác. Giang Mệnh Tâm nói, liền dẫn dưới quyền người của Giang gia, ở núi non trùng điệp bên ngoài phòng bị. Diệp Thần nghe được hoàng kim gia tộc muốn tới người, hơi bấm ngón tay tính toán, quả nhiên cũng là bắt được một chút hung hiểm hơi thở, nhất thời trong lòng rét một cái. Giang Phù Sinh cười nói, luân hồi chi chủ, không cần lo lắng, ta tin tưởng lấy ngươi thực lực, hoàng kim gia tộc vậy cường giả, không phải ngươi địch thủ. Trừ phi là những lão quái vật kia điều động. Nhưng,
Ở thực tế phép tắc dưới ảnh hưởng, những lão quái vật kia cũng không khả năng đột phá vách ngăn, chưa từng không lúc nào không bên trong hạ xuống. Ha ha, cho nên, chúng ta là an toàn. Diệp Thần nghe được Giang Phù Sinh như thế nói, cũng là cười một tiếng, nói, vậy ta an tâm, nghe nói những cái kia hoàng kim gia tộc người, đã trốn tránh ra ma thần nhất mạch, cũng thành lập mình thế lực, gọi là vực sâu thần điện, phụng ma tổ vô thiên vi tôn, muốn đem ma tổ vô thiên nâng đỡ là mới tử thần, liền tôn hào cũng dậy tốt lắm, liền kêu thâm uyên chi chủ. Giang Phù Sinh ánh mắt ngắm nhìn chân trời xa, vậy đang không ngừng dòm ngó hôm nay ngoại giới biến hóa, than thở một tiếng nói. Thật ra thì ở ta thời đại kia, hoàng kim gia tộc liền muốn thành lập vực sâu thần điện, bất quá khi đó, ma tổ vô thiên còn không ra đời, cái gì mới tử thần, vực sâu thần điện, thâm uyên chi chủ, đều là còn không phát sinh tương lai. Không nghĩ tới năm tháng kinh niên, mờ ảo như vậy tương lai, lại có thể thật mau đến. Diệp Thần nắm quyền một cái, nói không, ta sẽ ngăn cản ma tổ vô thiên, sẽ không để cho hắn trở thành mới tử thần. Diệp Thần trong suy nghĩ tử thần, chỉ có một cái thí sinh, đó chính là thân Đồ Uyển Nhi. Giang Phù Sinh nhìn Diệp Thần vậy kiên quyết ánh mắt, hơi lộ ra một nụ cười, nói, luân hồi chi chủ, vậy ngươi lần này đến tìm ta, là vì bắt được hóa thiên đại pháp, đi luyện hóa ma thiên đế hải cốt. Hắn theo dõi thiên cơ, đã động minh Diệp Thần ý đồ. Diệp Thần không hề giấu giếm, gật đầu nói, mời tiền bối tác thành. Giang Phù Sinh cười một tiếng. Sử dụng một phiến ngọc giản, nói, vậy coi là ngươi may mắn, năm đó ta chết sau đó, cái này hóa thiên đại pháp, còn ở lại bên người ta, cũng không có xem vậy ta binh khí như vậy thất lạc phiêu tán. Ngọc giản kia dịch thấu trong suốt, phía trên in mấy cái màu vàng chữ nhỏ, chính là hóa thiên đại pháp bốn chữ. Tiền bối, cái này hóa thiên đại pháp có thể truyền cho ta sao? Diệp Thần thấy hóa thiên đại pháp ngọc giản, nhất thời kích động. Giang Phù Sinh ánh mắt hơi chăm chú, thanh âm nhưng là một chút nặng nề, nói chuyện cho ngươi cũng không sao, nhưng ngươi thật quyết định, muốn luyện hóa ma thiên đế hải cốt. Diệp Thần nói, đúng vậy. Giang Phù Sinh nói, ma thiên đế hải cốt, linh khí năng lượng cực kỳ dư thừa, bên trong hàm chứa hắn thần cách tinh hoa, ngươi nếu là hóa điệu hắn hải cốt, những thần kia cách tinh hoa, không thể nhanh chóng hấp thu, lưu tán đi ra ngoài, lần nữa ngưng tụ, hắn liền sẽ sống lại. Diệp Thần trong lòng rét một cái, kêu lên, gì? Giang Phù Sinh nói, ma thiên đế là thiên ma tinh hải ảo tưởng linh cảm ngọn nguồn, không như vậy dễ dàng bị hoàn toàn xóa bỏ, hắn vẫn là có sống lại có thể, chỉ cần hắn hài cốt bên trong thần cách tinh hoa, chảy ra, hơn nữa hội tụ thành hình, hắn liền sẽ hồi phục. Nếu là ma thiên đế hồi phục, người còn muốn áp chế hắn, coi như không như vậy dễ dàng. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, lại còn có thể sống lại. Giang Phù Sinh nói, dĩ nhiên, không không thời không cường giả, đều là rất khó giết chết, muốn hoàn toàn tiêu diệt, cần đem nơi có thời gian tuyến, toàn bộ xóa đi. Đặc biệt là ma thiên đế loại cấp bậc này nhân vật, muốn giết chết, thì càng khó khăn, chỉ cần một cái sơ sẩy, hắn liền sẽ sống lại. Diệp Thần nghe lời nói này, nội tâm cũng là ngưng trọng. Nếu là ma thiên đế sống lại nói, đó thật đúng là rất phiền toái. Ma thiên đế một khi sống lại, hắn rất có thể còn sẽ câu thông Hồng Quân lão tổ. Nếu như đạt được Hồng Quân lão tổ trợ lực, mà thiên đế lại là vô địch, Diệp Thần muốn áp chế, dĩ nhiên là muôn vàn khó khăn. Giang Phù Sinh hỏi, luân hồi chi chủ, người nghĩ được chưa? Ma thiên đế hài cốt, năng lượng dư thừa, coi như là ta hóa thiên đại pháp, cũng không khả năng ngay tức thì liền đem hắn hoàn toàn luyện hóa, một khi hắn thần cách tinh hoa, lưu tán đi ra, hắn liền sẽ sống lại. Nếu là ma thiên đế sống lại, hắn có thể sẽ hủy diệt mạng ngươi tinh không gian. Mệnh tinh không gian hủy diệt, ngươi hẳn cũng phải chết. Thậm chí, ma thiên đế cướp đoạt huyết mạch ngươi, lại chạy trốn ra ngoài, đó đúng là chư thiên vạn giới ác mộng. Diệp Thần nghe Giang Phù Sinh mà nói, cũng là cảm giác sâu sắc hung hiểm. Nhưng ma thiên đế hài cốt, một mực ở lại mạng hắn tinh trong không gian, vậy trong xương cốt ẩn chứa nguyền rủa thần cách hơi thở. Vậy sẽ không ngừng ăn mòn huyết mạch hắn, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, Diệp Thần phải mau sớm luyện hóa hết vậy cỗ hài cốt, hóa thiên đại pháp là mấu chốt. Tiền bối, mời đem ngươi hóa thiên đại pháp truyền cho ta đi. Diệp Thần trong lòng có quyết định, hướng Giang Phù Sinh chắp tay, nói. À, ngươi thật quyết định như vậy. Giang Phù Sinh có chút bất ngờ,
không nghĩ tới Diệp Thần nhanh như vậy đã có liền quyết định. Dẫu sao luyện hóa Ma Thiên Đế hài cốt, quá trình quá hung hiểm, hơi lơ là, liền sẽ để cho Ma Thiên Đế sống lại. Hơn nữa, ở luyện hóa hài cốt trên đường, vậy tất nhiên gặp nguyền rủa hơi thở tập sát, đau khổ dày vò không thể tránh khỏi. Coi như Ma Thiên Đế sống lại, ta còn có một lá bài tẩy, có thể áp chế hắn. Diệp Thần nói, Thiên Đế linh khiếp sao? Giang Phù Sinh con ngươi đông lại một cái hỏi. Hắn từng nhận nguyên Thiên Đế ân huệ, cùng Mộ Cung quan hệ mật thiết. Cho nên, ở Diệp Thần trên mình, cùng Mộ Cung tương quan nhân quả, hắn cũng có thể suy tính đến, tự nhiên cũng biết Thiên Đế linh khiếp tồn tại. Chương 8915, áp chế. Diệp Thần nói, Giang Phù Sinh trầm ngâm một tí, nói, ngày trước Đế linh khiếp, có cực kỳ kinh khủng phong ấn uy năng, nếu là Ma Thiên Đế sống lại nói, dựa vào Thiên Đế linh khiếp, đúng là có thể trấn áp hắn. Nhưng, ngươi phải biết, muốn dùng Thiên Đế linh khiếp, phong ấn kẻ địch, ngươi ít nhất phải trước áp chế kẻ địch. Một khi Ma Thiên Đế sống lại, ta chỉ sợ ngươi không áp chế được hắn. Diệp Thần nói, đúng là như vậy, nhưng bất kể như thế nào, ta cũng muốn thử một chút, nếu là thật trấn áp không được, ta có thể hiến tế Thiên Quân Phong Thần Bia, người đồ sát thánh bôi cùng pháp bảo, lợi dụng pháp bảo hiến tế oai, lần nữa tiêu diệt Ma Thiên Đế, dự đoán hắn vậy không đỡ được. Nếu là sự việc đến không cách nào vãn hồi bước, Diệp Thần vậy nguyện ý làm ra hy sinh. Giang Phù Sinh nghe được Diệp Thần vì trấn áp Ma Thiên Đế, thậm chí nguyện ý hy sinh Thiên Quân Phong Thần Bia, không khỏi lấy làm kinh hãi, thở dài nói. Nếu là thật đến tình cảnh này, người tổn thất quá lớn quá lớn. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không sao, nếu có thể thức tỉnh liệt nhật mệnh tinh, hết thảy hy sinh đều là đáng. Thiên Quân Phong Thần Bia coi như chân quý nữa, vậy cuối cùng là ngoại vật. Nhưng luân hồi mệnh tinh, nhưng là Diệp Thần bản thể thu vi, là luân hồi huyết mạch căn cơ, cũng là luân hồi huyết mạch tột cùng nhất uy năng hiển hóa. Nếu như có thể thắp sáng mệnh tinh, nhiều hơn nữa hy sinh cũng là đáng. Giang Phù Sinh gặp Diệp Thần có hậu thủ, có thể diệt sạch Ma Thiên Đế làm ác làm loạt, gieo họa thế gian có thể, trong bụng cũng là lớn định, liền đem vậy hóa thiên đại pháp tu luyện ngọc giản, giao cho Diệp Thần, nói. Luân hồi chi chủ, cửa này hóa thiên đại pháp, truyền thừa từ Mộ Cung, vốn chính là thuộc về ngươi đồ, ngươi lấy về đi. Tóm lại, ngươi nhất định phải chú ý, không thể để cho Ma Thiên Đế tàn phá làm loạn, nếu là hắn trên đời trồng sen kẻ ác, người ta đều phải dính tội nghiệt nghiệp chướng. Hắn lời nói này, ý nói, là đoán chừng Ma Thiên Đế sẽ sống lại. Diệp Thần luyện hóa hài cốt, tuyệt sẽ không thuận lợi, chắc trở lận đận ở khó tránh khỏi. Thật may, Diệp Thần còn có Thiên Quân Phong Thần Bia lá bài tẩy này, thật không được, hiến tế Thiên Quân Phong Thần Bia, cũng có thể lần nữa tiêu diệt Ma Thiên Đế, sẽ không cho hắn chạy trốn ra ngoài, làm hại thế gian. Dĩ nhiên, giá phải trả này là hết sức hắn to lớn. Diệp Thần nói, tiền bối, ta sẽ chú ý. Hắn nhận lấy tu luyện ngọc giản, tinh thần đảo qua, nhất thời hóa thiên đại pháp các loại diệu pháp, liền từng cái chiếu vào đầu óc bên trong. Cái này hóa thiên đại pháp khí tượng, liền giống như là một cái cối xay lớn, có thể phai mờ nghiền nát hết thảy, lại hình như là một cái hắc động thật lớn, có thể chiếm đoạt tiêu hóa hết thảy. Nếu là luyện thành hóa thiên đại pháp, Diệp Thần liền liền Ma Thiên Đế hài cốt, đều có thể nuốt trọn tiêu hóa. Thậm chí, đang cùng kẻ địch thời điểm chiến đấu, thi triển hóa thiên đại pháp, cũng có thể hóa giải địch nhân chiêu số, vô cùng lợi hại. Cái này hóa thiên đại pháp, ta trước kia tu luyện qua. Diệp Thần quét mắt một lần hóa thiên đại pháp ngọc giản, cảm ngộ phía trên bí quyết tu luyện, nhất thời kinh tâm không thôi. Bởi vì, hắn phát hiện, những thứ này bí quyết tu luyện, cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, thật giống như mình trước kia tu luyện qua. Thậm chí, không chỉ là tu luyện qua như thế đơn giản, môn thần công này, thật là giống như là Diệp Thần mình sáng tạo vậy. Hắn nhìn những cái kia bí quyết tu luyện thời điểm, đầu óc bên trong liền hiện ra mình châm chữ trước câu, điều chỉnh thiên cơ, chỉ dẫn linh khí vận chuyển, cùng đại lộ đồng tình vân. Vân các loại hình ảnh, như mộng như ảo. Không phải trước kia tu luyện qua, là ta tương lai tiếp xúc qua. Lại là loại cảm giác này. Thật là quỷ dị à. Diệp Thần có chút rợn cả tóc gáy, loại cảm giác này, cùng hắn tiếp xúc Đại Mộ Thần Kiếm và Thần Đế Thiên Âm thời điểm, đơn giản là giống nhau như đúc, cũng là cảm thấy vô cùng quen thuộc. Lại liên tưởng tới Nguyên Thiên Đế tướng mạo,
tựa như chính là già đi mình, Diệp Thần còn có gật đầu ra tê dại. Chẳng lẽ Nguyên Thiên Đế, là ta tương lai thân? Không phải, không thể nào, hắn nếu là ta tương lai thân, ta không thể nào một chút cảm ứng cũng không có. Diệp Thần trong lòng thoáng qua vô số nghi vấn, như rơi xuống 2,5 km trong sương mù, không nhìn thấu sau lưng hư thật. Luân hồi chi chủ, người thế nào? Là cái này hóa thiên đại pháp quá khó khăn, người không cách nào lĩnh ngộ sao? Ta chỉ ngươi, cái này hóa thiên đại pháp mấu chốt, trụ cột nhất, là được. Giang Phù Sinh đem Diệp Thần thần sắc khác thường, còn lấy là hắn bị hóa thiên đại pháp khó ở, liền muốn là hắn xiển thích công pháp mấu chốt. Không phải. Diệp Thần khoát khoát tay, ngừng Giang Phù Sinh nói chuyện, than thở một tiếng, nói cái này hóa thiên đại pháp, ta có thể lĩnh ngộ, cho ta một đêm thời gian, ta tính toán, sáng sớm ngày mai, liền có thể chính thức bắt đầu luyện hóa ma thiên đế hải cốt. Xin tiền bối thay ta hộ pháp, miễn được bị hoàng kim gia tộc người quấy rầy. Tương lai sự việc, một phiến sương mù dày đặc, Diệp Thần cũng không suy nghĩ nhiều. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là mau sớm luyện hóa ma thiên đế hải cốt, tăng lên mình thực lực. Giang Phù Sinh lấy làm kinh hãi, nói, sáng sớm ngày mai liền có thể bắt đầu chưa? Sớm liền nghe thấy luân hồi thiên phú, khoáng cổ thước kim, hôm nay được gặp, ta coi như là mở mang tầm mắt. Diệp Thần không biết làm sao cười cười nói, tiền bối khen ngợi. Giang Phù Sinh cười nói, vậy luân hồi chi chủ, người mời yên tâm, ta ngày mai sẽ thay người hộ pháp. Diệp Thần gật đầu một cái, vậy liền yên lòng, lúc này ngồi xếp bằng, yên lặng cảm ngộ hóa thiên đại pháp, ở đầu óc bên trong suy diễn, quen thuộc môn thần công này vận chuyển mấu chốt. Như vậy một đêm trôi qua, Diệp Thần đã hoàn toàn nắm giữ hóa thiên đại pháp. Ánh nắng sáng sớm, chiếu vào Diệp Thần trên mình, trên người hắn tràn ngập hóa thiên đại pháp khí tượng, không gian vặn vẹo, những cái kia chiếu rọi xuống tới ánh mặt trời, cũng quỷ dị tiêu tán, thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình tiêu hóa hết. Chương 8916, Hải Cốt. Là thời điểm bắt đầu luyện hóa ma thiên đế Hải Cốt. Diệp Thần thư ra một ngụm chọc khí, rồi sau đó chính là bình tĩnh tâm thần, tinh thần lực thấm vào đến mình liệt nhật mệnh tinh không gian bên trong. Giang Phù Sinh gặp Diệp Thần chuẩn bị bắt đầu, trong lòng cũng là đề phòng, chỉ sợ hoàng kim gia tộc ma thần, sẽ hạ xuống quấy rầy. Hiện tại hóa thiên đại pháp nhân quả, đã bại lộ, ắt phải kích động thiên cơ, khẳng định sẽ bị hoàng kim gia tộc phát hiện. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ bảo vệ Diệp Thần, để cho Diệp Thần có thể thuận lợi luyện hóa ma thiên đế hải cốt. Diệp Thần tinh thần, đi tới liệt nhật mệnh tinh bên trong không gian, ở nơi này phiến mênh mông vô biên không gian bên trong, hắn đầu tiên là thấy, một vòng đen nhánh mặt trời, treo ở trên trời. Đó là liệt nhật ma tinh, là hắn ban đầu đánh chết cửu dương tiên đế sau đó, chiếm đoạt thừa kế đồ. Mà ở liệt nhật ma tinh chiếu sáng dưới, một cái khổng lồ hình người hài cốt, để ngang trong hư không, tản mát ra kinh khủng ả khí, mang một chút nghiêm ngặt nguyền rủa hơi thở. Cái này cổ ma khí mãnh liệt, thậm chí so với bầu trời liệt nhật ma tinh, còn muốn dày đặc rất nhiều. Cái này dĩ nhiên chính là ma thiên đế hài cốt, Diệp Thần thần thức quét nhìn một lần, có thể rõ ràng cảm nhận được, ở nơi này cổ hài cốt nội bộ, hàm chứa bàng bạc dư thừa tinh hoa năng lượng, thậm chí mang theo thiên đế chủ thần cấp quy luật hơi thở. Ngày này đế chủ thần cấp năng lượng, ở thế giới hiện thật, không cách nào biểu dương ra giết hại uy năng, bởi vì có chân lý đại đạo hạn chế. Nếu là những năng lượng này, có thể biểu dương giết hại nói, Diệp Thần ban đầu cùng ma thiên đế tác chiến, sợ rằng ngay tức thì sẽ bị hắn giết chết. Nhưng, tuy nói giết hại không thể biểu dương, nhưng cái này chút quy luật năng lượng, nhưng là chân thực tồn tại, chỉ cần hấp thu, là có thể thật to tăng lên tự thân tu vi nội tình, ngang hàng là đạt được thiên đế chủ thần chúc phúc, công đức vô lượng. Nhưng mà, Diệp Thần nhớ lại Giang Phù Sinh cảnh cáo. Những thứ này thần cách tinh hoa năng lượng, nếu là lưu tản ra ngoài nói, ma thiên đế thì phải sống lại. Điều này thật sự là vô cùng khó giải quyết sự việc, nhưng đương thời giây phút, Diệp Thần vậy không có lùi bước đạo lý. Cho dù ma thiên đế sống lại, ta cũng muốn nuốt hắn. Hóa thiên đại pháp, cho ta trấn áp. Diệp Thần khẽ cắn răng, lập tức vận chuyển hóa thiên đại pháp, bàn tay hung hăng hướng ma thiên đế hải cốt đánh xuống. Hắn lòng bàn tay, xuất hiện một cái hắc động vậy vòng xoáy, hung mãnh năng lượng ba động bộc phát ra. Làm bàn tay hắn, đánh vào ma thiên đế hải cốt phía trên, hóa thiên đại pháp cuồng bạo năng lượng,
lập tức bơm vào đi vào. Rắc rắc sát. Ma thiên đế hài cốt, điên cuồng nghiền, bên trong ẩn chứa thần cách tinh hoa năng lượng, chính là nhanh chóng chảy ra. Những thứ này thần cách tinh hoa năng lượng, phơi bầy đen sẫm màu sắc, đậm đặc vô cùng, giống như là từng luồng hắc hổ rán, lại hình như là loại nào đó giao chất đồ, bên trong lại hiện đầy dơ bẩn cùng nguyền rủa hơi thở, biểu dương ra điên cuồng, hỗn loạn, vô tự, lỗ mãng, bá đạo vân. Vân các loại hơi thở, là nhất điên cuồng ma đạo năng lượng, thậm chí cùng thiên ma tinh hải năng lượng so sánh, cũng là không hoàng hơn để cho. Đây chính là ma thiên đế hải cốt năng lượng sao? Quả nhiên là dư thừa đậm đà. Diệp thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, cũng là cảm nhận được liền những năng lượng kia khủng bố, nếu có thể hoàn toàn hấp thu, hắn thức tỉnh liệt nhật mệnh tinh liền có hy vọng. Nếu là có thể thức tỉnh liệt nhật mệnh tinh, hắn thì có đối kháng thiên nữ tư cách. Luân hồi thất tinh mạch, cho ta hấp thu. Diệp thần ánh mắt lẫm liệt, lập tức vận chuyển luân hồi huyết mạch, điên cuồng hấp thu ma thiên đế thần cách tinh hoa năng lượng, không ngừng bổ túc đến liệt nhật mệnh tinh bên trong đi. Đen nhánh tĩnh mịch mệnh tinh trong không gian, dần dần nổi lên một chút ánh sáng nhạt, đó là mặt trời mới mọc ánh sáng nhạt, liệt nhật mệnh tinh cũng nhanh muốn thức tỉnh. Thấy vậy, Diệp thần nội tâm cũng là lớn vui. Trước đây, hắn hao phí vô số tài nguyên, cũng không cách nào thắp sáng liệt nhật mệnh tinh, nhưng giờ phút này, hấp thu ma thiên đế thần cách tinh hoa, nhưng là có thức tỉnh dấu hiệu. Diệp thần hít sâu một hơi, tăng thêm tốc độ, điên cuồng hấp thu. Nhưng mà, ma thiên đế thần cách tinh hoa, những năng lượng kia linh khí, mang theo to lớn nguyền rủa sát khí, vô số dơ bẩn cùng bẩn thỉu đồ ẩn chứa trong đó. Diệp thần điên cuồng hấp thu dưới, nhất thời vậy gặp phải nguyền rủa tập sát. Trong thoáng chốc, ra hắn, xuất hiện từng luồng quỷ dị bớt đen, các loại nguyền rủa triền thân, hắc vụ như rắn độc vậy nổi dậy như ong, phải chiếm đoạt hắn thân hồn. Thiên tiên cá chép sao, thần đế thiên âm, cho ta lọc sạch. Diệp thần vận chuyển thiên tiên cá chép sao, từng cái mang tiên khí cá chép dòng nước chảy ra, vần quanh hắn toàn thân, trong hư không lại truyền tới một cổ réo rắt tiếng đàn, như thiên lại bàn, đó là thần đế thiên âm tiếng đàn. Lấy Diệp thần thần đế thiên âm thành tựu, hắn đã không cần dùng đàn khí khải đàn, tự thân tinh thần, cùng thiên địa đồng tình, chấn động hư không, liền có thể bộc phát ra tiếng đàn thiên âm, đáng nịch hết thảy tà ma. Ở trên trời tiên cá chép sao và thần đế thiên âm lọc sạch hạ, Diệp thần trên mình nguyền rủa hơi thở, cũng là nhanh chóng nhạt đi xuống, cuối cùng bị hoàn toàn lọc sạch hết. Như vậy nguyền rủa, đối người bình thường mà nói, tuyệt đối là có thể chết người, nhưng lại không tổn thương được Diệp thần. Giải quyết hết nguyền rủa ăn mòn sau đó, Diệp thần chính là tiến một bước tốc độ tăng lên, như cá voi uống nước vậy, không ngừng hấp thu ma thiên đế thần cách tinh hoa năng lượng. Nhưng mà, những tinh hoa này linh khí, thật sự là quá mức dư thừa, quá mức đậm đà. Diệp thần điên cuồng hấp thu dưới, cũng không cách nào ngay tức thì chiếm đoạt sạch sẽ, vẫn là thật nhiều tinh hoa hơi thở, lưu tán đi ra ngoài. Những thứ này lưu tán đi ra tinh hoa, cô lỗ lỗ hội tụ vào một chỗ, lại dần dần đọng lại, dần dần lột xác ra một cái hình người. Vậy cái hình người, cả người tràn đầy ma khí, các loại nguyền rủa xích thần vần quanh, mang mạnh mẽ khí tức giết hại, chính là ma thiên đế. Diệp thần thấy ma thiên đế bóng người, con người có giúp một cái. Tên này, quả nhiên sống lại. Diệp thần sớm có chuẩn bị, vừa nhìn thấy ma thiên đế sống lại, lập tức một quyền đánh giết ra. Thốn kình khai thiên, nguyên thủy nhất, dã man nhất, nhất lực lượng bá đạo, hung hăng hướng ma thiên đế đánh chết đi. Mới vừa sống lại ma thiên đế, hơi thở còn khá là yếu ớt, Diệp thần có cơ hội đem trực tiếp nghiền giết. Phịch, nhưng mà, làm Diệp thần quả đấm, đánh đến ma thiên đế trước người lúc đó. Ma thiên đế trên mình, nhưng bỗng nhiên hiện ra một tầng kim quang, như vách sắt vậy, chặn lại Diệp thần quả đấm. Thậm chí, Diệp thần còn được phản chấn, ngực gian khí huyết sôi trào. Hồng quân lão tổ. Diệp thần sắc mặt chợt biến, ma thiên đế trên mình kim quang bảo vệ, lại là mang theo hồng quân lão tổ chúc phúc hơi thở. Ma thiên đế hồi phục ngay tức thì, hồng quân lão tổ ý chí, liền vượt qua vô tận thời không, ban cho che chở. Một cái ma thiên đế, đã rất khó đối phó, hơn nữa hồng quân lão tổ ý chí, vậy đơn giản là vô địch tồn tại. Ha ha ha, thằng nhóc, dám chiếm đoạt ta hài cốt, ta muốn ngươi trả giá lớn bằng máu. Ma thiên đế ở hồng quân lão tổ dưới sự che chở, hơi thở nhanh chóng khôi phục mạnh mẽ,
hắn cũng không ngừng hấp thu chung quanh thần cách tinh hoa, thực lực điên cuồng tăng vọt. Diệp Thần sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem, may mắn tốt vào lúc này, mà thiên đế trên mình kim quang bảo vệ, tiêu tán đi. Chương 8917, áp lực. Hồng Quân lão tổ ý chí, cũng là tản đi. Nơi này là Diệp Thần luân hồi huyết mạch nội bộ không gian, cho dù là Hồng Quân lão tổ, cũng không cách nào đem ý chí truyền tống tới nơi này, mới vừa bảo vệ, đã là hắn lớn nhất hạn độ, sau lưng trả giá cao, cực kỳ to lớn. Bất quá, mà thiên đế đã hoàn toàn hồi phục, coi như không có Hồng Quân bảo vệ, hắn cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Chớ chú chi kiếm, cho ta chém giết. Ma thiên đế vung tay lên, các loại ma khí hội tụ, hóa thành ma kiếm, từ Diệp Thần sau lưng trong hư không nổ ra, chém thẳng hướng cổ hắn. Diệp Thần cảm thấy nguy hiểm to lớn, sống lại sau ma thiên đế, thực lực so trước kia mạnh hơn. Rào. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần mở lăng phong thần mạch, lại mở ra tự do rực, sáng chói thánh khiết cánh, cấp tốc vỗ, tránh ra ma thiên đế chớ chú chi kiếm. Thiên lôi thần mạch, mở. Lôi pháp, thiên điểu phi kiếm lưu. Ở tránh thoát ma thiên đế công kích sau đó, Diệp Thần mở ra phản kích, mở thiên lôi thần mạch, cuồng bạo sấm sét huy giận, ở trên người hắn dâng trào ra. Từng cái sấm sét ngưng tụ thành phi kiếm, mang thiên điểu tiếng hót, cấp tốc chém về phía ma thiên đế. Nơi này dẫu sao là liệt nhật mệnh tinh nội bộ không gian, Diệp Thần chiếm hết thiên thời địa lợi ưu thế, cho dù ma thiên đế sống lại sau mạnh mẽ, hắn vậy sẽ không dễ dàng sa sút. Chút tài mọn, ta sống lại sau thực lực, tuyệt không phải ngươi có thể kháng nhận định. Ma thiên đế tuét miệng cười một tiếng, nhìn Diệp Thần sấm sét phi kiếm giết tới, chút nào không hoảng hốt, bàn tay liền vung, một cổ thất luyện vậy ma khí cuộn sạch ra, lại là đem Diệp Thần phi kiếm, toàn bộ nghiền tiêu diệt. Thấy vậy, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, sống lại sau ma thiên đế, cường hãn như vậy, để cho hắn cũng là cảm thấy khó giải quyết. Hi hi. Ta cái này thì phá hủy ngươi luân hồi mệnh tinh, ta xem ngươi chết như thế nào. Ma thiên đế lại là cười một tiếng, đột nhiên hội tụ ma khí, hóa thành từng hạt tròn ma đạo thần lôi, hung hăng oanh tạc đi ra ngoài. Cái này một tí oanh tạc, hắn không phải oanh tạc Diệp Thần, mà là trực tiếp oanh tạc Diệp Thần mệnh tinh không gian. Vô số viên ma đạo thần lôi, đánh xuống ở mệnh tinh không gian bên trong, nhất thời phá sập hư không, tạo thành nghiêm trọng phá hoại. Đây là đoạn tuyệt căn nguyên phương pháp. Nếu như Diệp Thần mệnh tinh thế giới, bị phá hủy mà nói, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mệnh tinh thế giới gặp phá hoại đánh vào, Diệp Thần vậy bị liên lụy, khí huyết hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ thật giống như đều bị người oanh tạc một lần. Cho ta dừng tay. Diệp Thần tức giận dị thường, lập tức huy động luân hồi thiên kiếm, hướng ma thiên đế chém tới, muốn ngăn trở hắn phá hoại. Hi hi, người chống đỡ được ta sao? Ma thiên đế khinh thường cười một tiếng, một tay nổ lên ma đạo thần lôi, không ngừng oanh tạc, một cái tay khác nguyền rủa hơi thở vận chuyển, hóa thành từng cái nguyền rủa xích sắt, đón đỡ Diệp Thần thiên kiếm chém chết. Chanh! Diệp Thần thiên kiếm chém đi giết, lại không có thể gây tổn thương cho đến ma thiên đế chút nào, toàn bộ bị những cái kia nguyền rủa xích sắt ngăn trở. Thậm chí, từ nguyền rủa kia xích sắt phía trên, còn truyền tới cực kỳ khủng bố nguyền rủa sát khí. Làm được Diệp Thần được chút nguyền rủa cắn trả, như ngay tức thì rơi vào ác mộng vậy, ngực một hồi phiền ác. Thằng nhóc, nhận mệnh đi. Ma thiên đế cười gằn, nguyền rủa xích sắt quấn quanh cánh tay, cuồng bạo sát khí nổ tung, một quyền đánh giết hướng Diệp Thần. Thốn kinh, khai thiên. Diệp Thần hít sâu một hơi, cũng là một quyền phản kích, nguyên thủy nhất, dã man nhất, bá đạo nhất kinh lực, ở hắn trên nắm tay hội tụ, hung hăng tuôn ra. Diệp Thần quả đấm, cùng ma thiên đế quả đấm, hung hăng đụng vào nhau. Ở va chạm ngay tức thì, ma thiên đế quả đấm, tại chỗ đã bị đánh được nổ tung nghiền. Dã man thốn kình, mang khai thiên uy thế, xông vào hắn tim phổi tạng phủ bên trong, hắn phốc xích một tiếng, tại chỗ hộc máu. Võ tổ đạo pháp sao? Có chút ý tứ. Ma thiên đế nhếch mép, ngược lại là không nghĩ tới Diệp Thần võ đạo kinh lực, lại là hung mãnh như vậy. Bị thương dưới, ma thiên đế vung tay lên, ở trong hư không chảy xuôi đen sẫm thần cách tinh hoa, các loại nguyền rủa linh khí, nhanh chóng hội tụ đến trên người hắn, chữa trị hắn thương thế. Chỉ cần những thứ này thần cách tinh hoa vẫn tồn tại, hắn có thể có được vô hạn bổ sung, cơ hồ sẽ không lại chết. Mà có ma thiên đế tồn tại,
Diệp Thần căn bản không có thể an tâm luyện hóa hắn hài cốt. Thiên Quân Phong Thần Bia, cho ta trấn áp. Cảm giác sâu sắc Ma Thiên Đế mạnh mẽ, Diệp Thần thần sắc cũng là ngưng trọng, trực tiếp sử dụng Thiên Quân Phong Thần Bia. Rào. Thiên Quân Phong Thần Bia ánh sáng rực rỡ tách thả ra, vạn nặng thủy ải rực rỡ, tiên hà cổn đáng, mang vô cùng uy thế kinh khủng, liền hướng Ma Thiên Đế trấn áp xuống đi. Chỉ là một khối Thiên Quân Phong Thần Bia, còn trấn áp không được ta, trừ phi Nhâm Phi Phàm ý chí lại hạ xuống. Ma Thiên Đế cười gằn, cả người ma khí như rắn độc vậy tuôn ra, hướng Thiên Quân Phong Thần Bia quấn quanh đi. Hắn thấy rõ, ở Thiên Quân Phong Thần Bia phía trên, Nhâm Phi Phàm tên chữ, cũng không có gì đặc thù khí tượng phóng thích. Hiển nhiên, trước đây cùng Hồng Quân Lão Tổ đối kháng, Nhâm Phi Phàm tiêu hao cũng là 10 phần to lớn, hắn ý chí, trong thời gian ngắn, đã không thể nào lại hạ xuống. Không có Nhâm Phi Phàm ý chí chúc phù hộ, Thiên Quân Phong Thần Bia uy lực, thật to hạ xuống. Cho nên, Ma Thiên Đế không sợ chút nào, trực tiếp cùng Thiên Quân Phong Thần Bia đối kháng. Xuy xuy xuy, từng cái rắn độc vậy ma khí, mang mãnh liệt nguyền rủa hơi thở, hoàn toàn cuốn lấy Thiên Quân Phong Thần Bia. Ông ông ông, Thiên Quân Phong Thần Bia không ngừng chấn động, vậy toát ra trùng trùng thần quang, cùng Ma Thiên Đế nguyền rủa ma khí chống đỡ. Một tiên một ma, hai đạo năng lượng khí tức đối kháng, lại là kỳ cổ tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ở Thiên Quân Phong Thần Bia mãnh liệt uy áp hạ, Ma Thiên Đế thừa nhận áp lực, quả thực không nhỏ. Chương 8918, ngày xưa cửu địch. Nhưng, ở hắn nguyền rủa ma khí ăn mòn, Thiên Quân Phong Thần Bia ánh sáng, vậy dần dần đổi được ảm đạm, hiển nhiên được to lớn ăn mòn. Kéo dài như vậy nữa, nhất định là lưỡng bại câu thương hình dáng. Ma Thiên Đế phải chết, nhưng Thiên Quân Phong Thần Bia vậy muốn hủy diệt. Hừ, cái này phá thạch bia, uy năng ngược lại là có chút lợi hại. Ma Thiên Đế ra mặt run lên, phát hiện mình đánh giá thấp Thiên Quân Phong Thần Bia uy năng. Cái này Thiên Quân Phong Thần Bia, linh khí 10 phần dư thừa, có đem hắn hoàn toàn giết chết có thể. Bất quá, Ma Thiên Đế vậy không thối lui, như cuối cùng Thiên Quân Phong Thần Bia đối kháng, thần sắc dữ tợn mà tàn bạo, trong mắt như rắn độc vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói. Bất quá, thằng nhóc, người bỏ được hy sinh Thiên Quân Phong Thần Bia sao? Vì trấn áp ta, hy sinh pháp bảo này, người bỏ được sao? Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, nói, vì sao bỏ không được? Hắn vận chuyển luân hồi huyết mạch, tiếp tục thúc giục Thiên Quân Phong Thần Bia, cũng lấy bia đá là trung tâm, hóa ra một cái phong tỏa trận pháp, đem Ma Thiên Đế hoàn toàn phong tỏa ở. Ma Thiên Đế bị phong tỏa, nhưng là chút nào không hoảng hốt, cười gằn nói, ngươi nếu thật là bỏ được, vậy liền trực tiếp hiến tế Thiên Quân Phong Thần Bia, cần gì phải như vậy phiền toái. Những lời này, nhưng là điểm phá Diệp Thần nội tâm mâu thuẫn. Thiên Quân Phong Thần Bia quá chân quý, hắn tự nhiên chẳng muốn hiến tế. Hơn nữa pháp bảo này, không chỉ là pháp bảo như thế đơn giản, vẫn là một cái tọa độ. Là Nhâm Phi Phàm, liên lạc hắn tọa độ. Nhâm Phi Phàm ở không không lúc nào không, hắn ở thế giới hiện thật, hai người cách nhau một cái thứ nguyên, ở giữa có vô số vách ngăn cách trở. Cho dù là Nhâm Phi Phàm này đám nhân vật, nếu như không có chính xác tọa độ, cũng không cách nào ở mờ mịt chư thiên, vô tận thời không bên trong, tinh chuẩn tìm được Diệp Thần chỗ. Mà Thiên Quân Phong Thần Bia, phía trên vừa vặn có khắc hắn tên chữ, chính là một cái hoàn mỹ tọa độ. Nếu như Diệp Thần hiến tế hết Thiên Quân Phong Thần Bia, không chỉ là tổn thất một kiện pháp bảo như thế đơn giản, liền cùng Nhâm Phi Phàm liên lạc, cũng có thể bị cắt đứt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, không tới cuối cùng, Diệp Thần là bỏ không được hiến tế. Thằng nhóc, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Ngươi thả ta đi ra ngoài, ta cam kết, vạn năm bên trong, lại nữa cùng luân hồi là địch, cũng không làm bất kỳ chuyện xấu. Ma Thiên Đế thấy Diệp Thần do dự hình dáng, chính là mở miệng nói, lại là muốn cùng Diệp Thần giao dịch. Diệp Thần nghe được Ma Thiên Đế muốn cùng hắn giao dịch, cũng là sửng sốt một tí. Ma Thiên Đế nói, ngươi như đem ta khốn ở chỗ này, kết quả cuối cùng, bất quá là lưỡng bại câu thương, ta nguyền rủa thần cách, sẽ không ngừng ăn mòn ngươi Thiên Quân Phong Thần Bia cùng luân hồi huyết mạch, coi như ngươi có thể chiếm đoạt ta, giá phải trả vậy tất nhiên to lớn, vì sao không trả lại ta hài cốt, đem ta thả. Ta đáp ứng vạn năm bên trong, lại nữa cùng ngươi là địch là được. Lúc này Ma Thiên Đế ma khí,
đã thật sâu thấm vào Nhập Thiên Quân Phong Thần Bia bên trong, hai người hòa làm một thể. Diệp Thần nếu như vận dụng Thiên Đế Linh Khiếp, cưỡng ép đem Ma Thiên Đế phong ấn tiêu diệt, vậy sẽ đồng thời hủy diệt Thiên Quân Phong Thần Bia, giá quá lớn, hắn chẳng muốn mất đi cái này tọa độ. Nhưng phải hướng Ma Thiên Đế thỏa hiệp, trả lại hắn hài cốt, thả hắn, đó cũng là tuyệt đối không thể. Diệp Thần hao phí như thế nhiều tâm huyết, mới đạt được Ma Thiên Đế hài cốt, nơi nào chịu dễ nổi giận như thế. Cái này hài cốt, vẫn là hắn thức tỉnh liệt nhật mệnh tinh niềm hy vọng, quyết không thể bỏ qua. Ngươi muốn ta thả ngươi, đó là mộng tưởng hảo huyền, ta coi như hy sinh Thiên Quân Phong Thần Bia, vậy muốn tiêu diệt ngươi. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, lại không có ý thỏa hiệp. Vậy ngươi thừa dịp còn sớm hiến tế cái này phá thạch bia, còn chờ cái gì? Cho ta một thống khoái không tốt sao? Ma Thiên Đế cười gằn nói, hắn không hề cho rằng, Diệp Thần có hiến tế Thiên Quân Phong Thần Bia dũng khí. Bởi vì tấm bia đá này, đã không phải là phổ thông pháp bảo như thế đơn giản, vẫn là một cái tọa độ, một tòa hải đăng, là Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm liên lạc chỗ mấu chốt. Cho ta im miệng. Diệp Thần ra mặt run lên, vung tay lên, sấm sét phi kiếm như thác vải vậy bạo rơi, chém chết hướng Ma Thiên Đế. Ma Thiên Đế bị phong tỏa, không cách nào đánh lại, cứng rắn chịu Diệp Thần phi kiếm chém, tại chỗ hộc máu trọng thương, nhưng hắn thần sắc như cũ lạnh lùng cương nghị, cười gằn nói. Ngươi cứ việc động thủ, ta bị thương đồng thời, Thiên Quân Phong Thần Bia vậy sẽ phải chịu phá hoại. Hắn hơi thở, đã hoàn toàn cùng Thiên Quân Phong Thần Bia trói. Hắn một bị thương, Thiên Quân Phong Thần Bia vậy sẽ gặp bị liên lụy. Diệp Thần thấy vậy, cũng chỉ có thể dừng tay, sắc mặt đã đổi được đặc biệt khó khăn xem. Trừ Thiên Quân Phong Thần Bia, còn có biện pháp gì, có thể hoàn toàn tiêu diệt cái này ma đầu. Diệp Thần rơi vào trầm tư, tạm thời tới giữa, cũng không nghĩ ra thích đáng phương pháp. Đang suy nghĩ tới giữa, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy, ngoại giới truyền tới mãnh liệt linh khí chập chờn, mang hung hãn sát khí. Diệp Thần đại ca, lão tổ tông, không xong, hoàng kim gia tộc người đánh tới. Sương mù dày đặc núi non trùng điệp bên ngoài, Giang Mệnh Tâm phát ra lo lắng tiếng cảnh cáo. Chỉ gặp núi non trùng điệp bên ngoài bầu trời, mấy chục đạo cường đại bóng người xuất hiện, bọn họ bề ngoài cùng nhân tộc như nhau, nhưng trên mình nhưng tản mát ra ma thần quái vật hơi thở, da phơi bầy màu vàng, con người như rồng mâu, người khoác chiến giáp, trên mình còn quấn một cái khí vận kim long, toàn bộ là xuất thân hoàng kim gia tộc ma thần. Hóa Thiên Đại Pháp, nguyên lai là ở chỗ này. Nếu có thể cướp được Hóa Thiên Đại Pháp, hiến tặng cho ma tổ Vô Thiên các hạ, tất có thể giúp hắn luyện hóa thiên ma tinh hải năng lượng, cuối cùng cướp lấy tử thần quyền bính. Cầm đầu một cái hoàng kim ma thần, trẻ tuổi thiêu vẩy, tướng mạo anh tuấn, lại là mọc sừng rồng, những thứ khác ma thần khác hẳn không cùng. Hắn ánh mắt quan sát vậy phiến sương mù dày đặc núi non trùng điệp, cũng là bắt được thiên cơ, biết Hóa Thiên Đại Pháp ở nơi này. Hạ một sát, cái này sừng rồng ma thần, chính là mang người thủ hạ, cấp tốc phi hàng xuống. Giang Mệnh Tâm muốn mang người ngăn trở, nhưng ngay tức thì liền bị giết lui, hoàn toàn không ngăn được. Không thể để cho bọn họ quấy rầy luân hồi chi chủ. Giang Phù Sinh thấy vậy, thần sắc biến đổi, lập tức liền đứng dậy, muốn đi ngăn cản hoàng kim gia tộc xâm phạm. Tiền bối, chúng ta cùng nhau đi. Diệp Thần mở mắt ra, tỉnh hồn lại, hướng Giang Phù Sinh nói. Luân hồi chi chủ, ngươi. Giang Phù Sinh thấy Diệp Thần thanh tỉnh, nhất thời mười phần bất ngờ, lại gặp hắn sắc mặt tựa hồ không tốt lắm xem, liền chú ý hỏi. Luyện hóa thất bại sao? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không thất bại, nhưng cũng không thể coi là thành công, thôi, sau này hãy nói. Hiện tại, trước hết giết xâm phạm kẻ địch. Diệp Thần bị Ma Thiên Đế khốn khổ, trong lòng đang là phiền não, hoàng kim gia tộc xâm phạm, vừa vặn có thể giết hại kẻ địch, xuất một chút trong lòng ác khí. Ánh mắt nhìn về phía trước, Diệp Thần liền gặp mấy chục cái hoàng kim gia tộc ma thần, đã bay giết tới. Một người cầm đầu, Diệp Thần nhìn rất quen mắt, lại là Vũ Văn Cơ. Vũ Văn Cơ, Minh Long công tử, hắn lại có thể cũng tới thái thượng thế giới, thậm chí đầu phục hoàng kim gia tộc. Diệp Thần nhìn người cầm đầu kia, khá có chút kinh ngạc. Người kia, hắn là biết, lại là Vũ Văn Cơ, ngày xưa thiên nhân vực Minh Long thần tộc thiên tài thiếu gia. Trước kia Diệp Thần ở trên trời người vực thời điểm, bởi vì Diệp Lạc mà sự việc, cùng Minh Long thần tộc từng có rất nhiều ân oán,
và cái này Vũ Văn Cơ, cũng là cừu hận cực sâu. Cừu hận này nhân quả, còn không hoàn toàn giải quyết, Diệp Thần cũng đã bước vào thái thượng thế giới. Không nghĩ tới năm tháng minh minh, vận mệnh lưu chuyển, hắn ngày hôm nay lại có thể còn có thể gặp được Vũ Văn Cơ. Diệp Thần, là ngươi. Vũ Văn Cơ thấy Diệp Thần, trong ánh mắt lướt qua một chút hàn mang, vậy không nghĩ đến sẽ ở nơi này, lần nữa đụng phải Diệp Thần. Lạc Nhi người đâu? Ta biết nàng ở bên người ngươi. Vũ Văn Cơ lại hỏi, hắn đã điều tra qua, Diệp Lạc mà bị thiên nữ thả, đã trở về đến Diệp Thần bên người. Ngươi muốn gặp nàng, cùng đời sau đi. Diệp Thần cười lạnh một tí, ánh mắt rét lạnh, nói, không nghĩ tới ngươi lại đầu phục Hoàng Kim gia tộc. Vũ Văn Cơ cười hắc hắc, nói, không phải ta đầu dựa vào bọn họ, là bọn họ mời ta. Hoàng Kim gia tộc chấp trưởng một môn 33 thiên thần thuật, cái này thần thuật cùng ta có duyên, chỉ có ta có thể tu luyện. Ta nghe nói ngươi chăm gia chém hết, nghịch thiên bước vào thiên huyền cảnh, ai cũng không làm gì được ngươi. Nhưng ta đây muốn xem, ngươi có phải là thật hay không có như vậy lợi hại. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Văn Cơ bàn tay đột nhiên giết ra, hóa thành long chảo, nổ ra lao một cái cổ xưa hung mãnh khí thế, đâm thẳng hướng Diệp Thần tim. Một chảo này uy thế 10 phần mãnh liệt, rất hiển nhiên có không không thời không hơi thở, một bên Giang Phù Sinh, nhất thời kinh hãi, lại không nhịn được theo bản năng tránh lui, thật giống như không dám đối mặt với vậy. Thật là đáng sợ thế công, lại có thể nhúc nhích đong đưa ta đạo tâm. Giang Phù Sinh trong lòng khiếp sợ, không biết Vũ Văn Cơ xử, rốt cuộc là thần thông gì, uy thế lại có thể như vậy lợi hại. Diệp Thần nhìn Vũ Văn Cơ long chảo giết tới. Cũng là hung hăng một quyền đánh trả, thần tượng băng thiên. Hai người quyền chảo va chạm, long tượng giao phong, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ lực lớn tấn công tới, không khỏi được lui về sau ba bước. Hi hi, truyền thuyết luân hồi huyết mạch là chư thiên chí cao, ta xem chưa chắc. Vũ Văn Cơ nhất kích đẩy lui Diệp Thần, tự thân sừng sững không nhúc nhích, cười gằn một tiếng, ta bị giao cho Hoàng Kim Thánh Huyết, chỉ có ta Hoàng Kim gia tộc huyết mạch, mới thật sự là chư thiên chí cao. Thái hư cổ long nói, cho ta bùng nổ. Vũ Văn Cơ quát to một tiếng, trên mình đại lộ hơi thở nổ tung, 33 thiên thần thuật khí tượng ngay tức thì thả ra, lắc mình một cái, liền hóa thành một con thần long. Cái này con thần long, chính là trong truyền thuyết Thái hư cổ long. Thái hư cổ long, ở không không lúc nào không thần thú bảng bên trong, xếp hạng thứ nhất. Loại sinh vật này, là thời đại viễn cổ cường đại nhất vô địch tồn tại. Lấy nhật nguyệt chư thần làm thức ăn, uy năng vô cùng hung hãn. Bọn chúng mạnh mẽ, cường đại đến nghịch phản thiên địa phép tắc bước, cuối cùng kinh động thiên địa đại lộ, kinh động chân lý, bị rơi xuống thiên kiếp, hoàn toàn tiêu diệt. Ở 33 thiên thần thuật bên trong, có một môn thần thuật, tên là Thái hư cổ long nói, có thể để cho người hóa thân Thái hư cổ long, tái hiện ngày xưa thời đại viễn cổ vinh diệu cùng thần uy. Cái này Thái hư cổ long nói, cũng là Hồng Quân lão tổ sáng chế 9 tầng trời thần thuật bên trong, Long Thần Phá Thiên Quyết ngọn nguồn. Nói cách khác, Long Thần Phá Thiên Quyết thăng cấp sau đó, chính là Thái Hư Cổ Long Đạo. Môn đạo pháp thần thuật này, cực kỳ mạnh mẽ, Diệp Thần lại không nghĩ rằng, Vũ Văn Cơ lại có thể luyện thành. Chỉ gặp Vũ Văn Cơ ngay lập tức tới giữa, liền hóa thành một cái Thái Hư Cổ Long, thương màu xanh thân thể, trải rộng rồng màu xanh lân, mỗi một phiến vảy rồng cũng lóe lên huy hoàng minh mông ánh sáng. Long chảo bên trên, có từng cổ một mạnh mẽ quy luật hơi thở vần quanh, hai cây thật dài long tu, giống như là kéo dài đến vô tận tinh không, khí tượng khoáng đạt. Cái gì, lại là Thái hư cổ long đạo? Cái này thế gian, lại có người có thể luyện thành môn thần thuật này. Giang Phù Sinh thấy Vũ Văn Cơ biến thành Thái hư cổ long, nhất thời kinh hãi được tột đỉnh, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ở 33 thiên thần thuật bên trong, Thái hư cổ long nói là vô cùng là đặc thù tồn tại. Môn thần thuật này, tu luyện độ khó thật ra thì không hề cao, nhưng vạn cổ tới nay, cho tới bây giờ không người nào có thể luyện thành qua. Bởi vì muốn luyện thành Thái hư cổ long nói, cần phải có mạnh vô cùng huyết mạch, mới có thể chịu đựng hóa thân Thái hư cổ long mang tới uy áp. Cổ uy áp này, liền Hoàng Kim gia tộc huyết mạch, đều khó chịu đựng ở. Nhưng cái này cái Vũ Văn Cơ, lại có thể chịu đựng được. Hắn một hóa thân Thái hư cổ long, cuồng bạo minh mông oai rồng, chính là thả ra, lồng xây chư thiên, làm người ta nghẹt thở. Đây chính là Thái hư cổ long đạo sao? Diệp Thần con người cũng là hơi co rúc lại,
cảm nhận được liền Vũ Văn Cơ kinh thiên khí thế. Thời khắc này Vũ Văn Cơ, nơi hóa thân thái hư cổ long, bóng người có chút mơ hồ. Hiển nhiên, hắn thái hư cổ long đạo thành tựu, chỉ là mới vừa bước vào ngưỡng cửa, cũng không có tu luyện tới đại thành cảnh giới. Nhưng chính là cái này mới vừa bước vào ngưỡng cửa, nơi biểu dương ra khí thế, cũng đủ để làm người ta kinh hãi. Liên liên Diệp Thần, ở đó cuồng bạo uy áp bao phủ hạ, cũng có điểm nghẹt thở. Diệp Thần, người khác giết không chết ngươi, là bởi vì ngươi luân hồi huyết mạch khí vận mạnh mẽ. Nhưng, ta huyết mạch, uy năng ở trên ngươi. Người khác giết không chết ngươi, nhưng ta Vũ Văn Cơ, ngày hôm nay liền muốn tiêu diệt ngươi. Vũ Văn Cơ hóa thân thái hư cổ long, tiếng chấn thiên khung, long chảo phá giết ra, mang xuyên qua tinh không khí phách, hung hăng vỗ về phía Diệp Thần đầu. Lăng phong thần mạch, thiên lôi thần mạch, mở. Diệp Thần không sợ chút nào, quát to một tiếng, đồng thời mở lăng phong thần mạch cùng thiên lôi thần mạch, sau lưng rào một tiếng, mở ra tự do rực. Thần thánh sáng bóng, sáng chói chói mắt tự do rực cánh phía trên, còn quấn từng cái sấm sét màu tím, vô số phủ văn lưỡng lờ, phong lôi chấn động, khí tượng muôn vàn. Nhìn Vũ Văn Cơ thái hư long chảo giết tới, Diệp Thần vung ra luân hồi thiên kiếm, vậy cuồng bạo phong lôi lực, hội tụ đến trên thân kiếm, đột nhiên cùng Vũ Văn Cơ long chảo, đối giết va chạm. Ung ung, lăn lăn phong lôi, kinh thiên oai rồng, nhất thời bùng nổ, làm được quanh mình hư không cũng sụp đổ. Diệp Thần chỉ cảm thấy từng cơn oai rồng gào thét tới, nhưng hắn lúc này đã mở luân hồi thần mạch, không sợ chút nào, thân thể ổn như núi cao, không nhúc nhích tí nào. Nhìn lại Vũ Văn Cơ, hắn thái hư cổ long thân thể, nhưng là bị thoáng đẩy lui, mấy phiến vảy rồng rớt xuống. Ừ, huyết mạch ngươi. Vũ Văn Cơ mắt rồng bên trong, hiển hiện ra to lớn vẻ khiếp sợ. Hắn vốn là lấy là, mình bộc phát ra thái hư cổ long đạo sau đó, có thể ung dung nghiền ép Diệp Thần. Nào nghĩ tới, Diệp Thần luân hồi huyết mạch, năng lượng khí tức hùng hồn trầm ổn, hắn hoàn toàn không cách nào đột phá, mới vừa long chảo bạo đánh ra. Nhưng thật giống như đụng vào một mặt bền chắc không thể phá được vách tường vậy. Các ngươi cái gì hoàng kim gia tộc, tự xưng là chư thiên tinh khiết nhất, nhất huyết mạch cao quý. Nhưng xem ra, cùng ta luân hồi huyết mạch so sánh, vẫn có như vậy một chút chênh lệch. Diệp Thần cười một tí, cái này một tí giao phong, hắn có thể khẳng định, cái gọi là hoàng kim huyết mạch, vậy kém hơn hắn luân hồi huyết mạch. Không thể nào, chân chính nhất huyết mạch cao quý. Là ta hoàng kim gia tộc. Vũ Văn Cơ con mắt lóe lên, lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Hắn bị giao phó cho hoàng kim thánh huyết sau đó, cũng là thật sâu đồng ý cùng sùng bái hoàng kim gia tộc cao quý mạnh mẽ, hoàn toàn quên mất mình trước kia minh long thần tộc thân phận. Hắn tuyệt không cho phép cái này thế gian, còn có cái gì huyết mạch, có thể bao trùm ở hoàng kim gia tộc trên đầu. Suy rồi. Vũ Văn Cơ long chảo huy kích, từng cây một móng vuốt ác liệt như đao. Mang theo mãnh liệt cương phong, lần nữa giết hướng Diệp Thần. Còn không hết hy vọng sao? Thái thượng thế giới, có thể cùng ta địch nổi người, lác đác không có mấy. Mà ngươi, không hề là một cái trong số đó. Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, tuy nói Vũ Văn Cơ luyện thành thái hư cổ long nói, uy thế xác thực cường hãn, nhưng hắn càng cường đại hơn. Dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, có thể áp chế Diệp Thần người, cũng không có nhiều ít cái. Mà Vũ Văn Cơ, tuyệt không ở trong đó. Thốn kình, khai thiên. Diệp Thần nắm thật chặt quyền, cuồng bạo kinh lực hội tụ, luân hồi huyết mạch uy năng thi triển đến mức tận cùng, một quyền đánh ra, nguyên thủy nhất, dã man nhất lực lượng, cũng là tự nhiên ra. Phịch đích một tiếng. Diệp Thần quả đấm, hung hăng đánh vào Vũ Văn Cơ long chảo phía trên. Ở oanh đụng ngay tức thì, đủ để khai thiên quyền kính, mang luân hồi huyết mạch uy năng. Hung hăng xông vào Vũ Văn Cơ thái hư thân rồng bên trong. Rắc rắc sát. Vũ Văn Cơ thái hư thân rồng, tại chỗ phát ra từng trận xương cốt nổ tung, tạng phủ bể tan tành thanh âm. Diệp Thần một quyền này, không có chút nào xinh đẹp, chỉ có nguyên thủy nhất, bá đạo nhất dã man kinh lực, trong đó vậy hàm chứa luân hồi huyết mạch nguyên sơ khí, lực tàn phá cực kỳ khủng bố. Nếu như Vũ Văn Cơ thái hư cổ long nói, tu luyện tới đỉnh cấp đại thành cảnh giới, có lẽ có thể ngăn cản. Nhưng hắn đạo pháp, chỉ là mới vừa bước vào ngưỡng cửa, hoàn toàn không phải Diệp Thần địch thủ. Diệp Thần hung mãnh một quyền, liền đem Vũ Văn Cơ đánh được phối hợp thân xương cốt nổ tung, từng luồng đại lộ quy luật chảy ra. Trời ạ,
đây chính là luân hồi chi chủ lực lượng sao? Chỉ là một quyền, liền đem Vũ Văn thiếu gia đánh bại. Cái này không thể nào. Chung quanh mắt thấy một màn này hoàng kim gia tộc ma thần cửa, nhất thời kinh hoàng không trạng, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bọn họ còn lấy là, Vũ Văn cơ bộc phát ra thái hư cổ long nói, coi như không thể giết chết Diệp thần, chí ít cũng có thể đem trọng thương. Nhưng nào nghĩ tới, hai người chiến đấu, nhưng là điện quang hỏa thạch lúc đó, liền phân ra được thắng bại. Diệp thần cơ hồ là không phí nhiều sức, một quyền liền đem Vũ Văn cơ đánh bại. Vũ Văn cơ hộc máu trọng thương, không cách nào duy trì nữ hình rồng, khôi phục thân người, gương mặt đã là một phiến trắng bệch, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp thần. Ngươi, hắn lắp ba lắp bắp, không nói ra lời, đạo tâm gặp vô cùng là đả kích nghiêm trọng. Vũ Văn thiếu gia, đi mau. Luân hồi chi chủ như vậy lợi hại, chỉ có mời ma tổ vô thiên các hạ ra tay, mới khá đem trấn áp. Chúng ta đi mau. Rất nhiều hoàng kim gia tộc ma thần cửa, hoàn toàn không dám cùng Diệp thần đối kháng, cũng không dám muốn cướp đoạt hóa thiên đại pháp truyền. Diệp thần như vậy lợi hại, bọn họ nếu là còn dám lưu lại nữa, chỉ có một con đường chết. Dưới sự kinh hoàng, rất nhiều ma thần mang Vũ Văn cơ, liền muốn biến dạng hư không, chạy khỏi đi. Muốn đi. Diệp thần hừ một tiếng, xích trần thần mạch mở, hòa lẫn nham thần máu, nghiền nát một ngọn núi cao, hội tụ núi cao đá vụn, hóa thành một cán long đấu súng, hung hăng phá giết ra. Long đấu súng mang cuồng bạo uy áp, hướng Vũ Văn cơ sau lưng xuyên qua đi. Vũ Văn cơ hoảng hốt, chỉ cảm thấy Diệp thần cái này một súng, thậm chí có nghiền giết chính xác tiên đế có thể, hắn tuyệt đối không thể ngăn cản. Trong lúc nguy cấp, Vũ Văn cơ sử dụng một khối cốt phiến. Diệp thần long đấu súng, đinh một tiếng, đánh vào vậy cốt phiến phía trên, lại không thể đem cốt phiến đánh nát xuyên qua. Ồ, Diệp thần thấy vậy, cũng là có chút bất ngờ, cẩn thận vừa thấy, liền thấy vậy cốt phiến phía trên, còn quấn long khí điểm lành, mơ hồ hiển hóa ra mấy đạo phù văn. Những phù văn kia, Diệp thần vậy không nhận biết, nhưng thiên cơ thấy rõ dưới, hắn đã bắt được trong chỗ u minh đặc thù hơi thở. Đó lại là thời đại viễn cổ, thái hư cổ long tộc ký tự. Vũ Văn thiếu gia, ngươi. Chung quanh hoàng kim ma thần cửa, thấy Vũ Văn cơ lại có thể sử dụng cái này cốt phiến, nhất thời kinh hãi. Diệp thần lanh tay lẹ mắt, bàn tay cách không một chảo, liền đem vậy cốt phiến chộp vào trong tay. Vũ Văn cơ thấy vậy, giống như trong lòng thịt bị người khoét đi vậy, đau lòng được tột đỉnh, da mặt không ở lay động. Đi. Nhưng, hắn sợ hãi Diệp thần uy nghiêm, cũng không dám cướp hồi cốt phiến, lập tức mang người thủ hạ, biến dạng hư không rời đi. Diệp thần bắt được vậy cốt phiến, nhất thời liền bắt được từng cơn cổ xưa long khí. Đây là thái hư cổ long đạo tu luyện pháp môn. Diệp thần trong lòng bừng tỉnh, tinh thần lực quét nhìn cốt phiến, liền cảm nhận được một môn minh mông thần thuật đạo pháp. Cái này cốt phiến bên trong, khắc ấn một môn thần thuật, chính là 33 thiên thần thuật một trong, thái hư cổ long đạo. Mới vừa Vũ Văn cơ sống chết trước mắt, không cách nào chống đỡ, lại là dùng thái hư cổ long đạo thần thuật cốt phiến, ngăn cản Diệp thần công kích. Hắn tuy chạy khỏi, nhưng giá phải trả cũng là cực kỳ to lớn. Khối này thần thuật cốt phiến, liền rơi xuống Diệp thần trong tay. Luân hồi chi chủ, chúc mừng, đây chính là thái hư cổ long đạo thần thuật pháp quyết hà. Người quả nhiên là có đại khí vận người, lại như thế dễ dàng liền lấy đến một môn thần thuật công pháp. Giang Phù Sinh nhìn vậy cốt phiến, cũng là lớn vui, chúc mừng Diệp thần nói. Muốn tu luyện cái này thái hư cổ long nói, chỉ sợ không dễ dàng. Diệp thần khẽ cau mày, hắn quét nhìn một lần thái hư cổ long đạo sau đó, cũng là cảm thấy môn thần thuật này, tu luyện khó khăn. Muốn luyện thành thái hư cổ long đạo mà nói, tự thân huyết mạch muốn đủ cường đại, hơn nữa ở quá trình tu luyện bên trong, phải chịu đựng rất nhiều uy áp thống khổ, tuyệt không phải chuyện dễ. Giang Phù Sinh nói, luân hồi chi chủ, huyết mạch ngươi bao trùm chư thiên, muốn đến có thể luyện thành môn thần thuật này. Diệp thần gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói có thể luyện, nhưng không cần phải. Lấy huyết mạch hắn, đúng là có tư cách tu luyện thái hư cổ long nói, nhưng hắn không như thế nhiều thời gian. Dứt khoát vẫn là lấy về, cho Lạc Nhi tu luyện. Diệp thần nghĩ thầm, lập tức thu hồi cốt phiến, dự định đem cửa này thái hư cổ long nói, giao cho Diệp Lạc mà tu luyện. Nếu như Diệp Lạc mà có thể luyện thành, nàng thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh.
Diệp Thần luân hồi trận doanh thế lực, cũng có thể đổi được cường thịnh hơn. Còn như Diệp Thần, hiện tại trọng yếu nhất, dĩ nhiên là giải quyết Ma Thiên Đế khốn khổ. Nếu như cái này khốn khổ, không có thể giải quyết nói, hắn cuối cùng chỉ có thể hiến tế hết Thiên Quân Phong Thần Bia, giá quá lớn. Giang Phù Sinh gặp Diệp Thần đã thu hồi cốt phiến, nhưng có chút lo âu nói, cái này Thái Hư Cổ Long nói, chân quý như vậy, Hoàng Kim gia tộc sẽ không dễ dàng buông tha, bọn họ khẳng định sẽ muốn đoạt trở lại. Diệp Thần nói, tùy bọn họ tới đi, ta cũng tốt thuận tay giải quyết bọn họ. Hoàng Kim gia tộc từng là thân Đỗ Uyển Nhi dưới quyền, cuối cùng nhưng trốn tránh ra, không những không chịu quy thuận luân hồi, còn thành lập vực sâu thần điện, cùng luân hồi trận doanh đối kháng. Đã như vậy, Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ không có cái gì khách khí, thật đụng phải Hoàng Kim gia tộc người, trực tiếp giết chính là. Dù sao ở thế giới hiện thật quy luật hạn chế hạ, ngay cả là Hoàng Kim gia tộc, vậy lật không dậy nổi cái gì gợn sóng. Giang Phù Sinh nhưng vẫn là lo lắng, nói, nếu như chỉ là phổ thông Hoàng Kim gia tộc ma thần, tự nhiên chưa đủ là mắc, nhưng chỉ sợ tương lai Thâm Uyên chi chủ, cũng chính là Ma Tổ Vô Thiên. Diệp Thần nghe được Giang Phù Sinh nói tới Ma Tổ Vô Thiên, bấm ngón tay tính toán, mơ hồ bắt được thiên cơ, liền cảm nhận được Hoàng Kim gia tộc, đã cùng Ma Tổ Vô Thiên thành lập liên lạc. Thậm chí, Hoàng Kim gia tộc muốn hết sức chống đỡ Ma Tổ Vô Thiên, giúp hắn cướp lấy tử thần quyền bính, trở thành Thâm Uyên chi chủ. Hôm nay Ma Tổ Vô Thiên, đã bị Hoàng Kim gia tộc đề cử là vực sâu thần điện điện chủ, chỉ cùng hắn chứng đạo tử thần, thì phải bước vào không không lúc nào không, chính thức bước lên vô cùng. Diệp Thần trầm giọng nói, không nghĩ tới cái này Hoàng Kim gia tộc, lại có thể như thế sùng bái Ma Tổ Vô Thiên. Giang Phù Sinh nói, Hoàng Kim gia tộc ma thần, từ Hoàng Kim Thánh trong ao ra đời, truyền thuyết vậy Hoàng Kim Thánh ao, đến từ tinh không bờ bên kia thế giới, chỗ tinh hoa nhất, là một giọt Hoàng Kim Thiên Đế máu. Hoàng Kim Thánh ao ao nước, đều là cái này Hoàng Kim Thiên Đế máu diễn hóa ra. Ở Hoàng Kim gia tộc trong truyền thuyết mặt, ai có thể dung hợp cái này giọt Hoàng Kim Thiên Đế máu, ai là có thể dẫn Hoàng Kim gia tộc, đến tinh không bờ bên kia, bước vào vĩnh hằng vô cùng vui thế giới. Mà Ma Tổ Vô Thiên, chính là Hoàng Kim gia tộc tiên đoán bên trong người kia, là dẫn bọn họ bước vào tinh không bờ bên kia người. Tinh không bờ bên kia, đó là một cái thế giới thần bí. Thần Thích Tụng Đời Điển cuối cùng một chương đạo thư, cũng gọi tinh không bờ bên kia, truyền thuyết liền hàm chứa cái thế giới kia bí mật. Trong truyền thuyết tinh không bờ bên kia, cũng là không không lúc nào không cực điểm nhất thế giới, là đại đạo trung cực, vĩnh hằng thế giới cực lạc. Cho dù là Nguyên Thiên Đế, cũng không từng đặt chân qua tinh không bờ bên kia thế giới. Mảnh thế giới kia, là tất cả không không lúc nào không các tu sĩ, mơ tưởng cầu mong trung cực thế giới. Đến cái thế giới kia, liền có thể dòm ngó gặp chân lý đại đạo cuối cùng bí ẩn. Hoàng Kim gia tộc cổ xưa tương truyền, Ma Tổ Vô Thiên sẽ dung hợp Hoàng Kim Thiên Đế máu, dẫn bọn họ đến tinh không bờ bên kia. Cho nên, toàn bộ Hoàng Kim gia tộc, đối Ma Tổ Vô Thiên cũng là tuyệt đối sùng bái, vậy chuẩn bị đem Hoàng Kim Thiên Đế máu hiến tặng cho Ma Tổ Vô Thiên, chỉ cần hắn có thể bước lên vô cùng Thâm Uyên chi chủ, trở thành mới tử thần. Thì ra là như vậy. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, đồng thời vậy cảm nhận được liền sự thái gay gắt. Nếu như bị Ma Tổ Vô Thiên thuận lợi cướp được tử thần quyền bính, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó, Ma Tổ Vô Thiên không chỉ là trở thành mới tử thần, còn sẽ dung là Hoàng Kim Thiên Đế máu, một bước lên trời, thành làm Thiên Đế chủ thần, lại dẫn Hoàng Kim gia tộc, đi về phía tinh không bờ bên kia, xưng vương xưng bá, không người nào có thể ngăn cản. Luân hồi chi chủ, người nhất định phải ngăn cản Ma Tổ Vô Thiên, không thể để cho hắn trở thành mới tử thần. Giang Phù Sinh ngưng trọng nói. Ta biết. Diệp Thần gật đầu, thế cục phức tạp, để cho hắn tựa như đưa thân vào hắc ám vòng xoáy, đi nhầm một bước, chính là tử cục. Giang Phù Sinh ánh mắt chớp động, trầm tư một hồi, tựa như ở bắt trong chỗ u minh thiên cơ, suy diễn tương lai cát hung định số. Chương 8922, chuyển cơ. Trầm ngâm tốt sau một lúc, Giang Phù Sinh thanh âm càng ngày càng ngưng trọng nói, hôm nay Hoàng Kim gia tộc người, còn có bọn họ thiết lập vực sâu thần điện, vậy có không ít người, cũng hạ xuống đến kiếm môn thế giới, phải giúp Ma Tổ Vô Thiên cướp lấy tử thần quyền bính. Thậm chí, Hoàng Kim gia tộc có vài trưởng lão, đã là Ma Tổ Vô Thiên, mang đi Hoàng Kim thần huyết. Vậy Hoàng Kim thần huyết,
là hoàng kim thánh trong ao hội tụ một loại đặc thù vật chất. Hoàng kim thánh ao, ngàn thế kỷ nguyên hội tụ một giọt thánh huyết, muốn hội tụ thần máu, thì cần vạn thế kỷ nguyên. Hôm nay mà tổ vô thiên, còn không tư cách dung hợp cuối cùng hoàng kim thiên đế máu, nhưng hắn có thể dung hợp hoàng kim thần huyết. Ta phỏng đoán ma tổ vô thiên, đã dung hợp hoàng kim thần huyết, nói cách khác, hắn đã có hoàng kim gia tộc huyết mạch, thực lực nhất định là đột nhiên tăng mạnh. Có hoàng kim gia tộc huyết mạch, hắn hoàn toàn có thể đối kháng thiên ma tinh hải dơ bẩn, từ đó chiếm đoạt thiên ma tinh hải năng lượng, cuối cùng trở thành mới tử thần. Tử thần quyền bính tranh đoạt, chủ yếu là vây quanh thiên ma tinh hải. Thiên ma tinh hải, là chí cao ma đạo thần khí, ai có thể nắm trong tay thần khí này? Ai là có thể nắm giữ hắc ám cùng tử vong, trở thành tử thần. Trước mắt cướp đoạt tử thần quyền bính ba phe thế lực, mà tổ vô thiên, thân độ uyển nhi, còn có tử thần giáo đoàn, đều là ở tranh đoạt thiên ma tinh hải năng lượng. Cuối cùng ai cướp được thiên ma tinh hải năng lượng tối đa, người đó chính là mới tử thần, có thể ngược lại chiếm đoạt nhà khác thiên ma năng lượng, chân chính bên thắng ăn suốt, người thua thực trần. Thiên ma tinh hải bên trong, tràn đầy dơ bẩn, nghiệp chướng, tội nghiệt, hắc ám, kinh khủng hơi thở, muốn phải chiếm đoạt cướp lấy, tuyệt không phải chuyện dễ. Bất kể là ma tổ vô thiên, vẫn là thân độ uyển nhi, tử thần giáo đoàn, cũng đang chịu đựng to lớn áp lực. Nếu như ma tổ vô thiên, dung hợp hoàng kim thần huyết, hắn phần thắng, đem sẽ thật to tăng lên. Bởi vì, hoàng kim gia tộc huyết mạch, đặc biệt tinh khiết đến đủ để đối kháng thiên ma tinh hải dơ bẩn. Nếu là có hoàng kim gia tộc huyết mạch, mà tổ vô thiên cũng chưa có nỗi lo về sau, có thể yên tâm chiếm đoạt thiên ma tinh hải năng lượng, cướp lấy thắng lợi cuối cùng. Cục diện này, đích xác là khó giải quyết. Diệp thần nghe xong Giang Phù Sinh một phen, cũng là cảm thấy thế cục nguy hiểm. Luân hồi chi chủ, người nhất định phải ở ma tổ vô thiên trở thành tử thần trước, đem hắn giết chết, nếu không ngươi sau này, liền không áp chế được hắn. Giang Phù Sinh giọng nói mang một chút cảnh cáo ý. Một khi ma tổ vô thiên thành tử thần, lại dung hợp hoàng kim thiên đế máu, bước vào tinh không bờ bên kia, vậy hắn ánh sáng cùng mũi nhọn, đem không người nào có thể ngăn trở, cũng không có người có thể chống lại. Dẫu sao, cho dù là nguyên thiên đế cùng đà đế cổ thần, cũng không từng đặt chân qua tinh không bờ bên kia. Nếu ai đi đến cái thế giới kia, ai liền có thể dòm ngó thấy lớn đạo cuối cùng bí ẩn, chư thiên vạn giới vô địch, hùng bá hoàn vũ tinh không. Muốn giết chết ma tổ vô thiên, lại nói dễ vậy sao? Diệp thần chân mày nhíu chặt. Ngươi nếu có thể thắp sáng liệt nhật mệnh tinh, còn có cơ hội, chính là không biết vậy ma thiên đế hải cốt. Giang Phù Sinh ngắm nhìn Diệp thần, hỏi thăm ma thiên đế hải cốt luyện hóa chuyện. Luyện hóa không quá thuận lợi, nhưng nếu quả thật không có biện pháp nói, ta cũng chỉ có thể hiến tế thiên quân phong thần bia. Diệp thần lắc lắc đầu nói. Giang Phù Sinh than thở một tiếng. Nói, vậy xem ra chỉ có thể hiến tế thiên quân phong thần bia, thật là đáng tiếc, nhưng vì thừa dịp còn sớm giết chết ma tổ vô thiên, cũng chỉ có thể như vậy. Diệp thần nừ một tiếng, Giang Phù Sinh nhưng không biết, cái này thiên quân phong thần bia đối Diệp thần mà nói, không chỉ là một kiện pháp bảo như thế đơn giản, vẫn là cùng nhâm phi phàm liên lạc tọa độ hải đăng. Nếu như không tới cuối cùng, Diệp thần chân thực chẳng muốn hiến tế. Giang Phù Sinh lại nói, bất quá. Vậy ma tổ vô thiên, nếu là thật dung hợp hoàng kim thần huyết, cũng có thể phát huy hoàng kim gia tộc huyết mạch toàn bộ lực lượng, người coi như có thể thức tỉnh liệt nhật mệnh tinh, vậy không như vậy dễ dàng giết chết hắn. Người tốt nhất có thể tìm được ta binh khí, phù sinh tuyệt mệnh. Nếu như có ta binh khí kia nơi tay, người muốn giết ma tổ vô thiên, vậy thì đơn giản hơn. Diệp thần nói, phù sinh tuyệt mệnh. Thiên khải chí tôn cho ngươi chế tạo kỳ môn binh khí. Giang Phù Sinh nói, đúng vậy, ta chuôi này phù sinh tuyệt mệnh, một đầu là kiếm, một đầu là súng, mũi nhọn cực kỳ ác liệt. Thiên khải chí tôn chế tạo thanh binh khí này, lúc ban đầu mục đích, chính là muốn khắc chế hoàng kim gia tộc. Vậy tuyệt mệnh binh khí, chính là khắc chế hoàng kim gia tộc huyết mạch đồ sắc bén. Ngươi nếu có thể bắt được, đối phó ma tổ vô thiên, vậy thì dễ dàng hơn. Diệp thần nghe lời nói này, tâm tư cũng là sinh động, nói tiền bối. Người binh khí kia, năm đó thất lạc sau đó, không biết rơi vào địa phương nào. Giang Phù Sinh lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, năm đó ta chết sau đó, ta cả người công pháp siêu tầm, cũng phiêu tán rơi vào cái này phiến trôi trên mặt nước vực thế giới các nơi,
nhưng hết lần này tới lần khác ta binh khí kia, phong mang quá lợi hại, đột phá hư không, không biết đánh mất ở địa phương nào. Hoặc là, người có thể đi trở về, hỏi một chút Dạ Mẫu, nàng từ vạn cổ trước liền bắt đầu bố trí, thanh lại thương hội tai mắt phân bố chư thiên, nàng có lẽ có thể tra được. Diệp Thần thở dài ra một hơi, nói, được, vậy ta liền đi về hỏi hỏi. Giang Phù Sinh cười nói, như vậy quá tốt, vậy chúng ta ngày hôm nay tạm thời phân biệt, ta chuẩn bị cùng ta hậu nhân, hồi vận mệnh thiên địa, người sau này nếu có thì giờ rảnh, tùy thời có thể tới Giang gia tìm ta. Diệp Thần nói, được. Thỏa thuận xong, Giang Phù Sinh mang Giang Mệnh Tâm, còn có một đám Giang gia tộc người, trở lại vận mệnh thiên địa. Diệp Thần một mình trở lại tinh nguyệt giới, chuẩn bị hỏi một chút Dạ Mẫu, thấy thế nào có thể giải quyết ma thiên đế khốn khổ, còn có vậy Phù Sinh tuyệt mệnh rơi xuống. Ở Diệp Thần trở lại tinh nguyệt giới thời điểm, thái thượng thế giới bên ngoài, nơi nào đó hoang vu trong hư không. Một đạo thân ảnh cô độc, trôi lơ lửng ở trong hư không. Ánh sao cùng vũ trụ bụi bặm mạt vụn, ở bên người hắn lướt qua, hắn thật giống như đã chết, ở nơi này phiến đen nhánh vũ trụ trong hư không một cổ thi thể, nhưng hắn thật giống như lại còn sống, bởi vì hắn mắt vẫn mở con ngươi. Chỉ là cặp mắt kia, đã không có chút nào thần thái. Hắn chính là Vũ Hoàng Dã. Ở biết được mình tình cảm chân thành người phụ nữ Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, đã cùng Diệp Thần tinh thần song tu sau đó, hắn tim đã chết. Nếu như là người khác, đoạt lấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn liều mạng mệnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, chiếm hữu Vũ Hoàng Ngạo Tuyết người, chính là Diệp Thần, là hắn đã từng là sư phụ. Hắn biết, mình cùng Diệp Thần tới giữa, chênh lệch cực lớn, hắn cũng không cách nào thống hận Diệp Thần, chỉ cảm thấy tim chết, hết thảy đồ cũng đổi được không có vui thú. Hắn đã đem thiên tội cổ kiếm vào kiếm, ném hồi Vũ Hoàng thiên giới bên trong đi. Không có hắn hỗ trợ giữ, Vũ Hoàng cổ đế muốn giữ vỏ kiếm kia, chắc hẳn cần ngoài ra tiêu phí một chút tâm tư, dẫu sao vỏ kiếm kia sau lưng, mang theo thiên khải chí tôn nhân quả, nhưng hắn đã không muốn quản liền. Hiện tại, Vũ Hoàng Dã tim như cho tàn, như một viên bụi bặm, phiêu lưu ở vũ trụ thái hư bên trong. Từ hắn ở địa phương đó, có thể thấy thái thượng thế giới đường danh, đó là một cái thang trời kiểu thế giới, có ngàn tầng vạn tầng. Vô số khí tượng lóng lánh, hết sức đời này tinh không sáng chói. Trong đó, tầng chót nhất thế giới, chính là vạn khư chỗ ở Vũ Hoàng thiên giới, nhất là sáng chói vinh diệu. Chỉ bất quá, hắn đã không muốn trở về vạn khư, vừa nghĩ tới Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, hắn liền vô cùng đau lòng. Chính là một người phụ nữ, lại có thể để cho ngươi như vậy khiên chàng quải đỗ, người vậy uổng là nam tử hán, đại trượng phu. Vừa lúc đó, trong hư không truyền ra một đạo nghiêm ngặt thanh âm. Chỉ gặp một đạo áo bào đen người đàn ông, bóng người mơ hồ, cả người vòng quanh ma khí, hạ xuống. Cái này áo bào đen người đàn ông, lại là tử thần giáo đoàn giáo chủ, Thiên Khải Chí Tôn. Thiên Khải Chí Tôn bóng người, mơ hồ, hiển nhiên chỉ là một cái phân thân, cũng không phải là bản thể. Hắn bản thể, là thiên đế chủ thần cấp nhân vật, uy năng quá kinh khủng, ở lớn đạo phép tắc hạn chế hạ. Cơ hồ không thể nào hạ xuống đến thế giới hiện thật. Đánh bại hạ một đạo phân thân, đã là đặc biệt khó khăn. Vũ Hoàng Dã thấy Thiên Khải Chí Tôn hạ xuống, cho tàn vậy tâm cảnh, hơi xuất hiện một chút chập chờn, chợt vừa khổ cười lắc lắc đầu nói, ta chẳng muốn làm cái gì nam tử hán, đại trượng phu. Thiên Khải Chí Tôn nói, ngươi chỉ muốn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết người phụ nữ kia, có phải hay không? Vũ Hoàng Dã yên lặng, coi như là thầm chấp nhận. Thiên Khải Chí Tôn ha ha cười một tiếng, nói ta khổ tu con đường luyện khí, đã có hàng tỷ thế kỷ nguyên, ta lấy là đao kiếm nhất có thể giết người, nhưng ngày hôm nay, ta mới phát giác, lúc đầu nhất có thể giết người, là tình một trong chữ. Vũ Hoàng Dã vẫn là yên lặng, hắn biết Thiên Khải Chí Tôn hạ xuống, khẳng định có mục đích khác. Thiên Khải Chí Tôn ánh mắt đông lại một cái, cũng không nói nhảm, nói, người luyện khí thiên phú không tệ, từ nay về sau, người quy thuận ta thôi. Ta giúp ngươi tiêu diệt luân hồi chi chủ, để cho Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trở lại bên người ngươi. Vũ Hoàng Dã nghe lời nói này, nội tâm ầm ầm chấn động. Hắn nhớ không quên, chính là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Nếu có thể đạt được Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, hắn gì đều nguyện ý. Nhưng, nghĩ đến Diệp Thần là mình sư phụ, hắn tâm lý lại khó hiểu sợ hãi, hướng Thiên Khải Chí Tôn nói, ngươi muốn giết sư phụ ta sao? Thiên Khải Chí Tôn nói, sư phụ ngươi muốn cướp phụ nữ của ngươi,
một chút cũng không quan tâm ngươi, ngươi còn nhận hắn làm gì? Dứt khoát giết hắn. Hắn có nhiều nữ nhân như vậy, còn muốn cùng ngươi cướp, há chẳng phải là quá bá đạo? Vũ Hoàng Dã nghe nói như vậy, trong lòng cũng là kích thích tức giận, nói, ngươi nói đúng, sư phụ. Không, luân hồi chi chủ người này, đích xác là dã man bá đạo, hoành đao đoạt ái, làm thật vô sỉ hết sức. Thiên Khải Chí Tôn gật đầu một cái, nói, vậy ngươi có muốn hay không giết hắn? Vũ Hoàng Dã nói, muốn. Thiên Khải Chí Tôn nói, rất tốt, chỉ cần giết hắn, hắn hậu cung bên trong người phụ nữ, liền toàn bộ là tài sản của ngươi. Vũ Hoàng Dã lắc đầu một cái, nói ta chỉ cần Ngạo Tuyết tiểu thư. Thiên Khải Chí Tôn nói, ngươi quả nhiên là trung tình, muốn đến ngươi vậy Ngạo Tuyết tiểu thư sau khi biết, nhất định sẽ rất thích. Vũ Hoàng Dã tâm thần hơi rung động, nói, nàng. Nàng thích, vậy dĩ nhiên là tốt. Thiên Khải Chí Tôn nói, bất quá luân hồi chi chủ người này, khí vận quá mức hừng hực, muốn giết hắn, là thật không dễ, ta gần đây ở cướp đoạt tử thần quyền bính, người tốt nhất có thể giúp ta giúp một tay. Chỉ cần ta giáo phái, có thể cướp được tử thần quyền bính, hồi phục Hải Vương Ma Tôn, muốn chu diệt luân hồi chi chủ, vậy thì đơn giản hơn. Vũ Hoàng Dã vậy mơ hồ biết, gần đây tử thần giáo đoàn, cùng Ma Tổ Vô Thiên, Thân Độ Uyển Nhi, vây quanh tử thần quyền bính, triển khai vô cùng là tranh đoạt kịch liệt. Thiên Khải giáo chủ, ta tu vi yếu ớt, chỉ sợ không giúp được ngươi cái gì. Hắn tự hỏi tu vi nhỏ yếu, cũng rất khó khăn thay đổi gì. Thiên Khải Chí Tôn nói, không cần nóng nảy, ta tự có an bài, ngươi đi về trước Vạn Khư, liền làm cái gì cũng chưa có phát sinh qua, ta dề già chút thời điểm, sẽ có nhiệm vụ cho ngươi. Vũ Hoàng Dã tinh thần chấn động, nói, Hắn tâm lý lại lần nữa dấy lên hy vọng, chỉ muốn tiêu diệt luân hồi, đem Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đoạt lại. Nếu như dựa hết vào chính hắn mà nói, tuyệt đối không dám cùng Diệp Thần chống lại, nhưng có Thiên Khải Chí Tôn trợ lực, hết thảy cũng đổi được có thể. Lập tức, Vũ Hoàng Dã cung kính tạm biệt Thiên Khải Chí Tôn, lần nữa trở lại Vạn Khư thế giới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên Khải Chí Tôn khóe miệng mang âm trầm cười. Trong mắt tràn đầy che lấp, nhẹ giọng dù gì nói. Nhâm Phi Phàm, lần này, ta xem ngươi còn như thế nào bảo được luân hồi chi chủ. Lúc này, Diệp Thần trở lại tinh nguyệt giới bên trong, khó hiểu cảm thấy sau lưng lạnh cả người, một hồi rợn cả tóc gáy. Có người muốn giết ta. Diệp Thần trong sâu thẳm, đã bắt được một chút sát khí. Cái này thế gian người muốn giết hắn, quả thực không thiếu, nhưng cái này cổ sát khí. Nhưng là trước kia chưa từng có. Diệp Thần luân hồi hơi thở hội tụ cặp mắt, lập tức thấy rõ thiên cơ, suy tính trong chỗ u minh nhân quả chiều hướng. Thoáng chốc tới giữa, hắn trong đầu, liền hiện ra Vũ Hoàng Dã bóng người. Ở Vũ Hoàng Dã sau lưng, còn có Thiên Khải Chí Tôn bóng dáng. Là Vũ Hoàng Dã. Cái này nghịch đồ, chẳng lẽ muốn cùng Thiên Khải Chí Tôn liên thủ giết ta? Diệp Thần ra mặt run lên, lập tức cảm nhận được nguy cơ. Nếu như chỉ là một Vũ Hoàng Dã, chưa đủ là mắc, nhưng hơn nữa Thiên Khải Chí Tôn mà nói, vậy thì phải cẩn thận. Dẫu sao, Thiên Khải Chí Tôn là nhân hoàng thánh đao đúc người, tử thần giáo đoàn giáo chủ, thiên đế chủ cường giả thần cấp, thực lực cực kỳ khủng bố lợi hại. Diệp Thần đã theo dõi đến thiên cơ dấu vết, suy tính đến Thiên Khải Chí Tôn cùng Vũ Hoàng Dã trao đổi. Thiên Khải Chí Tôn tận lực che giấu thiên cơ, nhưng vẫn là không gạt được Diệp Thần luân hồi thiên nhãn. Hắn một tí liền thấy rõ biết. Bất quá coi như thấy rõ rõ ràng, Diệp Thần cũng không biết Thiên Khải Chí Tôn bước kế tiếp kế hoạch, rốt cuộc là cái gì. Bởi vì, Thiên Khải Chí Tôn vậy là đặc biệt cẩn thận chú ý, chỉ sợ sẽ bại lộ, cho nên trước gọi Vũ Hoàng Dã trở về Vạn Khư, cũng không có an bài đặc biệt nhiệm vụ. Thiên Khải Chí Tôn muốn cùng cướp lấy tử thần quyền bính sau đó, lại tới giết ta, vậy ta tuyệt không thể để cho hắn cướp được tử thần quyền bính. Diệp Thần trong lòng bàn tư trước, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hiện tại vây quanh tử thần quyền bính, Thiên Khải Chí Tôn, Ma Tổ Vô Thiên, Thân Độ Uyển Nhi tam phương đấu võ, có thể nói là đặc biệt kịch liệt. Thiên Khải Chí Tôn rõ ràng cảm thấy tình thế bất lợi, cho nên hạ xuống, thu nhận Vũ Hoàng Dã là con cờ, chuẩn bị lật bàn kế hoạch. Diệp Thần không biết Thiên Khải Chí Tôn kế hoạch, rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn tuyệt không thể nhìn thấy tử thần quyền bính. Rơi vào Thiên Khải Chí Tôn trong tay, càng không thể rơi vào Ma Tổ Vô Thiên trong tay. Mới tử thần,
nhất định phải ở luân hồi trận doanh bên trong ra đời. Diệp Thần vừa về tới tinh nguyệt giới, liền lập tức đi tìm Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh. Phong Ngữ Oanh ở tinh nguyệt giới bên trong, cũng là thường trú, nàng thành lập hết mấy chỗ động thiên, chuyên tâm trang điểm, ngược lại cũng rất có nhàn tình nhã trí. Trong đó một nơi động thiên, tên là Dạ Oanh Hoa Hải. Cái này phiến Dạ Oanh Hoa Hải, trải rộng màu đen đóa hoa, bay múa từng cái chim sơn ca cùng lưu huỳnh, bầu trời là vĩnh viễn nửa đêm, không có đốm nhỏ và mặt trăng, nhưng ở lưu huỳnh chiếu rọi xuống, nơi đây cũng không phải cực hạn đen nhánh, vẫn là lộ ra ánh sáng yếu ớt. Diệp Thần đi tới Dạ Oanh Hoa Hải bên trong, liền thấy Phong Ngữ Oanh ở hoa trong biển, bày một cái bàn, cùng một người mặc áo bào xanh lá ông già, nấu trà cân nhắc. Vậy áo bào xanh lá ông già, mang cái chụp đầu, không thấy rõ đầu mặt hình dáng, chỉ lộ ra râu thật dài. Vậy áo bào xanh lá ông già thấy Diệp Thần tới, khom người hướng Phong Ngữ Oanh thi lễ một cái, nói, Dạ Mẫu đại nhân, ta cáo từ. Phong Ngữ Oanh chăn thủ nhẹ một chút, nói, không đưa. Vậy áo bào xanh lá ông già lại hướng Diệp Thần cung kính khom người, liền xoay người rời đi. Diệp Thần hồ nghi hỏi, cái này lão tiền bối là ai? Phong Ngữ Oanh cười nói, là Phong Thần Thiên Tôn phái tới sứ giả, có chút việc muốn cùng ta nói một chút. Diệp Thần nói, Phong Thần Thiên Tôn. Hắn vậy hồi phục. Phong Thần Thiên Tôn, là chín thần một trong, Diệp Thần đã thừa kế Phong Thần Thiên Tôn đạo thống, cùng Phong Thần vậy coi là có duyên phận. Nếu như Phong Thần Thiên Tôn hồi phục, đem hắn lôi kéo đến luân hồi trận doanh, cũng là lớn công đức một kiện. Phong Ngữ Oanh tựa hồ xem thấu Diệp Thần tâm tư, mỉm cười nói, nếu như ngươi muốn lôi kéo Phong Thần mà nói, ta khuyên ngươi chết liền điều này tim, Phong Thần coi trọng nhất tự do, hắn không thể nào trở thành người bất kỳ người làm, thậm chí liền làm bạn bè cũng không thể. Bởi vì tự do chân lý, liền là không bị bất kỳ nhân quả câu nệ. Diệp Thần nhún vai một cái, nói, được rồi. Nói xong liền ngồi ở Phong Ngữ Oanh trước mặt. Phong Ngữ Oanh ung dung cho Diệp Thần rót một ly trà, mắt đẹp lưu chuyển, thân thể mềm mại nằm ở trên bàn, hai tay cây di, hơi có chút quyến rũ hình dáng, cười hỏi, nói đi, trở về tìm ta có chuyện gì. Diệp Thần ánh mắt nhìn về Phong Ngữ Oanh, hôm nay Phong Ngữ Oanh, lối ăn mặc 10 phần lửa dã, ăn mặc cánh hoa bện thành váy để nguyên quần áo thường, mảng lớn da thịt trần lộ ra. Ở nửa đêm cùng lưu huỳnh nổi bật hạ, lộ vẻ được 10 phần duy mỹ, vóc người lại 10 phần nóng. Thua thiệt được Diệp Thần tim gông xiềng chặt đứt, đạo tâm cầm đang, ngược lại cũng không có động tính, bình tĩnh nói, ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện tình. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần ngón tay điểm ra, một món thiên cơ ánh sáng, nhẹ nhàng điểm ở Phong Ngữ Oanh trên trán. Phong Ngữ Oanh sửng sốt một chút, thiên cơ động minh dưới, ngay tức thì cũng biết Diệp Thần ở vận mệnh thiên địa. Trôi trên mặt nước vực trải qua rất nhiều chuyện, còn có nghi hoặc. Ngươi muốn giải quyết ma thiên đế khốn khổ. Còn nữa, tìm vậy cầm kêu phù sinh tuyệt mệnh binh khí, dùng để đối phó ma tổ vô thiên. Phong Ngữ Oanh mày liễu hơi cao lại, hỏi. Đúng vậy, ngươi cầm ma tổ vô thiên tim, trả lại cho hắn, hắn quả nhiên là đi tranh đoạt tử thần quyền bính, thậm chí đạt được hoàng kim gia tộc chống đỡ, muốn đến hắn hôm nay, vậy có hoàng kim huyết mạch. Diệp Thần nói. Đúng là như vậy, ma tổ vô thiên có hoàng kim gia tộc huyết mạch, không sợ thiên ma tinh hải cắn trả, chàng này tử thần quyền bính tranh đoạt chiến, hắn phần thắng lớn vô cùng. Chương 8925, Phệ Linh Thượng Nhân. Phong Ngữ Oanh nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, nói. Tử thần quyền bính, không thể rơi vào bên ngoài trong tay người, phải do chúng ta luân hồi trận doanh, tự mình chấp trường. Diệp Thần kiên quyết nói. Ngươi muốn đỡ cầm thân Đỗ Uyển Nhi làm tử thần. Phong Ngữ Oanh cười hỏi. Diệp Thần nói, đúng vậy. Phong Ngữ Oanh cười nói, còn ta đâu? Diệp Thần sửng sốt một tí, nói cái gì? Phong Ngữ Oanh vẫn là mỉm cười, nói, xem ra ngươi đều quên, ngươi đã từng nói, phải giúp ta cướp lấy tử thần thần cách. Ở cực kỳ lâu trước kia, Phong Ngữ Oanh được gọi là Dạ Mẫu, là gần gũi nhất tử thần quyền bính người. Nhưng sau đó, nàng bị Nham Thần Thiên Tôn đánh cho bị thương, mất đi chứng đạo tử thần tư cách. Cuối cùng, tử thần quyền bính rơi vào Hải Vương Ma Tôn trong tay. Vậy Hải Vương Ma Tôn, lúc ban đầu chính là Thiên Ma Tinh Hải khí linh, mà Nham Thần Thiên Tôn, chính là ban đầu Thiên Ma Tinh Hải người chấp trưởng, ma thần nhất mạch nắm giữ, Hải Vương Ma Tôn không phản bội thời điểm, là thuộc hạ của hắn. Sau đó Hải Vương Ma Tôn phản bội,
Nham thần Thiên Tôn đem hắn phong ấn ở Thiên Ma Tinh Hải đáy biển, thẳng đến hiện tại. Diệp thần nhìn Phong Ngữ Oanh ánh mắt, đột nhiên nhớ tới, mình ban đầu đúng là cam kết qua, phải giúp Phong Ngữ Oanh hoàn toàn giết chết Hải Vương Ma Tôn, cướp đoạt tử thần thần cách. Xin lỗi, Ngữ Oanh cô nương, ta đích xác là ta quên. Diệp thần lúng túng mang hộ liền mang hộ đầu, hắn đích xác là quên chuyện này, chủ yếu là bởi vì đoạn đường này trắc trở, thực ra quá nhiều. Tử thần quyền bính sự việc, Phong Ngữ Oanh cũng không có lại đề cập tới, hắn đã bỏ quên. Phong Ngữ Oanh bật cười, nói, được rồi, quên liền quên đi, là ta cũng quên nhắc nhở ngươi, ta có thể trở thành ngươi tinh thần, so với cái gì tử thần, vậy phải cao quý vinh diệu được hơn. Liên quan tới tử thần hết thảy, ta hiện tại đã không cần thiết, nhường cho thân Đỗ Uyển Nhi cũng không sao. Diệp thần luân hồi thất tinh, viên thứ ba mệnh tinh là vô danh, có thể tự định nghĩa, ngang hàng là chỗ trống, có thể tự lựa chọn đồ khảm nạm đi lên. Diệp thần đã sớm cùng Phong Ngữ Oanh đạt thành ước định, cái này viên thứ ba luân hồi mệnh tinh, liền để cho Phong Ngữ Oanh làm. Phong Ngữ Oanh, đem sẽ trở thành là Diệp thần tinh thần, viên thứ ba mệnh tinh, số lẻ nhửa đêm mệnh tinh. Tử thần quyền bính tôn quý nhất, nhưng lại tôn quý, vậy kém hơn luân hồi mệnh tinh. Phàm là cùng luân hồi tương quan đồ, cũng có thể nói là chư thiên chí cao tồn tại, so thần minh cao hơn quý được hơn. Diệp thần nghe được Phong Ngữ Oanh không so đo đi qua, cũng là thở phào nhẹ nhõm, nói, đa tạ Ngữ Oanh cô nương thông cảm. Phong Ngữ Oanh mỉm cười cười một tiếng, vậy thanh thuần như thiếu nữ vậy trên gò má, nhưng là lộ ra một chút say lòng người đỏ ửng, ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Diệp thần, hơi thở như hoa lan nói. Bất quá, ngươi quên lời hứa của ngươi, dù sao phải cho ta một chút bồi thường. Diệp thần nhìn nàng vậy tiêu hồn thực cốt vậy hình dáng. Không khỏi được nuốt nước miếng một cái, nói, ngươi muốn bồi thường gì? Phong Ngữ Oanh nhẹ nhàng vuốt Diệp thần cằm, mấy con lưu huỳnh ở hai người tới giữa phiêu cướp trước, tình cảnh như mộng như ảo. Nàng nhẹ nhàng nói ra, nói ta không chỉ có muốn làm ngươi tinh thần, ta còn muốn làm phụ nữ của ngươi, ta muốn ngươi tiếp nhận ta. Lúc đó thanh gió lướt qua nửa đêm, lướt qua rừng hoa, lưu huỳnh huyễn vũ, Phong Ngữ Oanh cả người cánh hoa bện quần áo, nói ra lời này. Thật là tiêu hồn câu dẫn hết sức. Diệp thần tâm thần cũng là hơi rung động, theo bản năng nói, hiện tại sao? Phong Ngữ Oanh che miệng cười một tiếng, nói, không phải, chờ ngươi có thể đánh bại thiên nữ rồi hãy nói, như ngươi chết ở thiên nữ dưới quyền, ta cũng không biết đi theo ngươi chôn theo. Lấy Diệp thần hôm nay tu vi thực lực, hoàn toàn có tư cách chịu đựng song tu nhân quả. Hắn coi như cùng Phong Ngữ Oanh nhân quả dính, có da thịt gần gùi. Vậy sẽ không phải chịu cái gì tác dụng phụ, ngược lại hai người đều có chỗ tốt. Nhưng, Phong Ngữ Oanh nhưng là đặc biệt cẩn thận. Và Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc mà các người không cùng, nàng có mình danh giới cuối cùng, nàng sẽ không là Diệp Thần chịu chết. Hiện ở cục diện này, Diệp Thần và Thiên Nữ, quyết chiến sắp tới, tình thế quá nguy hiểm. Phong Ngữ Oanh lo lắng, nếu là bây giờ cùng Diệp Thần nhân quả dính, Diệp Thần bị Thiên Nữ giết. Nàng vậy phải bị liên lụy. Cho nên, nàng dự định cùng Diệp Thần và Thiên Nữ quyết chiến kết quả, đi ra nói sau. Nếu như Diệp Thần thắng, nàng nguyện ý đem mình thể xác và tinh thần, cũng hoàn toàn dâng hiến cho Diệp Thần. Nếu là Diệp Thần thua, nàng vậy sẽ kịp thời rút người ra, sẽ không quá mức chìm đắm vào đi vào. Đây là nàng ranh giới cuối cùng, cũng là nàng và Diệp Thần những nữ nhân khác chỗ bất đồng, sẽ không như vậy đã tuyệt vọng rồi. Diệp thần nhún vai một cái, nói, được rồi, như ta có thể thắng thiên nữ, ta hãy thu ngươi cho ta người phụ nữ, coi là cho ngươi bồi thường. Phong Ngữ Oanh thấy Diệp thần như thế sảng khoái, cũng là cười duyên lên, nói, rất tốt, không khỏi vinh hạnh, vậy hiện tại chúng ta có thể thân cận điểm. Nói xong lời này, nàng liền đem thân thể rời được Diệp thần bên người. Diệp thần cảm thấy Phong Ngữ Oanh vậy thuần lành lạnh thân thể, cái này mát dựa thân thể mềm mại bên trong. Lại hàm chứa lửa giống vậy nóng bỏng. Hai người rất ăn ý, không nói gì, ôm chung một chỗ, sau đó lại hôn lên. Hôn môi không biết bao lâu, Phong Ngữ Oanh hơi có vẻ thở dốc, nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Thần, nói, tốt lắm, nói hồi tránh sự. Diệp Thần trong lòng rét một cái, gật đầu một cái, nói, ừ, Ngữ Oanh cô nương, người có thể có biện pháp, thay ta giải quyết ma thiên đế khốn khổ. Còn có vậy phù sinh tuyệt mệnh rơi xuống. Phong Ngữ Oanh nói, phù sinh tuyệt mệnh rơi xuống, ta sẽ phái người đi điều tra, ngươi không cần nóng nảy.
Hiện tại trọng yếu nhất, chính là hoàn toàn tiêu diệt Ma Thiên Đế, để cho ngươi thức tỉnh liệt nhật mệnh tinh. Ngươi hiến tế Thiên Quân Phong Thần Bia, đích xác có thể hoàn toàn tiêu diệt Ma Thiên Đế, nhưng giá quá lớn, cái mất nhiều hơn cái được. Ta biết có một người, có lẽ có thể giúp được ngươi. Diệp Thần vội hỏi, là ai? Phong Ngữ Oanh trầm ngâm một tí, tiêm vung tay lên, một phiến phiến ngọc giản xuất hiện, mỗi một phiến ngọc giản cũng lững lờ ra một màn tình báo hình ảnh. Những cái kia tình báo hình ảnh, không ngừng lóe lên, cuối cùng định cách ở một cái trên người lão giả. Đây là... Diệp Thần nhìn trong hình ông già, cảm nhận được một chút quen thuộc hơi thở, lại cùng ngày xưa Thiên Võ Tiên Môn tương quan. Người này tên là Phệ Linh Thượng Nhân, là Thiên Võ Tiên Môn Thần Võ Điện trưởng lão. Phong Ngữ Oanh nói, Thiên Võ Tiên Môn, Thần Võ Điện. Diệp Thần nhẹ giọng líu díu. Đúng vậy, Thiên Võ Tiên Môn hùng bá liền toàn bộ cựu Nhật kỷ nguyên, vậy từng thống ngự toàn bộ thái thượng thế giới, thế lực đặc biệt khổng lồ. Vậy Thần Võ Điện, là Thiên Võ Tiên Môn trọng yếu nhất đơn vị một trong, phụ trách truyền thụ đệ tử chân truyền võ đạo công pháp. Vậy Phệ Linh Thượng Nhân, chính là Thần Võ Điện trưởng lão, cũng coi là Ma Tổ Vô Thiên nửa sư phụ. Phong Ngữ Oanh nói, Ma Tổ Vô Thiên sư phụ. Diệp Thần có chút giật mình. Phong Ngữ Oanh nói, đúng vậy, Ma Tổ Vô Thiên vẫn là đệ tử chân truyền thời điểm, từng ở Thần Võ Điện tu luyện, đã từng Phệ Linh Thượng Nhân võ đạo truyền thụ. Cho nên nói, vậy Phệ Linh Thượng Nhân, coi như là hắn nửa sư phụ. Sau đó, Ma Tổ Vô Thiên ở ẩn thánh dưới sự chỉ dẫn, bước đầu bước vào ma đạo, sau đó không ngừng trưởng thành, cuối cùng trở thành một đời ma đạo cự phách, số là Ma Tổ. Hắn bước vào ma đạo, Phệ Linh Thượng Nhân hết sức phản đối, thậm chí, Phệ Linh Thượng Nhân còn hao phí tâm huyết, chế tạo ra một cái kim cương đồ ma đại trận. Cái này đại trận, thậm chí hàm chứa nhân quả luật giết hại, có thể tàn sát hết thảy ma đạo ý chí, Phệ Linh Thượng Nhân muốn dùng trận pháp này, chém chết Vô Thiên Ma Tim, để cho hắn lần nữa trở về võ đạo chính tông. Diệp Thần lại là giật mình, nói cái này Phệ Linh Thượng Nhân, lại có thể nắm trong tay nhân quả luật sao? Chẳng lẽ hắn đã chứng đạo không không? Phong Ngữ Oanh nói, chứng đạo không không, nơi nào có như thế dễ dàng? Phệ Linh Thượng Nhân có thể chế tạo ra trận pháp này, ta phỏng đoán, sau lưng có thể là có cao nhân chỉ điểm. Cái này cao nhân, đoán chừng là Thiên Đế chủ thần cấp nhân vật, có thể tinh thông Phật Pháp, có thể ích dịch vạn ma. Hắn có thể xem qua tương lai, nhận ra được Ma Tổ Vô Thiên uy hiếp, cho nên chỉ dẫn Phệ Linh Thượng Nhân, chế tạo kim cương đồ ma đại trận, muốn trước thời hạn chu diệt Vô Thiên Ma Tim, đáng tiếc cuối cùng thất bại. Diệp Thần nói, tại sao sẽ thất bại? Chẳng lẽ cái đó trận pháp không dùng sao? Phong Ngữ Oanh nói, không phải, là bởi vì là Vũ Hoàng Cổ Đế quật khởi. Mười đại thiên quân lão tổ, từ tâm vực phi thăng, thành lập Vạn Khư Thần Điện. Vạn Khư Thần Điện cùng Thiên Võ Tiên Môn tranh đấu, hoàn toàn bùng nổ, Phệ Linh Thượng Nhân kim cương đồ ma đại trận, còn không phát huy hiệu quả, Thiên Võ Tiên Môn cũng đã tiêu diệt, hắn cũng bị bách chạy nạn lưu vong. Diệp Thần rõ ràng tới đây, nói, thì ra là như vậy. Ngươi là muốn để cho ta đi tìm Phệ Linh Thượng Nhân, mời hắn dùng kim cương đồ ma đại trận, thay ta tiêu diệt Ma Thiên Đế. Phong Ngữ Oanh nói, không sai. Vậy kim cương đồ ma đại trận, hàm chứa nhân quả luật sát phạt, thậm chí còn mang theo Phật Môn Thiên Đế chỉ điểm, đủ để tiêu diệt Ma Thiên Đế. Phệ Linh Thượng Nhân cuộc đời này, thống hận nhất ma đạo, ngươi đi tìm hắn, hắn phỏng đoán sẽ giúp ngươi. Diệp Thần nghe được có biện pháp giải quyết, nhất thời một hồi kích động. Nói, vậy Phệ Linh Thượng Nhân ở địa phương nào? Phong Ngữ Oanh nói, Phệ Linh Thượng Nhân từ Thiên Võ Tiên Môn tiêu diệt, chạy nạn lưu vong sau đó, nhiều lần tổ chức nhằm vào Vạn Khư Thần Điện phản công, đáng tiếc Vạn Khư khí vận đã thành, hắn phản công, chỉ là kiến càng hám cây. Hắn mất hết ý chí dưới, đã bế quan, hôm nay ở một cái kêu là thần võ vực địa phương, ta cho ngươi thần võ vực tọa độ, ngươi mang theo võ giao cùng nhau, có lẽ có thể mời Phệ Linh Thượng Nhân rời núi. Nói xong, Phong Ngữ Oanh điểm ngón tay một cái, một đạo ánh sáng bắn vào Diệp Thần ấn đường. Vậy thần võ vực tọa độ, cũng là đóng dấu nhập Diệp Thần trong thức hải. Diệp Thần muốn đi gặp Phệ Linh Thượng Nhân mà nói, dĩ nhiên là mang theo võ giao tốt nhất. Bởi vì, võ giao là cựu Nhật chi chủ con gái, hôm nay vậy thừa kế cựu Nhật chi chủ tu vi đạo thống, ngang hàng là Thiên Võ Tiên Môn nắm giữ. Có võ giao ở đây, Phệ Linh Thượng Nhân nhiều hơn thiếu thiếu. Cũng sẽ cho Diệp Thần một chút mặt mũi. Được,
Diệp Thần gật đầu, trong bụng cũng có chủ ý. Từ Dạ Oanh Hoa Hải bên trong đi ra, Diệp Thần tìm được Võ Giao, thương lượng một tí, quyết định ngày mai đi thần võ vực. Phệ Linh Thượng Nhân. Ai yêu, ta nhớ hắn, hắn trừ là thần võ điện trưởng lão bên ngoài, vẫn là chúng ta thiên võ tiên môn linh thính giả. Võ Giao nghe Phệ Linh Thượng Nhân chuyện, tương quan cựu nhật trí nhớ, cũng là khôi phục, kêu lên. Linh thính giả. Diệp Thần ngẩn người. Đúng vậy, hắn dựa vào ta thiên võ tiên môn đại khí vận, có thể cùng không không lúc nào không câu thông, lắng nghe rất nhiều thần linh pháp dụ. Ta thiên võ tiên môn ngày xưa, có thể thống ngự toàn bộ thái thượng thế giới, thật ra thì sau lưng là có chư thiên thần minh chống đỡ. Võ Giao nói, thiên võ tiên môn thật không đơn giản, đó là võ tổ khai sáng thế lực. Không không lúc nào không rất nhiều cường giả, cũng sẽ cho mặt mũi võ tổ, cho nên đối với thiên võ tiên môn, vậy sẽ đặc biệt chiếu cố. Chỉ bất quá, Vũ Hoàng Cổ Đế quật khởi, nhưng là phá vỡ cục diện này. Vũ Hoàng Cổ Đế thân phận quá đặc thù, hắn chính là tương lai Đà Đế cổ thần, hắn khí vận bàng bạc, đủ để đối kháng chư thần. Cho dù là chư thiên thần minh, cũng không cách nào lại che chở thiên võ tiên môn cuối cùng cũng là tiêu diệt. Mà Phệ Linh Thượng Nhân, chính là ngày xưa thiên võ tiên môn linh thính giả, phụ trách cùng không không lúc nào không câu thông, lấy được thần linh chỉ dẫn. Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, khó trách Phệ Linh Thượng Nhân có thể đánh tạo kim cương đồ ma đại trận, thậm chí trận pháp bên trong còn hàm chứa nhân quả luật, lúc đầu hắn là một cái linh thính giả. Biết một điểm này, Diệp Thần càng muốn gặp vị kia Phệ Linh Thượng Nhân. Võ Giao muội muội, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi gặp vậy Phệ Linh Thượng Nhân. Diệp Thần cười sờ một cái Võ Giao tóc, nói. Được, Diệp Thần ca ca, ta cùng ngươi. Võ Giao bóp nặn quả đấm nhỏ, có thể cùng Diệp Thần chung một chỗ, nàng cũng là hết sức cao hứng. Dừng một chút, gò má nàng lại có chút đỏ lên, nhẹ giọng nói, vậy tối nay, ngươi có thể bồi bồi ta sao? Trước đây, Diệp Thần đột phá thiên huyền cảnh lúc đó, Võ Giao đã cùng hắn có tiếp xúc thân mật, trong lòng đối Diệp Thần càng không muốn xa rời cùng thích. Chỉ muốn nhiều một chút bầu bạn. Có thể. Diệp Thần cười ôm ôm đầu vai của nàng, hơi có chút ôn nhu nói. Ừ, đa tạ ngươi, Diệp Thần ca ca. Võ Giao gò má mắc cỡ đỏ bừng, lại là vui vẻ nói cảm ơn. Tốt lắm, ngươi ở gian phòng chờ ta, chúng ta cùng trở lại cùng ngươi. Diệp Thần để cho Võ Giao về phòng trước, sau đó liền một mình đi gặp Diệp Lạc Mà. Thái hư cổ long đạo môn thần thuật này. Diệp Thần dự định giao cho Diệp Lạc Mà tu luyện. Hai người ở phía sau núi gặp nhau, làm Diệp Lạc Mà thấy Diệp Thần móc ra thần thuật cốt phiến, cả người đều sợ ngây người. Đây là Thái hư cổ long đạo. Ông trời của ta a, Diệp đại ca, ngươi làm sao lấy được? Diệp Lạc Mà tay run run, nhẹ nhàng nhận lấy vậy cốt phiến, cảm thụ cốt phiến bên trong khắc ấn bàng bạc thần thuật khí tượng, nàng thân thể mềm mại vậy đang phát run. Chương 8927, trước một bước. Nếu là luyện thành môn thần thuật này, hóa thân thái hư cổ long, nàng thậm chí có lòng tin đối kháng tiên đế. Cứ như vậy lấy được, người thật tốt tu luyện đi, có thể luyện được không? Diệp Thần cười nói. Có thể, nhưng cần chút thời gian, có thể còn cần đi chút chỗ đặc biệt. Ta linh nghe được cổ xưa chỉ dẫn, thật giống như có thanh âm gì ở chỉ dẫn ta. Diệp Lạc Mà nắm cốt phiến. Hơi nhắm mắt lại, từ nơi này cốt phiến bên trong, tựa hồ linh nghe được cái gì cổ xưa chỉ dẫn. Nàng vậy thấy rõ đến thiên cơ, biết cái này thần thuật cốt phiến, đến từ Hoàng Kim gia tộc, là Diệp Thần từ Vũ Văn Cơ trong tay lấy được. Vũ Văn Cơ người này, trước kia và Diệp Lạc Mà, cũng có qua rất nhiều cừu hận, không nghĩ tới cừu hận này, lại là kéo dài đến ngày hôm nay. Nếu như nghe được cái gì chỉ dẫn, người đi liền đi. Nhưng, hết thảy đều phải chú ý. Nếu như đụng phải nguy hiểm, liền kêu gọi ta tên chữ, ta sẽ hạ xuống giúp ngươi. Diệp Thần nghiêm mặt nói. Xem ra Diệp Lạc Mà, đúng là cùng cái này thái hư cổ long đạo hữu duyên, nếu có thể phá giải cổ xưa bí ẩn, có lẽ đối nàng mà nói, cũng là một chàng thiên đại tạo hóa cơ duyên. Diệp Lạc Mà chăn thủ nhẹ một chút, nói, được, Diệp đại ca, đa tạ ngươi, như ta có thể thu thành thái hư cổ long nói, ta giúp ngươi ám sát ma tổ vô thiên. Trước kia ở thiên nữ dưới quyền, ta cũng học qua rất nhiều ám sát kỹ xảo. Ban đầu nàng ở thiên nữ dưới quyền, thiên nữ đào tạo nàng, chủ yếu cũng là vì đối phó ma tổ vô thiên.
Diệp Thần bật cười khanh khách, lắc đầu một cái, nhẹ nhàng sờ một cái đầu nàng, nói, không muốn cho mình lớn như vậy áp lực, thuận theo tự nhiên là được. Diệp Lạc Mà trong bụng cảm kích, nói, ừ, ta biết, Diệp đại ca, người yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng mình. Diệp Thần gật gật đầu nói, như vậy quá tốt, tóm lại ngươi vạn sự chú ý, ta đi trước. Lập tức, Diệp Thần tạm biệt Diệp Lạc Mà, trở lại Võ Giao trong phòng, và Võ Giao vượt qua một cái khoái trá buổi tối. Đến được sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần từ ôn nhu mộng đẹp bên trong tỉnh lại, Võ Giao liền nằm ở hắn bên gối. Diệp Thần ca ca. Võ Giao nhẹ giọng nỉ non Diệp Thần tên chữ, có chút không nghĩ tới thân. Nên lên đường. Diệp Thần cười sờ một cái đầu nàng, tuy nói hắn vậy rất thích như vậy ôn nhu thời gian, nhưng hắn biết, phải muốn giải quyết trước mắt phiền toái, mới có thể tiếp tục hưởng thụ phần này vui thích cùng ôn nhu. Được rồi. Võ Giao chu mỏ một cái, rất là không biết làm sao. Hai người vuốt ve an ủi một hồi, liền mặc xong quần áo, ra gian phòng, rời đi tinh nguyệt giới, phong tỏa thần võ vực tọa độ, trực tiếp biến dạng hư không lên đường. Diệp Thần nội thị thân thể, liền thấy liệt nhật mệnh tinh bên trong không gian, Ma Thiên Đế còn bị Thiên Quân Phong Thần Bia phong tỏa. Nhưng, Ma Thiên Đế trên mình nguyền rủa sát khí, đã để cho nguyên khối Thiên Quân Phong Thần Bia, đổi được hắc ám. Nếu như lại không giải quyết Ma Thiên Đế, hắn nguyền rủa sát khí, thì sẽ hoàn toàn ăn mòn hết nguyên khối Thiên Quân Phong Thần Bia. Kết cục sau cùng, chính là Thiên Quân Phong Thần Bia cùng Ma Thiên Đế, song song vẫn diệt. Kết cục này, Diệp Thần cũng không muốn nhìn thấy. Bởi vì, Thiên Quân Phong Thần Bia là một cái trọng yếu hải đăng tọa độ, là hắn cùng Nhâm Phi Phàm liên lạc chỗ mấu chốt. Nếu là không có Thiên Quân Phong Thần Bia, Nhâm Phi Phàm muốn tìm hắn mà nói, thì phải ngoài định mức hao phí một phen tâm huyết, đặc biệt phiền toái. Hy vọng có thể thuận lợi thấy Phệ Linh Thượng Nhân, mượn dùng vậy kim cương đồ ma đại trận, tiêu diệt Ma Thiên Đế. Diệp Thần nghĩ thầm, mang Võ Giao, hạ xuống đến thần võ vực bên trong. Hai người ở trên không bên trong, dõi mắt nhìn lại, liền thấy thần võ vực các nơi, có vô số pho tượng. Những cái kia pho tượng hình dáng, chính là Phệ Linh Thượng Nhân không sai. Hiển nhiên, ở nơi này phiến thần võ vực, Phệ Linh Thượng Nhân liền là tuyệt đối nắm giữ. Cao nhân phương nào? Không biết hạ xuống ta thần võ vực, có gì sao? Ngay tại lúc này, mấy cái ở thần võ vực tuần tra trưởng lão, thấy Diệp Thần và Võ Giao, lập tức bay tới, hỏi thân phận. Diệp Thần chắp tay nói, tại hạ Diệp Thần, là đời này luân hồi người thừa kế, vị này là Từ Bi chủ Võ Giao, chúng ta có chuyện muốn cầu gặp Phệ Linh Thượng Nhân. Vậy mấy trưởng lão vừa nghe, nhất thời kinh hãi, hoảng vội vàng khom người đáp lễ. Một cái trưởng lão nói, nguyên lai là luân hồi chi chủ và Võ Giao tiểu thư, các người muốn gặp linh thần đại nhân sao? Phệ Linh Thượng Nhân là thần võ vực nắm giữ, ở chỗ này, lại bị thần võ vực con dân, tôn phụng là linh thần. Tuy nói Phệ Linh Thượng Nhân, địa vị là linh thần, nhưng thân phận cùng Võ Giao so sánh, lại thấp một tầng. Bởi vì, Võ Giao là thiên võ tiên môn người thừa kế, ngang hàng là hôm nay thiên võ tiên môn nắm giữ. Cho nên, những thứ này tuần tra trưởng lão, đối Võ Giao và Diệp Thần thái độ, đều là vô cùng khách khí. Diệp Thần gật gật đầu nói, đúng vậy, xin các vị trưởng lão dẫn gặp. Trưởng lão kia có chút chần chờ, nói, linh thần đại nhân đang gặp khách, không biết có tiện hay không tiếp gặp các ngươi, ta phải đi truyền đạt một tiếng. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, Phệ Linh Thượng Nhân ở gặp khách nhân sao? Trưởng lão kia nói, đúng vậy, vậy quý khách chính là Ma Tổ Vô Thiên. Hai vị xin chờ chút, ta lập tức đi truyền đạt. Diệp Thần kêu lên, Ma Tổ Vô Thiên sao? Hắn cùng Võ Giao nhìn nhau, sắc mặt đều là ngưng trọng, không nghĩ tới Ma Tổ Vô Thiên cũng tới, còn cùng Phệ Linh Thượng Nhân gặp nhau, không biết có cái gì mưu đồ. Ở lúc trước, Phệ Linh Thượng Nhân coi như là Ma Tổ Vô Thiên nửa sư phụ. Ma Tổ Vô Thiên lúc còn trẻ, còn không rơi vào ma đạo lúc đó, ngay tại Thần Võ Điện tu luyện, do Phệ Linh Thượng Nhân tự mình chỉ điểm. Trưởng lão kia xoay người lại đi truyền đạt, Diệp Thần và Võ Giao chờ giây lát, hắn trở về, cung kính nói. Luân hồi chi chủ, Võ Giao tiểu thư, linh thần đại nhân nói, hoan nghênh các người đến, mời đi qua cùng uống ly trà đi. Làm một động tác tay mời. Chương 8928, Diệt Ma. Diệp Thần và Võ Giao gật đầu một cái, liền đi theo trưởng lão kia, một đường phi hành, đi tới thần võ vực trung ương.
Cái này phiến trung ương vùng, xây dựng từng ngọn hùng vĩ cung điện, khí tượng khoáng đạt, cung điện nhất trung tâm, lại đứng sừng sững một pho tượng. Bất quá pho tượng kia, cũng không phải là phệ linh thượng nhân pho tượng, mà là võ tổ pho tượng. Võ Đạo Ai Yêu một tiếng kêu kêu, nói chỗ này, ngược lại là và trước kia thần võ điện, giống nhau như đúc. Trưởng lão kia ha ha cười cười nói, linh thần đại nhân là nhớ bạn cũ người, luân hồi chi chủ, võ giao tiểu thư, mời. Lập tức mang hai người hạ xuống, trực tiếp đi về phía chính giữa nhất đại điện, thần võ điện bên trong. Diệp Thần và võ giao, tiến vào thần võ điện, liền thấy trên đại điện, vậy thờ phụng võ tổ kim thân, hương khói trái cây tế phẩm các thứ tất cả đều đủ. Ở võ tổ kim thân phía trước, để mấy cái bồ đoàn, một cái ông già ở giữa ngồi xếp bằng, mái tóc dài rủ xuống đất, trong mắt thần mang trạm nhiên, tầm vóc 10 phần to lớn, lão nhi di kiên, huyệt thái dương thật cao nhô ra, hiển nhiên là tinh tu võ đạo, nhà ngoại hoành luyện công phu 10 phần cường hãn, chính là ngày xưa thiên võ tiên môn thần võ điện trưởng lão một trong, phệ linh thượng nhân. Ở phệ linh thượng nhân trước mặt, là một cái áo bào đen người đàn ông và một cái kỳ bào thiếu nữ. Vậy áo bào đen người đàn ông cả người ma khí nhô lên, hơi thở khoáng đạt, cao như trời, lớn như nhật nguyệt, đơn giản ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, tự nhiên làm theo có một cổ hoành tuyệt tinh không bàng bạc ma uy, chính là ma tổ vô thiên. Một cái khác kỳ bào thiếu nữ, vóc người đặc biệt là hỏa bạo, da thịt nước thủy nhuận trơn bóng, lại là ngày xưa tâm vực vũ hoàng thế gia thánh nữ, vũ hoàng nhã phỉ. Cái này vũ hoàng nhã phỉ, Diệp Thần trước kia là đã gặp. Vũ hoàng nhã phỉ đã sớm đầu phục ma tổ vô thiên, hoạt động tại hắc ám biển cấm bên trong. Diệp Thần nhưng không nghĩ tới, nàng vậy bước chân vào thái thượng thế giới. Chỉ gặp vũ hoàng nhã phỉ con ngươi, lộ ra một cổ ám kim ánh sáng màu. Ma tổ vô thiên trong mắt, cũng là hơi hiện lên kim quang. Vậy cũng là hoàng kim gia tộc khí tượng. Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, cũng biết ma tổ vô thiên và vũ hoàng nhã phỉ, cũng dung hợp hoàng kim gia tộc huyết mạch. Ma tổ vô thiên dung hợp hoàng kim thần huyết, huyết mạch đổi được tinh khiết cao quý, cả người tản ra ma khí cùng uy nghiêm, xa so trước kia hung hãn. Diệp Thần xem hơn hắn mấy lần, đều cảm thấy ánh mắt đau nhói, khó mà nhìn thẳng. Luân hồi chi chủ, võ giao tiểu thư, các ngươi tới, mời ngồi. Phệ linh thượng nhân thấy hai người tới, liền làm một mời ngồi động tác tay. Diệp Thần và võ giao, ở hai cái không trên bồ đoàn ngồi xuống, mơ hồ cùng ma tổ vô thiên và vũ hoàng nhã phỉ đối lập. Phệ linh thượng nhân, cái này vô thiên là người xấu, hắn đã phản bội chúng ta thiên võ tiên môn, người nhanh lên một chút cầm đuổi hắn ra ngoài đi. Võ giao trực tiếp mở miệng nói, nàng biết ma tổ vô thiên hạ xuống thần võ vực, nhất định có mưu đồ. Tuy không biết hắn mưu đồ là cái gì, nhưng tốt nhất hãy nhanh lên một chút đuổi hắn đi. Phệ linh thượng nhân nghe võ giao mà nói, chỉ là lắc đầu mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Ma tổ vô thiên chính là xâm nghiêm cười một tiếng, nói, võ giao, người nói bậy nói bạ chút gì, ta lúc nào phản bội qua thiên võ tiên môn. Ta dưới mắt làm hết thảy, cũng là vì khôi phục môn phái. Chờ ta đoạt được tử thần quyền bính, tiêu diệt thiên hạ, chính là ta thiên võ tiên môn nặng mới thành lập ngày. Ngược lại thì ngươi, bị luân hồi mê muội, thành hắn lò, thật là không biết xấu hổ. Lời nói này nói được vô tình, võ giao sau khi nghe, nhất thời gò má mắc cỡ đỏ bừng, lại là nổi nóng, nói, ngươi mới nói bậy nói bạ. Diệp Thần ca ca là võ tổ truyền nhân, hắn mới là khôi phục thiên võ tiên môn anh hùng, ngươi muốn là thật tâm muốn khôi phục môn phái. Vậy thì thừa dịp còn sớm cải tà quy chánh, đầu dựa vào chúng ta bên này. Võ tổ là thiên võ tiên môn người sáng lập, Diệp Thần là võ tổ truyền nhân, dĩ nhiên là nhất chính thống tồn tại. Ma tổ vô thiên nhưng lắc đầu một cái, nói, võ tổ cũng bị thằng nhóc này mê hoặc, thậm chí vì vậy cùng Hồng Quân lão tổ bất hòa, thằng nhóc này là tội nhân thiên cổ, tội đáng chết vạn lần. Võ giao, người không muốn lại bị hắn mê muội, ngoan ngoãn trở lại sư thúc bên người ta. Võ giao khí được thất khiếu bốc khói, chỉ ma tổ vô thiên kêu lên, ngươi, ngươi, trong chốc lát cũng không biết như thế nào cãi lại. Diệp Thần nhẹ nhàng đè xuống võ giao tay, lạnh giọng hướng ma tổ vô thiên nói, vô thiên, miệng lưỡi tranh vô ích, người muốn động thủ nói, hiện tại liền có thể động thủ. Diệp Thần trong đầu nghĩ có võ giao ở chỗ này, luân hồi cùng từ bi liên hiệp, cùng ma tổ vô thiên quyết chiến, chưa chắc thất bại. Ma tổ vô thiên ha ha cười một tiếng. Nói, ngươi muốn tìm cái chết, cũng không cần gấp như vậy,
chờ ta đoạt được tử thần quyền bính, trở thành Thâm Uyên chi chủ, đến lúc đó, chính là ngươi ngày rỗ. Một bên Phệ Linh thượng nhân, liền vội vàng khoát tay, cười khổ nói, các ngươi đừng cãi cọ, ta thần võ vực địa phương nhỏ hẹp, không thể chứa nổi các ngươi quyết đấu. Dừng một chút, lại hướng Diệp thần nói, luân hồi chi chủ, ngươi và võ giao tiểu thư đến tìm ta, không biết vì chuyện gì. Trước nói cho các ngươi, ta bế quan đã lâu, không thể nào gia nhập các ngươi luân hồi trận doanh. Võ giao nói, Phệ Linh thượng nhân, chúng ta không phải muốn ngươi gia nhập luân hồi trận doanh, chỉ là hy vọng ngươi có thể ra tay, thi triển kim cương đồ ma đại trận, giúp Diệp thần ca ca trấn giết ma thiên đế, giúp hắn thức tỉnh liệt nhật mệnh tinh. Vậy kim cương đồ ma đại trận, chính là Phệ Linh thượng nhân khổ tâm chế trận pháp, truyền thuyết có thể tàn sát hết thảy ma đạo. Trận pháp này sau lưng, mang theo không không lúc nào không thiên đế chủ thần ý chí, còn mang có nguyên nhân quả luật giết hại, cực kỳ hung hãn lợi hại. Năm đó Phệ Linh thượng nhân chế trận này, sau lưng cũng nhận được qua không không lúc nào không cao cấp thần linh chỉ điểm. Nếu như hắn có thể ra tay, bảy kim cương đồ ma đại trận, đủ để hoàn toàn tiêu diệt ma thiên đế. Võ giao cũng không có giấu giếm gì, đem sự việc nguyên do nói hết ra. Bởi vì, những chuyện này, nhân quả quá lớn, rất khó giấu giếm được. Nếu như Phệ Linh thượng nhân và ma tổ vô thiên có lòng, bắt Diệp thần hơi thở, tiêu phí chút tâm tư suy diễn, đều có thể đẩy tính ra, cho nên không có cần thiết giấu giếm. Phệ Linh thượng nhân một hồi kinh ngạc, nói, võ giao tiểu thư, người muốn ta xuất thủ trợ giúp, thi triển đồ ma đại trận. Võ giao nói, đúng vậy, Phệ Linh thượng nhân, xin ngươi hãy giúp chúng ta một tay. Phệ Linh thượng nhân chần chờ một chút, lại nhìn mong ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên ha ha cười một tiếng, nói, Diệp thần, võ giao, các ngươi tới trễ, Phệ Linh thượng nhân đã đáp ứng giúp ta. Võ giao nói, hắn phải giúp ngươi cái gì? Ma tổ vô thiên nói, ta cũng muốn hắn thi triển kim cương đồ ma đại trận, diệt diệt trừ trên người ta ma khí. Nghe lời nói này, Diệp thần và võ giao, đều là kinh hãi. Võ giao nói, vô thiên, người điên rồi sao? Nàng biết ma tổ vô thiên, cả người tu vi, toàn hệ ma đạo, nếu là ma khí bị diệt trừ, hắn ngang hàng thành phế nhân. Phệ Linh thượng nhân cười khổ nói, hắn không điên, hắn là muốn dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, diệt diệt trừ cả người ma khí sau đó, hắn đạo tâm là được quy về linh hoạt kỳ ảo yên tĩnh, như vậy thứ nhất. Là có thể thuận lợi hơn chiếm đoạt thiên ma tinh hải linh khí, cuối cùng đoạt được tử thần quyền bính, trở thành mới tử thần. Diệp thần và võ giao nghe nói như vậy, đều là kinh ngạc, nhìn về phía ma tổ vô thiên, giống như là nhìn một cái người điên. Không nghi ngờ chút nào, ma tổ vô thiên biện pháp này, đặc biệt cực đoan, hơi lơ là mà nói, mình liền thì phải hoàn toàn lâm vào là phế nhân. Diệp thần trong đầu nghĩ, xem ra tranh đoạt tử thần quyền bính. Ma tổ vô thiên vậy không quá thuận lợi, cho nên phải dùng cực đoan như vậy thủ pháp. Võ giao nói, Phệ Linh thượng nhân, ngươi là phải giúp hắn cướp lấy tử thần quyền bính sao? Phệ Linh thượng nhân lắc đầu một cái, nói, không phải, à, ta coi như là vô thiên nửa sư phụ, ta vẫn luôn muốn hắn lại thuộc về võ đạo chính tông, buông tha ma đạo. Hắn mời ta ra tay, ta trong lòng khá là quấn quýt. Một mặt, ta muốn diệt trừ trên người hắn ma khí. Để cho hắn Phật tim tách thả ra, lại thuộc về chính tông. Nhưng mặt khác, ta lại sợ hắn thật dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, đạo tâm quay về không sau đó, thật thành tử thần, vậy ta liền tội đại ác vô cùng. Ở ma tổ vô thiên trong cơ thể, còn có Phật lòng lưu lại, đó là hắn thiện niệm hóa thân, quy trần hơi thở. Quy trần tàn hồn, còn không có bị hoàn toàn chiếm đoạt, như cũ ở trong cơ thể hắn. Diệp thần trong đầu nghĩ, có thể là ma tổ vô thiên, muốn chống lại thiên ma tinh hải dơ bẩn, cho nên không dám chiếm đoạt quy trần, muốn cất giữ Phật niệm, ngăn cản hắc ám ăn mòn. Bất quá cùng hắn thành tử thần, hắn chính là hắc ám bản thân. Đến lúc đó, hắn khẳng định thì sẽ hoàn toàn chiếm đoạt quy trần. Võ giao vậy cảm nhận được liền Phệ Linh thượng nhân mâu thuẫn, nói, Phệ Linh thượng nhân, vậy ngươi không muốn giúp hắn, giúp ta Diệp thần ca ca là tốt. Võ giao biết. Vậy kim cương đồ ma đại trận, là cao cấp trận pháp, thi triển một lần, cần hao phí linh khí tinh thần, vô cùng là to lớn. Nếu là Phệ Linh thượng nhân ra tay, giúp ma tổ vô thiên, cũng không cách nào sẽ giúp Diệp thần. Phệ Linh thượng nhân thở dài nói, ta thật ra thì vừa mới chuẩn bị đáp ứng vô thiên, thay hắn diệt trừ ma khí, bởi vì ta cái này kim cương đồ ma đại trận,
mang theo thiên đế cấp Phật pháp ý chí, cũng có thể cùng hắn Phật tim đồng tình. Hắn ma khí bị diệt trừ sau đó, có rất lớn có thể, từ đây trở về võ đạo chính tông, lại nữa cùng hắc ám dính. Võ Giao nói, vậy có rất lớn có thể, hắn đạo tâm quay về không, dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, thuận lợi hơn chiếm đoạt thiên ma tinh hải năng lượng, thành tựu tử thần, vậy ngươi liền tội nghiệt sâu nặng liền nha. Phệ Linh Thượng Nhân cười khổ, lại lâm vào mâu thuẫn không biết làm sao bên trong, không biết như thế nào cho phải. Ma Tổ Vô Thiên trầm giọng nói, Phệ Linh Thượng Nhân, ta coi như là ngươi nửa đồ đệ, xin ngươi hãy nể tình năm xưa tình cảm trên, giúp ta giúp một tay. Như ta ma khí từ đây lưu tán, trở về chánh đạo, ngươi khẳng định vui mừng. Nếu như ta thật thành tử thần, ta vậy sẽ không bạc đãi ngươi. Võ Giao hừ một tiếng, nói Phệ Linh Thượng Nhân, ngươi không nên tin hắn, hắn là người xấu, ngươi giúp chúng ta một tay đi. Phệ Linh Thượng Nhân nhìn xem Ma Tổ Vô Thiên, lại nhìn xem Võ Giao và Diệp Thần, thở dài một cái, mười phần bất đắc dĩ, nói. Thôi, ta trong lòng cũng không việc gì chú ý, dứt khoát các ngươi tỉ thí một chàng, ai có thể thắng được, ta liền giúp ai. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nói, muốn ta cùng Ma Tổ Vô Thiên tỉ thí. Phệ Linh Thượng Nhân gật gật đầu nói, đúng vậy, nhưng không phải tỉ thí đạo pháp, mà là cái này. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, cho gọi ra một tòa pháp bảo hư ảnh. Đó là một tòa Phật tháp, cộng có 9 tầng, kim quang vạn trượng, thiên long vần quanh, thần uy tách thả ra, khí tượng khá là nguy nga. Đây là cái gì? Diệp Thần nhướng mày một cái. Phệ Linh Thượng Nhân nói, chỗ tòa này bảo tháp, kêu đại uy thiên long tháp, là Thích Già Thiên Đế truyền xuống bảo vật. Võ Giao hỏi, Thích Già Thiên Đế là ai? Phệ Linh Thượng Nhân giọng nói mang một chút sùng bái cùng hướng tới, nói Thích Già Thiên Đế, chính là không không thời không Thiên Đế chủ thần một trong, tu vi cực kỳ mạnh mẽ, hắn cũng gọi Thích Già cổ Phật, là Phật môn lợi hại nhất đạo tổ. Ta có thể đánh tạo kim cương đồ ma đại trận, sau lưng chính là Thích Già cổ Phật chỉ điểm, hắn tu vi thực lực, cho dù đối mặt nhất đỉnh cấp thời điểm chín thần chí tôn, cũng là chút nào không kém. Chỉ bất quá, hắn tu luyện Phật Pháp, xuất trần thế ngoại, cho tới bây giờ không tham dự thế gian tranh đấu, một lòng chỉ muốn đi tinh không bờ bên kia thế giới cực lạc. Ta trong tay đại uy thiên long tháp, chính là Thích Già cổ Phật truyền xuống, cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều có đích thân hắn bày ra cấm pháp. Truyền thuyết ở đó tầng chót nhất tháp phòng phía trên, tồn phóng Thích Già cổ Phật y bát, ai có thể lên đỉnh, ai liền có thể thừa kế hắn y bát. Diệp Thần, Ma Tổ Vô Thiên, các ngươi liền tỉ thí một chút, song song cái này đại uy thiên long tháp, ai có thể leo lên cao hơn tháp tầng, ai liền có thể thắng được. Ha ha, nếu là các ngươi có thực lực, trực tiếp lên đỉnh nói, Thích Già cổ Phật truyền thừa y bát, vậy là của các ngươi. Diệp Thần nghe được nội dung tỉ thí, chính là song tháp, trong lòng nhất thời động một cái. Ma Tổ Vô Thiên cũng là rõ ràng tới đây, gật đầu một cái, ánh mắt ngưng mắt nhìn đại uy thiên long tháp. Hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, có dám cùng ta tỉ thí? Diệp Thần vậy nhìn về phía đại uy thiên long tháp, liền cảm thấy cái này bảo tháp hư ảnh bên trong, truyền ra cực kỳ kinh khủng cấm chế hơi thở. Cái này còn chỉ là hư ảnh, chân chính đại uy thiên long tháp, không biết ở địa phương nào. Bảo tháp hư ảnh tản ra cấm chế, cứ như vậy đáng sợ, chân chính cấm chế, chỉ sợ sẽ càng thêm lợi hại. Muốn xông tháp, tuyệt không phải chuyện dễ. Nhưng Diệp Thần cũng sẽ không lùi bước, trực tiếp hướng Ma Tổ Vô Thiên nói, có gì không dám. Ngươi trước vẫn là ta trước. Ma Tổ Vô Thiên nói, đương nhiên là ta trước, ngươi chờ là được. Lòng hắn muốn, ở lớn uy thiên long tháp trên tầng chót mặt, gửi có Thích Già cổ Phật y bát, trọng đại như vậy cơ duyên tạo hóa, cũng không thể bị Diệp Thần đoạt đi. Diệp Thần gật gật đầu nói, vậy ngươi đi đi. Hắn suy nghĩ cái này đại uy thiên long tháp, phải có Thích Già cổ Phật cấm chế. Muốn lên đỉnh, tuyệt không phải chuyện dễ, để cho Ma Tổ Vô Thiên đi trước song song cũng tốt. Ma Tổ Vô Thiên cười một tiếng, lại hướng Phệ Linh Thượng Nhân hỏi, Phệ Linh Thượng Nhân, ngươi song đến tầng thứ mấy? Phệ Linh Thượng Nhân thở dài một cái, nói ta khổ tâm song tháp mấy chục ngàn năm, tối đa cũng chỉ là song đến tầng thứ 5. Nghe nói như vậy, Ma Tổ Vô Thiên sắc mặt nhất thời thay đổi. Liền Phệ Linh Thượng Nhân, cũng chỉ là song đến tầng thứ 5. Xem ra muốn lên đỉnh đại uy thiên long tháp, muốn đối hắn tưởng tượng, còn phải gian nan rất nhiều. Nhưng, hắn đã đáp ứng trước sông tháp, tự nhiên bất thiện đổi ý,
làm Hạ lắc người một cái, trốn vào bảo tháp hư ảnh bên trong. Thiên địa có mắt, hy vọng cái này vô thiên, đi vào sông tháp sau đó, liền lại cũng không về được. Võ Giao nhỏ giọng lầm bầm. Diệp Thần cười một tiếng, lắc đầu một cái, từ chối cho ý kiến, tĩnh tâm chờ. Một bên Vũ Hoàng Nhã Phỉ, từ đầu đến cuối không nói một lời, cũng ở đây yên lặng chờ. Đợi 4 tiếng, bảo tháp hư ảnh rào một tiếng, vặn vẹo ra một đạo màu đen ma quang rơi xuống đất, hiển hóa ra ma tổ vô thiên bóng người. Ma tổ vô thiên sắc mặt có chút không tốt lắm xem, trên mình cũng có vết thương, hình dáng hơi có chút chật vật. Phệ Linh thượng nhân liền vội vàng hỏi, vô thiên, ngươi xông qua tầng thứ mấy? Ma tổ vô thiên nói, tầng thứ 8. Hắn cũng không có lên đỉnh, nhưng vậy xông qua tầng thứ 8, xem hắn bị thương bộ dáng chật vật, hiển nhiên xông đến tầng thứ 8, cũng đã là đặc biệt không chuyện dễ dàng. Phệ Linh thượng nhân lấy làm kinh hãi, nói, đã xông đến tầng thứ 8 sao? Không nghĩ tới ngươi còn không phi thăng, thì có hung hãn như vậy chiến tích. Hắn bấm ngón tay tính toán, thiên cơ cảm ứng, cũng biết ma tổ vô thiên nói không có lầm, đích xác là xông qua tầng thứ 8. Đối Phệ Linh thượng nhân mà nói, đây đã là vô cùng dũng mãnh chiến tích. Bởi vì, hắn cũng chỉ xông đến tầng thứ 5. Hắn so người bất kỳ đều biết, xông tháp khó khăn. Diệp Thần nghe được ma tổ vô thiên, lại xông qua tầng thứ 8, trong lòng nhất thời trầm xuống. Võ Giao nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn một cái. Nói, Diệp Thần ca ca, vậy ngươi muốn xông đến tầng thứ 9. Ma tổ vô thiên đã xông đến tầng thứ 8, Diệp Thần muốn thắng mà nói, trừ phi là lên đỉnh. Diệp Thần ư một tiếng, ngưng trọng gật đầu. Ma tổ vô thiên cười hắc hắc, nói, thằng nhóc, đến ngươi, ta xem ngươi có thể xông đến tầng thứ mấy. Diệp Thần không nói gì, nhìn Phệ Linh thượng nhân một mắt. Phệ Linh thượng nhân gật đầu, tỏ ý Diệp Thần có thể tiến vào. Diệp Thần lắc người một cái, lập tức trốn vào bảo tháp hư ảnh bên trong. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần liền bị truyền đến một phiến xa lạ trong hư không. Ở nơi này phiến trong hư không, chỉ có một tòa Phật tháp tồn tại. Vậy Phật tháp, chính là Đại Uy Thiên Long Tháp, nguy nga cao vút, kim quang vạn trượng, sáng chói lóng lánh, thủy ải tràn ngập, trong hư không lại quanh quẩn các loại thần Phật Bồ Tát ngâm sướng, khí tượng muôn vàn. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh. Sải bước đi đến Phật tháp trước, đẩy cửa đi vào, bước vào tầng thứ nhất tháp phòng bên trong. Hắn vừa đi vào, sau lưng cửa liền đóng lại. Tầng thứ nhất tháp phòng, bình thường không có gì lạ, để một ít Phật môn khí vật, tượng Phật, niệm châu, mõ vân. Vân, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Một cái bảo ngọc mài rũa thành thang lầu, nối thẳng hướng tầng thứ hai. Mà ở thang lầu cuối, cũng chính là tầng thứ hai lối vào, nhưng bài trí tầng tầng cấm pháp. Tạo thành một đạo màu xanh màn sáng, không ngừng vặn vẹo, hình như là loại nào đó thứ nguyên lối vào, khá là kỳ dị. Diệp Thần nhìn vậy tầng thứ hai lối vào, xa xa, liền có thể cảm nhận được mãnh liệt cấm chế chập chờn, tràn đầy bén khí tức giết hại. Xích Trần Thần Mạch, bảo vệ. Diệp Thần lập tức mở Xích Trần Thần Mạch, trên mình hiện ra một tầng kim trung cháo tựa như bảo vệ, phía trên lại nhấp nhô cổ xưa nham thần đồ đằng, khá là lộng lẫy. Rồi sau đó, Diệp Thần chính là cất bước hướng tầng thứ hai đi tới. Làm hắn đến gần tầng thứ hai cửa vào thời điểm, quả nhiên liền kích động cấm chế, có từng cái vặn vẹo cấm chế quy luật, như đao kiếm vậy chém tới đây. Thật may, Diệp Thần sớm có phòng bị, dựa vào Xích Trần Thần Mạch, cũng không có bị tổn thương chút nào. Liền làm Diệp Thần lấy là, có thể thuận lợi bước vào tầng thứ hai thời điểm, màn sáng bên trong, bỗng nhiên lóe lên một thân ảnh. Đó lại là Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh nắm chặt vận mệnh trường kiếm, như nhanh như tia chớp ám sát hướng Diệp Thần. Tư Thanh. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Kỳ Tư Thanh lại có thể sẽ xuất hiện ở nơi này, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cũng biết cái này là ảo ảnh. Là lớn uy thiên long tháp cấm chế, huyễn hóa ra tới ảo ảnh, chuyên về một môn nhân đạo tim. Diệp Thần mắt xem Kỳ Tư Thanh trường kiếm giết tới, đành phải nghiêng người né tránh. Diệp Thần, ta đối ngươi quá thất vọng. Ta muốn giết ngươi. Kỳ Tư Thanh giọng nói lạnh lùng, trường kiếm lần nữa giết ra, sức lực gió ác liệt. Diệp Thần biết rõ là ảo ảnh, nhưng tạm thời tới giữa, cũng không nỡ tim phản kích, chỉ làm né tránh. Kỳ Tư Thanh khua kiếm giết liền, Diệp Thần rốt cục thì không tránh kịp, bị kiếm phong cắt tổn thương. Vết thương chảy máu, đau nhức truyền tới,
Diệp Thần ngược lại là thanh tỉnh rất nhiều, than thở một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại, cong ngón tay bắn ra, đánh ra một món sấm sét kiếm khí, liền đem cái này kỷ tư thanh ảo ảnh tiêu diệt. Ở tiêu diệt kỷ tư thanh ảo ảnh sau đó, Diệp Thần cũng là thuận lợi xuyên qua cấm chế, đi tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai đi thông tầng thứ ba lối vào, cấm chế bén nhọn hơn, Diệp Thần xuyên qua cấm chế thời điểm, lại có một đạo bóng đẹp huyễn hóa ra tới, chính là Huyền Hàn Ngọc. Cái này Huyền Hàn Ngọc, tự nhiên vậy là ảo ảnh. Diệp Thần trong lòng sớm có chuẩn bị, ánh mắt sắc bén, trực tiếp tiêu diệt ảo ảnh, tiếp tục tiến về trước. Tầng thứ ba cấm chế, như cũ có ảo ảnh hiển hóa, lần này là thủy thần Lạc Thanh Ly, Diệp Thần lại một lần nữa chém chết đi lại. Lúc đầu cái này đại uy thiên long tháp, lớn nhất khảo nghiệm, không phải cấm chế, mà là ảo ảnh. Diệp Thần rõ ràng tới đây, muốn xông tháp lên đỉnh nói, thực lực bản thân trọng yếu, nhưng đạo tâm tính dẻo trọng yếu hơn. Nếu là đạo tâm tu vi thiếu chút nữa, chỉ sợ sớm đã xa vào ở ảo ảnh bên trong, không dám ra tay tiêu diệt. Diệp Thần một đường xông tháp, lui về phía sau mấy tầng, cấm chế càng ngày càng mãnh liệt, hiển hóa ra ảo ảnh bóng người, theo thứ tự là Phong Ngữ Oanh, Vũ Lăng Hoa, Võ Giao, Lá Tả Thần. Diệp Thần từng cái xông qua, trước sau, một canh giờ trôi qua, cuối cùng đi tới tầng thứ 8. Ta cũng đi tới tầng thứ 8. Diệp Thần khạc ra một hơi, ở tầng thứ 8 trong một cái góc ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn lúc này, cả người vết thương chồng chất, thở hồng hộc, linh khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Trước mặt sông tháp, Diệp Thần cũng không thoải mái, ngược lại là đặc biệt khó khăn. Tầng thứ 8 tháp phòng, bản thân liền tràn đầy cấm chế, từng cái cấm chế quy luật, lẫn nhau xen lẫn, hội tụ thành gió bão vậy, gào thét cồn đáng. Toàn bộ tháp phòng, giống như là có gió lốc lớn nổ, ùng ùng vang dội. Khắp nơi đều là bạo loạn phong tai sấm sét, như vậy mất đi ngày tận thế hạ xuống, làm người ta nghẹt thở. Diệp Thần chỉ có thể là quyền giúp ở trong góc, thoáng nghỉ ngơi. Nhưng, chung quanh cấm pháp nổ, hắn căn bản không cách nào an tâm nghỉ ngơi, thời thời khắc khắc cũng phải chịu đựng trước cấm pháp đánh vào giết hại. Vô số cấm pháp như đao kiếm vậy, hung mãnh hướng Diệp Thần tập sát tới. Thôi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Long đằng mệnh tinh, mở. Võ cực thiên hạ. Diệp Thần khẽ cắn răng, dứt khoát đứng dậy, vậy không nghỉ ngơi, sải bước hướng tầng thứ 9 lối vào phóng tới. Hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp lên đỉnh. Long đằng mệnh tinh mở, cuồng bạo luân hồi thần uy, long đằng hơi thở, vờn quanh Diệp Thần toàn thân. Cùng lúc đó, võ cực đạo thư cũng là thả ra, ánh sáng tách thả ra đến mức tận cùng. Để cho Diệp Thần võ đạo linh khí, bùng nổ tới cực điểm. Hắn như vậy không để ý trạng thái thân thể, đánh vào lên đỉnh, tất nhiên sẽ cho thân thể mang đến to lớn gánh vác. Nhưng, chỉ cần lên đỉnh, thắng được ma tổ vô thiên, hết thảy đều đáng giá. Diệp Thần ở long đằng mệnh tinh và võ cực đạo thư dưới sự che chở, vào tới tầng thứ 9 lối vào trước, nơi này cấm chế hơi thở, bén nhọn hơn, thậm chí muốn biến dạng hết thảy vậy. Diệp Thần cảm thấy cả người ra phát đau, thật giống như cả người đều phải bị biến dạng. Cùng lúc đó, hắn vậy cảm thấy luân hồi mộ địa chấn động, thật giống như có tân đại năng muốn thức tỉnh, bất quá còn thiếu chút nữa thời cơ. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, cưỡng ép chĩa vào cấm pháp, đánh vào lối vào, muốn một bước lên đỉnh. Vô số cấm pháp biến dạng hắn ra thịt, thật may trong cơ thể hắn vạn linh thần mạch, phát huy ra hiệu quả, không ngừng chữa hắn. Linh bia năng lượng mãnh liệt, vạn linh thần mạch hơi thở, vậy sẽ bung ra tới cực điểm, không ngừng thả ra dư thừa sức sống, chữa Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt, đã có thể mơ hồ thấy tầng thứ 9 tháp phòng bộ dáng, kim quang tràn ngập, Phật khí nhô lên, phảng phất có cái gì Phật môn vận may lớn cơ duyên, đang đợi hắn vậy. Như ta lên đỉnh, thích ra cổ Phật truyền thừa y bát, cũng là của ta. Diệp Thần tâm thần kiên quyết, liền muốn cưỡng ép chĩa vào cấm chế đánh vào. Muốn lên đỉnh tầng thứ 9. Trở về đi, đây không phải là ngươi có thể tới địa phương. Vừa lúc đó, một đạo u lãnh than thở, truyền tới Diệp Thần trong tai. Diệp Thần ánh mắt hoa lên, liền thấy Nhâm Phi Phàm bóng người xuất hiện. Thân ảnh này, hình như là ảo ảnh, lại hình như là chân thực. Nhâm Phi Phàm vung lên trường kiếm, một đạo kiếm khí, như sao rơi sát phạt tới. Đạo kiếm khí này, nhìn như nhẹ bóng. Nhưng sau lưng ẩn chứa giết hại thần uy, tựa như có thể chém chết tinh không. Đại mộ thần kiếm.
Diệp Thần không dám khinh thị, cũng không lo trạng thái thân thể gay gâu, trực tiếp sử dụng đại mộ thần kiếm, ngang hàng là liều mạng vậy. Hắn đại mộ thần kiếm khí, cùng Nhâm Phi Phàm kiếm khí, đụng vào nhau. Một cổ to lớn lực phản chấn, truyền tới Diệp Thần trên mình. Diệp Thần tại chỗ hộc máu, liền bị đánh bay ra ngoài, đầu ông tác hưởng, trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ muốn ngất xỉu. Cùng Diệp Thần khó khăn mở mắt ra, nhưng phát hiện, mình đã ra đại uy thiên long tháp, lần nữa trở lại thần võ điện bên trong. Trước mắt, là phệ linh thượng nhân, ma tổ vô thiên, vũ hoàng nhã phỉ, võ giao các người. Diệp Thần ca ca, người không có sao chứ? Võ giao thấy Diệp Thần cả người là máu, gương mặt tái nhợt hình dáng, nhất thời bị sợ hết hồn, lật đật tới đây đỡ hắn, lại nắm thật chặt hắn tay, đem tự thân linh khí dẫn nước đi vào. Diệp Thần đạt được võ giao linh khí bơm vào, tinh thần thoáng khôi phục một ít, nhưng trạng thái thân thể vẫn là gay gâu. Phệ linh thượng nhân liền vội vàng hỏi, luân hồi chi chủ, người xông qua tầng thứ mấy? Diệp Thần nói, thứ, hụ hụ, tầng thứ 8. Phệ linh thượng nhân à đích một tiếng, hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần chiến tích vậy hung hãn như vậy, xông qua tầng thứ 8.